Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 157. Thời khắc này Dương Diệp phảng phất như ở bên ngoài vũ trụ. Ngay lúc này, Thiên Tú đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng lần nữa duỗi ra một chỉ điểm ở trước ngực hắn. Xuy, một chỉ này rơi xuống, Dương Diệp không có việc gì, nhưng ngón tay của Thiên Tú có chút hư ảo. Thiên Tú thu ngón tay về, khẽ gật đầu. Xác thực có chút ý tử. Lúc này Dương Diệp mở mắt, trong chàng khôi phục bình thường. Nhưng Dương Diệp thẳng tắp té xuống, tiêu hao. Vừa rồi áp xúc, làm cho toàn thân hắn vô lực. Cực hạn chân chính. Trong cơ thể Dương Diệp, Hồng Mông Tháp vận chuyển, muốn trị liệu Dương Diệp. Nhưng lúc này, tay phải Thiên Tú điểm về phía Dương Diệp, Hồng Mông Tháp bị đứng yên tại chỗ. Thiên Tú lạnh nhạt nói. Cực hạn mỏi mệt này, đối với hắn có lợi, để cho hắn thể nghiệm một chút. Hồng Mông Tháp biết Thiên Tú không có ác ý, khẽ run lên, sau đó không có phóng thích Hồng Mông tử khí. Thiên Tú thu tay về, sau đó nàng nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh cũng đang nhìn nàng. Nói về ngươi một chút. Thiên Tú nói khẽ. An Nam Tĩnh nói. Xin chỉ giáo. Ngươi đi theo ta. Thiên Tú nói xong, quay người rời đi. An Nam Tĩnh do dự một chút, cũng vội vàng đi theo. Lúc này, Tiểu Bạch chỉ Dương Diệp nằm dưới đất, Thiên Tú mỉm cười. Hắn không có việc gì. Tiểu Bạch vẫn còn có chút lo lắng. Thiên Tú cười cười. Được, theo ngươi. Thanh âm rơi xuống, bàn tay như ngọc trắng của nàng nhẹ nhàng vung lên, một cỗ lực lượng bao phủ Dương Diệp, sau đó cỗ lực lượng này kéo Dương Diệp đi theo phía sau các nàng. Thiên Tú mang theo An Nam Tĩnh cùng Tiểu Bạch đi tới trước một cung điện tan hoang, bốn phía cung điện đổ nát thê lương, cỏ dại vô số, có chút cây cỏ đã cao hơn một trượng. Liếc mắt nhìn qua, hết sức hoang vu. Thiên Tú nhìn cung điện cũ nát thật lâu không nói. Như nhận ra tâm cảnh của Thiên Tú, tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vuốt vuốt bờ vai của Thiên Tú, Thiên Tú thu hồi suy nghĩ, mỉm cười, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, cỏ dại ở bốn phía cung điện biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tú ôm Tiểu Bạch đi vào trong cung điện, An Nam Tĩnh cũng theo đó đi vào. Trong điện, ở trên bức tường đại điện vẽ một nữ tử đang mặc váy dài màu xanh biếc, ở trong tay cô gái, nắm một thanh vũ khí kỳ dị. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh, nữ tử này chính là Hư Linh Nữ. Thiên Tú nói khẽ, nhà đầu, người thiên phú chắc tuyệt, trên đời hiếm thấy, nhưng tâm của ngươi không cách nào chuyên nhất. Hử, An Nam Tĩnh khó hiểu. Thiên Tú quay người nhìn An Nam Tĩnh. Ở trong lòng ngươi, Dương Diệp trọng yếu nhất, hay võ đạo trọng yếu nhất? An Nam Tĩnh không trả lời thẳng, mà nhìn về phía Dương Diệp. Ở trong lòng hắn, ta trọng yếu, hay kiếm đạo trọng yếu? Trên bờ vai Thiên Tú, Tiểu Bạch chỉ An Nam Tĩnh, khắp khuôn mặt là vẻ kiên định. Người quen thuộc Dương Diệp nhất, ngoại trừ Tử Nhi, không ai qua được Tiểu Bạch. An Nam Tĩnh mỉm cười. Quân không phụ ta, ta làm sao có thể phụ quân? Thiên Tú nói. Ngươi đã đạt tới thánh nhân đỉnh phong, cũng đạt tới cực hạn võ đạo trước mắt của ngươi, nhưng trong lòng ngươi có một chữ, tình, ràng buộc, nếu như ngươi quên Dương Diệp, giờ phút này, ngươi sẽ trực tiếp chứng tổ. Thực lực của ngươi, võ đạo của ngươi, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. An Nam Tĩnh lắc đầu. Đây không phải là ta. Thiên Tú đột nhiên nở nụ cười. Thiên Tú mỉm cười nói. Nhà đầu, đời này của ta, có rất ít người có thể để cho ta coi trọng, cho dù là Hư Linh tộc ta đã từng ra mấy vị thiên tài chói mắt, cũng không bằng ngươi và Dương Diệp. Ngươi biết vì sao không? An Nam Tĩnh nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú chỉ ngực của mình. Tâm, bản tâm, chúng ta tu hành, kỳ thật tu đúng là tâm, tâm càng mạnh, tín niệm sẽ càng mạnh, người cũng sẽ càng mạnh. Rất nhiều người, mới đầu có thể thủ vững bản tâm, nhưng thời gian dần trôi qua, tâm của bọn hắn sẽ bị lạc lối. Này giống như một nam nhân, lúc khổ cực hắn và thê tử có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, tương thân tương ái, nhưng sau khi hắn thăng chức rất nhanh, hắn có quyền, có tiền, có hai thứ này, hắn sẽ từ từ thay đổi. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Sau khi tâm biến, hắn sẽ muốn nữ nhân càng xinh đẹp, thậm chí nhiều nữ nhân xinh đẹp hơn. An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Này là nhân tính. Khóe miệng Thiên Tú hơi cuộn lên. Ngươi nói rất đúng, tham lam, ích kỷ, đây chính là nhân tính. Mà hai người các ngươi, đi cho tới bây giờ, vẫn có thể thủ vững bản tâm,
không vì lực lượng cường đại mê hoặc, điểm này, để cho ta rất yêu thích. Không nên chê ta dài dòng, những vật này, so với tăng lên thực lực của các ngươi càng hữu dụng, tăng thực lực lên, chỉ là một lúc, tăng lên tâm tình, là chuyện cả đời. An Nam Tĩnh do dự một chút, sau đó lại nói. Ngươi đang nói hậu sự. Nàng càng ngày càng có loại cảm giác này. Thiên Tú mỉm cười. Ngươi nói quá trắng, kỳ thật, ngươi nói như vậy, cũng coi như không sai. Thời gian của ta quả thực không nhiều, phải nói, thời gian của mọi người không nhiều. Ở thế gian này, còn có hai chuyện có thể làm ta để ở trong lòng, thứ nhất là báo thù. Thứ hai là, nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp và Tiểu Bạch trên bả vai. Thứ hai, chính là các ngươi, xích tử chi tâm, ưa thích là ưa thích, vì thân nhân, thà cùng người trong thiên hạ là địch. Thiếu niên tính tình như vậy, ta thích trí thiện thuần khiết, tâm tính thiện lương, vô tư vô ác, đối xử mọi người thành tâm, linh vật như thế, cũng là ta thích. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể sống tốt, nàng nói, hiển nhiên là Tiểu Bạch và Dương Diệp. Tiểu Bạch mỉm cười, sau đó cái ót cọ cọ đầu của Thiên Tú. Thiên Tú mỉm cười, nàng quay người đi tới trước bức họa, nhìn bức họa hồi lâu, Thiên Tú khẽ lắc đầu, tay phải vung lên. Xuy. Vách tường đột nhiên phân giải, một lối đi xuất hiện ở trước mặt nàng. Tay phải Thiên Tú khẽ vẫy. Xuy. Ở chỗ sâu trong lối đi kia, một đạo hồng mang từ trong đó bắn ra, thế tới của hồng mang giống như núi lửa bộc phát, uy thế cường đại làm cho An Nam Tĩnh liên tục lùi lại. Trong mắt An Nam Tĩnh tràn đầy kinh hãi. Lúc này hồng mang đột nhiên bị Thiên Tú nắm chắc, hồng mang tản đi, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay Thiên Tú. Thương dài hơn một trượng, lưỡi như thu xương, mũi như kiêu dương, trên thân khắc nhất long nhất phượng, thân thương đỏ thẫm, như có dung nham lưu động, ở chỗ bá thương, có khảm một viên xích hồng châu, trên hạt châu có hắc khí chậm rãi phiêu đãng. Đây là... An Nam Tĩnh nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú mỉm cười. Phần thiên chi nộ. Phần thiên chi nộ. Trong mắt An Nam Tĩnh xuất hiện sắc thái khác thường. Thiên Tú tay cầm trường thương, nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ở trước hư linh tộc ta, có ngũ đại thánh khí cùng ngũ đại ma khí. Những thứ này, phần lớn đều đã rơi vào trong tay thủy nguyên tộc. Sau thủy nguyên tộc, hư linh tộc ta từng chế tạo ra hai kiện thần vật, thứ nhất chính là hoàng tuyển thiên mệnh. Mà vật thứ hai, chính là phần thiên chi nộ này. Biết rõ vật này hình thành như thế nào không? An Nam Tĩnh lắc đầu. Thiên Tú nhìn trường thương trong tay, nói khẽ. Hư linh tộc ta. Rút lấy nham thạch nóng chảy của vô số hành tinh, hội tụ thiên tài địa bảo của cả tộc, sau đó lại dùng vạn cổ dung nham tiến hành tôi luyện. Vạn cổ dung nham này, ở trong thiên địa linh hỏa, nó sắp xếp thứ nhất, nếu như đặt ở trong lịch sử đại thiên vũ trụ, nó gần ly hỏa trong cơ thể Dương Diệp nhất. Nói đến đây, nàng nhìn về phía trường thương trong tay. Vạn cổ dung nham tôi luyện, nhưng không nghĩ tới là, vạn cổ dung nham này lại cùng thương hòa thành một thể. Bất quá! Điều này cũng làm cho thương xảy ra lột xác. Thương này chỉ uy, không kém ngũ đại ma khí, đương nhiên không cách nào so sánh với đệ nhất và đệ nhị. Nói xong, nàng đưa phần thiên chi nộ cho An Nam Tĩnh. Cho ta. An Nam Tĩnh nhìn Thiên Tú hỏi. Thiên Tú mỉm cười. Không cho ngươi, chẳng lẽ cho Dương Diệp, hắn lại không dùng thương. An Nam Tĩnh trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó duỗi tay nắm phần thiên chi nộ, nhưng nàng vừa mới cầm chặt. Tay của nàng cháy rừng rực. An Nam Tĩnh chỉ nhíu mày, không có buông tay. Nàng cứ như vậy nắm phần thiên chi nộ. Gắt gao nắm. Nhìn thấy một màn này, Thiên Tú khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ tán thưởng. Nếu như vừa rồi ngươi buông tay, như vậy ngươi và nó vô duyên. Vừa nói, nàng bấm tay điểm lên phần thiên chi nộ. Ông! Phần thiên chi nộ run lên kịch liệt, hỏa diễm quanh người dần dần dịu xuống. Thiên Tú nhìn phần thiên chi nộ. Nàng sẽ không bôi nhỏ ngươi, hảo hảo đi theo nàng, không nên chơi những hoa chiêu kia có được hay không, bằng không thì, ta vĩnh viễn phòng ấn ngươi ở chỗ này. Trong thanh âm mang theo một tia lạnh như băng. Hiển nhiên, phần thiên chi nộ này đã từng bị sửa chữa qua. Kỳ thật An Nam Tĩnh cũng không biết, lúc trước phần thiên chi nộ này xuất thế, là không ai bị nổi bực nào, ở trong hư linh tộc, coi trời bằng vung. Thậm chí ngay cả quyền uy của Thiên Tú cũng dám khiêu chiến, vì vậy nó bị sửa chữa. Lần đó phong ấn, liền phong ấn cho tới bây giờ. Vô số năm qua, phần thiên chi nộ phẫn nộ bực nào, nhưng nó giận không được.
đối với Thiên Tú, nó giận không nổi. Sợ đến tận xương tủy. Không có ai biết lúc trước nó bị sửa chữa như thế nào. Nó bị Thiên Tú đánh thiếu chút nữa ngay cả linh trí cũng tiêu tán. Lúc này, Thiên Tú nhìn về phía An Nam Tĩnh. Thương này có chút bướng bỉnh, bất quá ta tin tưởng năng lực của ngươi. Dùng được rồi, nó sẽ trở thành giúp đỡ của ngươi. Nó. Nói đến đây, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Dương Diệp đứng lên, đang muốn nói, lúc này Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu không gian, đi tới vô tận hắc động, chỗ cánh cổng ánh sáng. Chỗ đó, một cái chân bước ra. Nhìn thấy một màn này, Thiên Tú nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lạnh như băng. Cút trở về cho ta. Thanh âm rơi xuống, trong mi tâm này có một đạo ánh sáng âm u bắn nhanh ra. Giờ khắc này, thiên địa tĩnh mịch. Vô tận hắc động, chỗ cánh cổng ánh sáng, u quang của Thiên Tú vừa mới đến, một cánh tay từ trong đó dò ra, sau đó một chỉ điểm ở trên u quang. Âm. U quang ầm ầm nổ tung, nhưng người trong quang môn cũng bị chấn trở về. Chỗ cánh cổng ánh sáng khôi phục bình tĩnh. Qua hồi lâu, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Trước kia còn không xác định, hôm nay ta đã xác định. Nguyên lai ngươi đang nhắm vào bất tử tộc ta. Hư linh đại lục, trong cung điện, Thiên Tú mặt không biểu tình, giơ tay vung lên. Suy, một u quang xuyên qua tầng tầng không gian đi thẳng tới vô tận hắc động, sau đó đánh vào trên cửa. Ầm, cánh cổng ánh sáng run lên kịch liệt, sau đó dần dần hư ảo. Nhưng đúng lúc này, một cỗ khí đen đột nhiên từ trong cửa tràn ra, hắc khí bao trùm cánh cổng ánh sáng, thoáng qua, cánh cổng ánh sáng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chờ. Bốn phía, một giọng nói đột nhiên vang lên, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hư linh đại lục, trong cung điện. Thiên Tú thu hồi ánh mắt, sau đó lạnh nhạt nói. Bọn hắn muốn đi ra. Bất tử tộc sao? Dương Diệp hỏi. Thiên Tú nhẹ gật đầu. Tuy đám bất tử kỵ sĩ kia mạnh, nhưng uy hiếp còn không phải đặc biệt lớn. Tiếp theo, cường giả chân chính của bất tử tộc sẽ đi ra, khi đó đại thiên vũ trụ này mới thật sự là xong rồi. Dương Diệp nói. Vừa rồi đối phương muốn đi ra. Thiên Tú khẽ gật đầu. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Tú, sau đó nói khẽ. Ngươi có năng lực làm cho đối phương không đi ra. Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Bất quá là tạm thời. Các ngươi còn cần một quãng thời gian, ta tranh thủ cho các ngươi một chút thời gian. Dương Diệp trầm mặc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thực lực của Thiên Tú này, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Chân chính thâm bất khả chắc. Lúc này Thiên Tú lại nói. Đến nói kiếm vực của ngươi. Kiếm vực, ta tìm cho ngươi một con đường mới, sau này ngươi có thể dựa theo con đường này đi tới. Vực, chính là một thế giới mới, nhưng dùng thực lực của ngươi bây giờ, ngươi còn không thể ở trong vũ trụ thành lập một thế giới hoàn toàn mới. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là sau này ngươi không được, bất quá ngươi bây giờ, là tuyệt đối không làm được. Loại tình huống này, ngươi có thể lấy mình mở ra. Lấy mình mở ra. Dương Diệp khó hiểu. Thiên Tú nhẹ gật đầu. Ngươi có thể dùng bản thân ngươi làm cơ sở, để cho ngươi biến thành một cái vực, đơn giản mà nói, để cho ngươi độc lập với vũ trụ này, khi ngươi áp xúc vực đến trong người mình, ngươi đã độc lập với thế giới này, cùng lúc đó áp xúc lực lượng, làm cho ngươi ở thời điểm đó có được lực lượng siêu nhiên. Độc lập ở ngoài thế giới, tác dụng gì? Dương Diệp hỏi nghi vấn của mình. Thiên Tú cười nói. Ngươi có thể nghĩ, thế giới này là một vòng tròn, mà ngươi áp xúc kiếm vực vào người, thời điểm này, ngươi nhảy ra cái vòng tròn kia. Ngươi không bị quy luật của thiên địa này hạn chế, ví dụ như thiên địa này vỡ nát, ngươi lại không chết. Trừ lần đó ra, nếu như ngươi ra tay với người trong vòng tròn, sẽ có hiệu quả. Bởi vì vực của ngươi cao hơn hết thảy quy luật của thế giới này, không tin, ngươi có thể thử xem. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. A Tú, trước khi thử, ta còn có một vấn đề. Vì cái gì ta phải áp xúc kiếm vực vào bản thân, mới có hiệu quả như thế? Thiên Tú nói khẽ. Cái này có quan hệ tới thực lực của ngươi. Ngươi muốn mình tách ra khỏi vũ trụ này, có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng nếu ngươi muốn tách ra khỏi không gian của vùng vũ trụ này, vậy còn không phải ngươi hiện tại có thể làm được. Nếu như có một ngày, ngươi có thể tùy ý chia lìa một vùng vũ trụ vào trong vực của mình, khi đó trong vũ trụ này,
cơ bản không ai có thể là đối thủ của ngươi. Này giống như ngươi đang ở trong sân nhà của ta, tất cả quy tắc là ta định ra, ngươi làm sao có thể thắng? Khi đó liền vô địch sao? Dương Diệp nói khẽ. Vô địch. Thiên Tú lắc đầu cười cười. Ngươi mơ mộng hão huyền thật. Hử. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú nói khẽ. Vô địch là không tồn tại. Không có người nào có thể làm được vô địch chân chính. Trong mắt của ta, vô địch là một loại tâm tình, là một loại khí thế. Ngươi bây giờ thử xem vực của ngươi, thừa dịp còn có thời gian, ta giúp ngươi điều chỉnh một chút. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu áp xúc kiếm vực. Lúc này so với lần trước dễ dàng hơn nhiều, bất quá vẫn không dễ chịu. Không đến một hồi, sắc mặt hắn biến thành trắng bệch. Rất nhanh, Dương Diệp áp xúc kiếm vực vào trên người mình, giờ phút này, không gian xung quanh Dương Diệp đã không giống không gian xung quanh Thiên Tú và An Nam Tĩnh. Bất quá cả người Dương Diệp cực kỳ khó chịu. Cảm giác gì? Giờ phút này cảm giác của hắn chính là có đồ vật gì đó áp ở trên người hắn, muốn đè hắn nổ tung. Lực lượng. Cái này là lực lượng của kiếm vực sau khi áp xúc, những lực lượng này toàn bộ áp xúc ở trên người hắn, có thể tưởng tượng, giờ phút này trên người hắn thừa nhận lực lượng khủng bố dường nào. Lúc này Thiên Tú nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ra tay với hắn, dùng toàn lực. An Nam Tĩnh có chút trầm ngâm. Sau đó tay cầm phần thiên chi nộ mãnh liệt đâm về phía Dương Diệp một cái. Xuy. Thương ra, mũi thương thoáng hiện ánh lửa, sau một khắc, ánh lửa giống như núi lửa bộc phát, bạo phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố bao phủ về phía Dương Diệp. Sử dụng kiếm. Lúc này, thanh âm của Thiên Tú vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp mở mắt, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn nắm kiếm mãnh liệt bổ ra. Một màn quỷ dị xuất hiện. Xuy, kiếm của Dương Diệp vừa ra, một đạo kiếm khí xuyên qua lực lượng của An Nam Tĩnh, sau đó lập tức đi tới trước mặt nàng, sắc mặt An Nam Tĩnh đại biến, giờ phút này, nàng đã không kịp phản kích, bởi vì nàng không ngờ có thể như vậy, tâm niệm vừa động, thần tộc chiến thuẫn chắn ở trước mặt nàng. Nhưng đạo kiếm khí kia trực tiếp xuyên qua chiến thuẫn, lập tức đánh vào trên người nàng. An Nam Tĩnh bị một kiếm này chấn bay ra ngoài cung điện, An Nam Tĩnh không ngừng lùi lại. Ở khóe miệng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Ngay lúc này, Thiên Tú đột nhiên xuất hiện ở sau lưng An Nam Tĩnh, tay phải nhẹ nhàng điểm vào sau lưng An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh lập tức ngừng lại, lực lượng kiếm khí trên người nàng cũng lập tức biến mất. Sau khi dừng lại, An Nam Tĩnh lau máu tươi ở khóe miệng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, giờ khắc này Dương Diệp đã ngã trên mặt đất. Hắn! An Nam Tĩnh quay đầu nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú nói khẽ. Hắn còn không thể chịu đựng lực lượng của kiếm vực, đây là cắn trả. An Nam Tĩnh trầm mặc một lát, sau đó nói. Vừa rồi một kiếm kia, vì sao? Thiên Tú cười nói. Rất khiếp sợ. An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Thiên Tú nói. Cái này là chỗ đáng sợ của vực, nó bỏ qua quy luật của thế giới này, triệt triệt để bỏ qua, bởi vậy lực lượng của nó có thể hoàn toàn rơi ở trên người ngươi. Không thể giải. An Nam Tĩnh hỏi. Tự nhiên không phải. Thiên Tú nhìn tay phải của mình, tay phải nàng chậm rãi nắm chắc. Lực lượng của hắn, có thể bỏ qua tất cả quy luật thiên địa, nhưng đến tầng thứ như ta, lực lượng của chúng ta, tương tự có thể làm được. Chỉ có điều, chúng ta không phải bỏ qua những quy luật này, mà là cưỡng ép phá vỡ quy luật, cùng hắn vẫn có bản chất khác biệt. Mà lực lượng của ngươi tạm thời không cách nào làm được, cho nên vừa rồi ngươi không ngăn được một kiếm kia. An Nam Tĩnh trầm mặc. Lúc này Thiên Tú lại nói, chờ thời điểm hắn có thể chia lìa không gian của người khác thành vực của mình, khi đó hắn mới là một cường giả tuyệt thế chân chính. Hắn hiện tại, bất quá là có chút mạnh mẽ mà thôi. Nói xong, nàng bấm tay điểm ra, một quyển trục rơi vào trước mặt An Nam Tĩnh. Đây là... An Nam Tĩnh khó hiểu. Thiên Tú nói, truyền thừa của hư linh tộc ta, tất cả truyền thừa, ở trong đó có giải thích đối với võ đạo. Cũng có giải thích đối với các đạo khác, càng có cách khống chế cùng nắm giữ tất cả các loại sức mạnh, người có thể nghĩ tới, trong đó đều có. Trừ lần đó ra, bên trong còn có chú giải của ta, một ít ưu khuyết, ta đều có tách ra chú giải, nếu như ngươi có thể hấp thu, không ngoài 10 năm, dùng thiên phú của ngươi, ngươi sẽ trở thành cường giả top đầu của vùng vũ trụ này. Nói đến đây, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại. Ta chỉ có một yêu cầu, chính là ngày sau ngươi truyền cho hậu nhân.
nói cho đối phương biết, đây là truyền thừa của hư linh tộc, như vậy là đủ. An Nam Tĩnh nhìn về phía Thiên Tú. Ngươi! Thiên Tú khẽ lắc đầu. Ta muốn an tĩnh một chút, ngươi chiếu cố hắn, chờ sau khi hắn tỉnh lại, cùng hắn chung một chỗ tu luyện, thời gian của các ngươi cũng không nhiều, đừng lãng phí, đặc biệt là hắn, để cho hắn mau chóng quen thuộc áp xúc kiếm vực, chỉ có như vậy, ngày sau gặp được cường giả giống như ta, mới không ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Mà ngươi, cũng cần phải mau chóng hấp thu truyền thừa trong quyển trục, nhớ kỹ, hết thảy trong quyển trục, ngươi có thể hấp thu, có thể mượn nhờ, nhưng không nên đi cải biến võ đạo của mình. Bằng không thì, đến lúc đó ngươi đi con đường của người khác, cái này ngược lại rơi vào tầm thường. Nói xong, nàng chậm rãi đi ra đại điện. Trong điện, An Nam Tĩnh tay cầm quyển trục, thật lâu không nói. Tâm tình có chút trầm trọng. Thiên Tú đi ra cung điện, đi về phía trong thành, lúc đi ngang qua một góc đường, một lão giả đứng ở cách Thiên Tú không xa, lão giả nhìn Thiên Tú có chút thi lễ. Lão giả này là Thiên Cơ lão nhân. Ở bên cạnh Thiên Cơ lão nhân, còn có một nữ tử, đúng là Dương Liêm Sương. Xin tiền bối chỉ điểm. Thiên Cơ lão nhân lần nữa cung kính thi lễ. Thiên Cơ lão nhân biết, đây là cơ hội duy nhất trong đời này của hắn. Cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên hắn đến. Thiên Tú nhìn thoáng qua Thiên Cơ lão nhân, có chút trầm ngâm, sau đó nói. Thiên có cửu trọng, địa có chín chi, tinh tú 108, thiên đạo vốn viên mãn. Trong đó một đạo độn đi, trở thành khiếm khuyết, biến số này, chính là thiên đạo vô thường. Người đại đạo là toán đạo, bởi vậy phải nhớ kỹ, quẻ không thể nhìn quá rõ ràng, bởi vì thiên đạo vô thường. Quẻ không thể nhìn quá rõ ràng, bởi vì thiên đạo vô thường. Thiên Cơ lão nhân thấp giọng thì thào, một lát sau, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn Thiên Tú cung kính thi lễ. Ân tình này, tại hạ suốt đời ghi khắc. Thiên Tú lạnh nhạt nói. Hắn tính tình cương liệt, hành sự tùy hứng, cho nên dễ bị người mưu hại, người minh bạch ý tứ của ta không? Thiên Cơ lão nhân nói. Minh bạch. Thiên Tú khẽ gật đầu, sau đó đi xa, đi hai bước, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía Dương Liêm Sương. Quê hương của ngươi, ta đi qua. Nghe vậy, Dương Liêm Sương cứng ngắc ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn Thiên Tú, hoàn toàn nói không ra lời. Qua một hồi lâu. Dương Liêm Sương mới hồi phục tinh thần lại, mà lúc này Thiên Tú đã đi xa. Dương Liêm Sương vội vàng đuổi theo, nàng đi tới bên cạnh Thiên Tú, do dự một chút, sau đó nói. Ngài thật sự đi qua. Thiên Tú nhẹ gật đầu. Ta đã từng du lịch ngàn vạn vũ trụ, ngẫu nhiên phát hiện nơi đó, chỗ kia là một chỗ đặc biệt. Dương Liêm Sương yết hầu lăn lăn, sau đó nói. Ngươi là đi thế nào? Ta, mặc dù thực lực bây giờ của ta đã rất mạnh. Nhưng ta không cách nào thăm dò tới đó, cũng không thể nào thăm dò. Rất bình thường, Thiên Tú nói khẽ. Lúc trước ta phát hiện một trận pháp, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa bị giấu giếm. Bất quá cũng chính là trận pháp này, mới để cho ta quyết định đi tìm tòi. Ta có thể đi trở về không? Dương Liêm Sương rung giọng nói. Thiên Tú dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ngươi muốn trở về? Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu. Chỗ đó, dù sao cũng là địa phương ta ra đời. Thiên Tú nói. Chỗ đó, không thể chịu đựng được lực lượng của ngươi, nếu như ngươi đi, một cái sơ sẩy, vô cùng có khả năng hủy diệt chỗ đó. Ta có thể không dùng lực lượng. Dương Liêm Sương vội vàng nói. Thiên Tú nói. Thiên đạo pháp tắc nơi đó quá yếu, mà lực lượng trên người ngươi, đã vượt qua thiên đạo pháp tắc nơi đó, này giống như một tách trà. Là không thể nào chứa nổi nước của một ấm trà. Trừ khi ngươi phong ấn lực lượng của mình, phong ấn huyền khí của mình, không để cho huyền khí cùng lực lượng của mình tiết ra ngoài, chỉ có như vậy, có lẽ có thể. Dương Liêm Sương hưng phấn nói. Có thể, hoàn toàn có thể. Chẳng qua là, phải làm sao tìm được đường trở về. Thiên Tú có chút trầm ngâm, sau đó nói. Thực lực của ngươi, không cách nào khám phá trận pháp kia, nếu như không cách nào khám phá. Cho dù ngươi đến tinh hệ đó, cũng không vào được. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói. Nếu như ngươi thật muốn về, ngày sau có thể để cho Dương Diệp hỗ trợ, dưới kiếm vực của hắn, hết thảy đều sẽ hiện hình. Coi như kiếm vực không được, còn có bổ đề thụ kia. Để cho hắn cùng ta trở về. Dương Liêm Sương vội vàng lắc đầu. Không nên,
gia hỏa này không thể đi quê nhà ta, gia hỏa này tính khí rất lớn, phong tục ở quê nhà ta hoàn toàn khác nơi đây, hắn đi tới đó, không chừng sẽ làm ra chuyện tình điên cuồng gì. Không được, kiên quyết không thể để cho hắn đi, chỗ đó không chịu nổi tôn đại thần này. Quê hương của nàng, không giống những địa phương khác có thể tùy ý sằng bậy, chỗ đó là giảng luật pháp. Nhưng nếu Dương Diệp đi chỗ kia, giảng luật pháp, ngươi trông chờ Dương Diệp giảng luật pháp, nếu để cho Dương Diệp gặp phải một người giả bị đụng xe ăn vạ, dùng tính khí của người này, sợ là sẽ vặn đầu đối phương xuống. Nàng đã tưởng tượng được cảnh tượng máu tươi suối phun. Thiên Tú giống như nghĩ đến cái gì, khóe miệng nổi lên nụ cười. Cũng phải, người có thể để cho hắn dẫn người đến chỗ đó là được rồi. Ân, Dương Liêm Sương nói khẽ. Lúc này, Thiên Tú điểm vào mi tâm của Dương Liêm Sương. Này là con đường lúc trước ta đi, ngày sau nếu như người muốn trở về, theo con đường này có thể đến thiên hạ kia. Nói xong, nàng quay người đi xa. Ngài thấy chỗ chúng ta như thế nào? Lúc này Dương Liêm Sương đột nhiên hỏi. Thân thể Thiên Tú có chút dừng lại, sau đó nói. Trở về nói cho bọn hắn biết, đừng thăm dò nữa, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, lại thăm dò, sợ là phải tự chịu diệt vong. Nói xong, nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Dương Liêm Sương. Sau khi Thiên Tú cùng Dương Liêm Sương chia tay, đi tới một khu mộ địa. Trong mộ địa, một mảnh âm trầm, nhưng thần sắc của Thiên Tú lại cực kỳ nhu hòa. Nhìn những mộ địa kia, nhìn một chút, hai mắt Thiên Tú chậm rãi đóng lại, ở khóe mắt, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống. Trong cung điện, không biết trải qua bao lâu, hai mắt Dương Diệp chậm rãi mở ra, ở trong mắt hắn, như cũ là một mảnh huyết hồng. Ở bên cạnh Dương Diệp là An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất, cúi đầu nhìn quyển trục. Mà ở trước ngực là Tiểu Bạch, giờ phút này Tiểu Bạch nằm ở trong bộ ngực nàng, đã chìm vào giấc ngủ. Hô! Dương Diệp thở một hơi thật dài, lúc này tay của An Nam Tĩnh có chút dừng lại, sau đó nhìn về phía hắn, nàng đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp. Tỉnh rồi! Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có chút khó chịu. An Nam Tĩnh nói. Nàng nói trước không nên dùng hồng mông tử khí, loại đau khổ này với ngươi mà nói, có lợi. Thiên Tú. Dương Diệp nhìn chung quanh, sau đó nói. Nàng đâu? An Nam Tĩnh nói khẽ. Nàng nói nàng muốn yên tĩnh một chút. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó ngồi dậy, lúc này Tiểu Bạch mở hai mắt ra, khi thấy Dương Diệp, nàng lập tức nhếch miệng cười cười, sau đó hung hăng hôn Dương Diệp một cái. Dương Diệp cười cười. Sau đó vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Chúng ta tu luyện đi. Lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Nàng nói, ngươi cần phải mau chóng nắm giữ kiếm vực của mình. Nắm giữ kiếm vực. Thần sắc của Dương Diệp nghiêm túc, sau khi tiếp xúc với Thiên Tú, hắn mới ý thức được, đối với loại trí cường giả kia, Dương Diệp hắn quá yếu. Ở trước mặt người ta hoàn toàn chưa đủ nhìn. Tu luyện. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp và An Nam Tĩnh điên cuồng tu luyện. Với Dương Diệp mà nói, hắn tu luyện là kiếm vực, điên cuồng áp xúc kiếm vực, một lần lại một lần. Hắn nhất định phải thích ứng loại đau khổ này, chỉ có thích ứng loại đau khổ này, hắn mới có thể thi triển kiếm vực đối địch, bằng không thì, ngày sau cùng người đối chiến, thi triển một lần kiếm vực liền hôn mê, vậy còn đánh cái búa. Mà An Nam Tĩnh hiển nhiên cũng bị Thiên Tú kích thích, trực tiếp bế quan điên cuồng tu luyện. Về phần chuyện tình trong hư linh đại lục, đều có Thiên Cơ lão nhân cùng Dương Liêm Sương xử lý. Tuy Dương Liêm Sương nhớ nhà, nhưng trước mắt loại tình huống này, nàng hiển nhiên là không cách nào đi, coi như có thể đi, nàng cũng sẽ không đi. Tuy cùng Dương Diệp không quan hệ máu mủ, nhưng với nàng mà nói, Dương Diệp là bằng hữu rất thân thiết. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Sau một tháng, Dương Liêm Sương đột nhiên đi vào trong đại điện. Không biết nàng nói gì đó, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, sau đó biến mất ở trong đại điện. Ở chỗ sâu trong vô tận hắc động. Ở trong hắc động có một tế đàn khổng lồ, bốn phía tế đàn là vô số thi thể lơ lửng, những thi thể này cứ như vậy trôi lơ lửng ở bốn phía, một cỗ hợp với một cỗ, liếc mắt nhìn qua, làm cho người ta sợ hãi. Mà ở trên tế đàn to lớn kia, có bốn người này là Thiếu Ti U, Binh Tổ, Ma Tổ, cùng với Tà Tổ. Ở trước mặt bốn người, là một vầng sáng khổng lồ, bốn phía liên tục không ngừng có tử khí tụ đến. Lúc này Thiếu Ti U đột nhiên ngừng lại.
Tam tổ còn lại nhìn về phía Thiếu Ti U. Thiếu Ti U nhìn lướt qua bốn phía, sau đó huyền khí truyền âm. Chư vị, ta xem bất tử tộc này sợ là không đáng tin cậy. Nhưng có thể thế nào? Minh tổ lạnh nhạt nói. Đại thiên vũ trụ này, hiện tại chỉ có hai cỗ thế lực, một phe là Dương Diệp, một phe là bất tử tộc, không đi theo bất tử tộc, chẳng lẽ đi theo Dương Diệp? Dương Diệp đối với mấy người chúng ta, là mang theo ý chắc chắn phải giết. Hơn nữa, người cảm thấy Dương Diệp có thể đối kháng bất tử tộc. Thiếu Thi U khẽ lắc đầu. Dương Diệp không đáng tin cậy, nhưng bất tử tộc này cũng không đáng tin cậy. Trong mắt ta, chờ mấy người chúng ta giúp bọn nàng thu thập đủ tử khí, sợ chính là tử kỳ của mấy người chúng ta. Tam tổ còn lại trầm mặc. Ngươi có ý gì? Lúc này, Ma tổ đột nhiên hỏi. Khóe miệng Thiếu Ti U nổi lên nụ cười. Nếu như bốn người bọn ta muốn sống, vậy cũng chỉ có để cho Dương Diệp cùng bất tử tộc chó cắn chó, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thoát ly theo dõi cùng khống chế của bất tử tộc, cũng chỉ có bọn hắn tranh lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có cơ hội. Minh tổ khẽ lắc đầu. Sợ là ở trước đó, bất tử tộc sẽ để cho chúng ta đi đối phó Dương Diệp, kể từ đó, ngư ông chi lợi sẽ là bất tử tộc. Thiếu Ti U cười nói. Lo lắng của Minh tổ không phải không có lý, bất quá, các ngươi không để ý một điểm, chính là tử khí này. Hừ. Ba vị lão tổ nhìn về phía Thiếu Ti U. Thiếu Ti U chậm rãi đứng lên. Bất tử tộc thu thập những tử khí này, nhất định là có tác dụng lớn. Theo ta suy đoán, bọn hắn có thể là lợi dụng những tử khí này chữa thương cho cường giả của bất tử tộc. Ngươi nói, nếu như Dương Diệp biết được tin tức này, hắn sẽ như thế nào? Minh tổ nói. Hắn sẽ ngăn cản. Thiếu Ti U cười nói. Hắn nhất định sẽ đến, thời điểm này hắn không tiêu hao bất tử tộc, sau này khả năng sẽ không có cơ hội. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, bởi vậy lúc trước, ta đã lặng lẽ thông chi người bên Dương Diệp, đợi tí nữa Dương Diệp sẽ chạy tới nơi này, lúc kia cường giả bất tử tộc tất nhiên sẽ xuất động, mà lúc này đây, chính là cơ hội của chúng ta. Trốn. Minh tổ hỏi. Thiếu Ti U nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian ở bất tử tộc này, ta càng phát giác, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Có câu nói, không phải tộc ta tất có dị tâm. Nếu như các ngươi là cường giả bất tử tộc, các ngươi sẽ lưu mấy cường giả không phải là tộc nhân mình ở bên người sao? Chắc chắn sẽ không, hiện tại bọn hắn không đối phó chúng ta, bất quá là đang lợi dụng chúng ta, chờ lợi dụng xong, hoặc là thu thập xong Dương Diệp, ánh mắt của bọn hắn sẽ rơi ở trên người chúng ta, lúc kia, chúng ta không có phần thắng chút nào. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải đi. Một bên, Ta Tổ khẽ gật đầu. Kế sách này ngược lại rất tốt, Dương Diệp và bất tử tộc dốc sức liều mạng, coi như đánh không lại bất tử tộc, có cường giả thần bí ở phía sau hắn, cũng nhất định có thể dung chuyển bất tử tộc, thời điểm này, bất tử tộc khẳng định không có thời gian để ý tới chúng ta. Thiếu Ti U mỉm cười, đang muốn nói, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hắn đến rồi. Vừa nói xong, ở cuối tầm mắt bốn người xuất hiện một đạo kiếm quang. Kiếm quang cực nhanh, trong chớp mắt đi tới trước mặt bốn người. Kiếm quang tản đi, Dương Diệp xuất hiện. Mà thời điểm Dương Diệp xuất hiện, sau lưng đám người Thiếu Ti U không xa, không gian khẽ run lên, ngay sau đó một trung niên tử trong đó đi ra. Đúng là Nguyên Sư. Mà sau lưng Nguyên Sư, là Độc Cô Tuyệt Thiên, còn có mấy trăm bất tử kỵ sĩ. Nguyên Sư nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lạnh nhạt nói. Tử khí nơi này, người không có khả năng động. Dương Diệp cầm kiếm đi về phía Nguyên Sư. Nếu như ta không nghe thì sao? Tay phải Nguyên Sư chậm rãi nắm chắc. Thử xem. Thử thì thử. Dương Diệp nói xong, người đã hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Thiếu Ti U không khỏi nổi lên nụ cười, nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng đại biến. Bởi vì một kiếm kia của Dương Diệp, cũng không phải bổ về phía Nguyên Sư, mà là bổ tới nàng. Mục tiêu của Dương Diệp là nàng. Thiếu Ti U phản ứng cực nhanh, hai tay hư chiêu, trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể chấn động ra. Nhưng đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Thoáng qua, sắc mặt Dương Diệp tái nhợt, cùng lúc đó, ở khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Kiếm vực. Dương Diệp thi triển ra kiếm vực. Sau một khắc, kiếm trong tay Dương Diệp thẳng tắp rơi xuống. Một kiếm này rơi xuống, vô thanh vô tức, không có động tĩnh nào. Nhưng tất cả mọi người trong tràng ngây dại.
chỉ thấy một kiếm kia của Dương Diệp vậy mà không nhìn lực lượng của Thiếu Ti U, từ đỉnh đầu của Thiếu Ti U chém xuống. Hai mắt Thiếu Ti U trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Một mình ta là đủ, cho ta một chút thời gian. Nói xong Viên lão quay người rời đi. Thần vực. Trong thần điện, Thích Thiên nhìn một thanh niên phía dưới. Dương Diệp kia thật một kiếm chu sát một vị tổ cảnh. Thanh niên nhẹ gật đầu. Chuẩn xác không sai. Nghe vậy, hai mắt Thích Thiên chậm rãi đóng lại. Kẻ này, yêu nghiệt a. Một kiếm chạm giết một vị tổ cảnh. Mặc kệ Dương Diệp giao ra cái giá lớn như thế nào, cái này cũng đủ để cho người kinh hãi. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng nhất kích tất sát một vị tổ cảnh. Đơn giản mà nói, thời khắc này Dương Diệp, ở trong đại thiên vũ trụ, ngoại trừ mấy cường giả đứng đầu nhất kia, đã không ai có thể chế ngự được hắn. Qua hồi lâu, Thích Thiên nói. Ba vị lão tổ kia đâu? Chạy thoát. Thanh niên kia trầm giọng nói. Ba người này, hiện tại đã mai danh ẩn tích. Ngu xuẩn. Thích Thiên lạnh nhạt nói. Nếu như bọn hắn phụ thuộc bất tử tộc, Dương Diệp muốn giết bọn hắn vẫn có chút khó khăn, dù sao bất tử tộc sẽ không nhìn bọn họ bị Dương Diệp đổ sát. Nhưng bọn hắn trước có tử thù với Dương Diệp, sau lại phản bội bất tử tộc, hiện tại không chỉ có Dương Diệp muốn giết bọn hắn, sợ là bất tử tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mấy người kia, xong rồi. Thanh niên kia nói. Sợ là mấy người bọn họ không ngờ thực lực của Dương Diệp cường đại đến loại trình độ này, bằng không thì, bọn hắn sẽ không phản bội bất tử tộc. Thích Thiên khẽ gật đầu, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Đám người quân sư làm sự tình như thế nào rồi? Thanh niên kia trầm giọng nói. Có đầu mối, chẳng qua là, không thể bỏ chạy quá nhiều. Hai mắt Thích Thiên chậm rãi đóng lại. Chừng 100 người là đủ rồi. Sẽ không phải quá ít chứ? Thanh niên kia nói. Thích Thiên lắc đầu. Quá nhiều sẽ khiến cho người khác chú ý, ngược lại hỏng chuyện. Người đi xuống đi, tùy thời chú ý hướng đi của bất tử tộc và hư linh đại lục. Thanh niên kia cung kính thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Trong đại điện, khôi phục bình tĩnh. Hư linh đại lục, trong hư linh điện. Ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, thương thế của Dương Diệp đã tốt không sai biệt lắm. Sau khi thương thế lành, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tu luyện. Đáng tiếc là, hắn không thể tiến vào hồng mông tháp tu luyện. Bởi vì trong hồng mông tháp, cũng không chịu nổi lực lượng kiếm vực của hắn. Để cho Dương Diệp bất ngờ là An Nam Tĩnh, mỗi một ngày An Nam Tĩnh đều đang phát sinh biến hóa. Sự biến hóa này hắn cũng không biết nói như thế nào, dù sao thì cảm thấy An Nam Tĩnh mỗi ngày đều rất bất đồng. Theo như hắn suy đoán, hơn phân nửa là vì Thiên Tú cho nàng quyển trục kia. Hư linh tộc truyền thừa. Cả tộc truyền thừa. Này đối với An Nam Tĩnh mà nói, không thể nghi ngờ là một cơ duyên to lớn. Cứ như vậy, đảo mắt 3 ngày trôi qua. Ngày hôm nay, Viên lão tiến vào trong đại điện, Dương Diệp mở mắt. Viên lão nói khẽ. Tra được tung tích của binh tổ. Ở đâu? Dương Diệp hỏi. Viên lão trầm giọng nói. Ở binh giới. Chỗ đó không phải bị hủy sao? Dương Diệp nhíu mày. Viên lão nhẹ gật đầu. Ta cũng không hiểu, bất quá theo ta suy tính, hắn là ở chỗ đó, không sai được. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta đi một chuyến, chuyện nơi đây, giao cho các ngươi. Muốn ta đi cùng ngươi không? Viên lão hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Ba tổ cảnh mà thôi, một người là đủ. Nói xong, Dương Diệp biến mất không thấy gì nữa, cùng một chỗ biến mất, còn có An Nam Tĩnh. Binh giới. Thời khắc này binh giới đã không phải là binh giới lúc trước, hư không đổ nát thê lương. Ở trên không trung, ngồi xếp bằng một lão giả này đúng là binh tổ. Binh tổ nhìn hết thảy trước mắt, im lặng không nói. Không biết trải qua bao lâu, một tia kiếm quang lóe lên. Thoáng qua, một thanh niên xuất hiện ở cách binh tổ không xa. Thanh niên này đúng là Dương Diệp. Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, đang muốn ra tay, lúc này binh tổ đột nhiên nói. Chờ ngươi đã lâu rồi. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Chờ ta. Binh tổ nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên. Chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Thanh âm rơi xuống, sau lưng Dương Diệp xuất hiện hai người. Đúng là tà tổ và ma tổ. Cùng lúc đó, ở trong hư không, đột nhiên xuất hiện một màn sáng to lớn, trong màn sáng, thanh thanh phi kiếm không ngừng xoay quanh. Dương Diệp cười lạnh.
ở trước mặt ta chơi kiếm trận. Trận pháp. Ở bốn phía, vô số phi kiếm không ngừng lập lòe, mỗi một thanh phi kiếm đều phong tỏa Dương Diệp. Minh Tổ nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, ba người chúng ta không muốn cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Địch nhân chân chính của ngươi, là bất tử tộc, chỉ cần người cam đoan không tới tìm ba người chúng ta phiền toái, ba người chúng ta lập tức rút đi. Không đến vạn nhất, ba người bọn họ cũng không muốn cùng Dương Diệp lưỡng bại câu thương. Bây giờ bọn hắn không có phần thắng. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Hiện tại đến nói với ta không muốn lưỡng bại câu thương, ta hỏi các ngươi, lúc trước sao các ngươi không làm như vậy? Lúc trước vì sao các ngươi không giết Dương Diệp ta liền thề không bỏ qua, hai mắt Minh Tổ chậm rãi đóng lại. Dương Diệp, bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Nếu như ngươi muốn giết ba người chúng ta, kết quả sau cùng bất quá là tiện nghi bất tử tộc mà thôi. Dương Diệp lắc đầu. Với ta mà nói, giết các ngươi, mới là chuyện tình hàng đầu. Thanh âm rơi xuống. Dương Diệp giơ tay chém một kiếm. Xuy. Một đạo kiếm khí bay thẳng đến Minh Tổ. Minh Tổ bấm tay điểm ra, một thanh kiếm hư ảo bắn nhanh ra, thanh kiếm này trực tiếp đâm vào đạo kiếm khí kia của Dương Diệp. Xuy. Đạo kiếm khí kia của Dương Diệp bị phân thành hai, mà khí kiếm của Minh Tổ thì tiến quân thần tốc, đi tới trước mặt của Dương Diệp. Bất quá khi cách ngực Dương Diệp còn nửa tấc, khí kiếm ngừng lại, bởi vì một tay của Dương Diệp nắm chắc khí kiếm. Tay Dương Diệp có chút dùng sức. Ầm. Khí kiếm nổ tung. Dương Diệp nhìn về phía Minh Tổ. Thiếu chút nữa quên, Minh Tổ ngươi coi như là nửa kiếm tu. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua vô số phi kiếm ở bốn phía. Trận pháp này, lấy kiếm làm hạch tâm, nghĩ đến là xuất từ tay Minh Tổ ngươi. Minh Tổ khẽ gật đầu. Là ta. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, bảy kiếm chung quanh toàn bộ rung động, thoáng qua, vô số đạo kiếm quang kích bắn về phía Dương Diệp. Mỗi một chuôi kiếm đều mang theo khí tức sát phạt ác liệt. Cách đó không xa, khóe miệng Dương Diệp nổi lên nụ cười lạnh, tay phải vung lên, một thanh kiếm bắn nhanh ra. Ông! Trong tràng, một tiếng kiếm reo phóng lên trời, tiếng kiếm minh vang lên, những kiếm quang chung quanh kia lập tức ngừng lại. Kiếm thủ! Thanh kiếm này của Dương Diệp, đúng là kiếm thủ. Vạn kiếm đứng đầu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Minh Tổ trầm xuống, hắn vậy mà quên mất sự tình quan trọng nhất. Kiếm thủ, Dương Diệp có kiếm thủ, thiên hạ vạn kiếm thần phục. Trừ khi kiếm đạo của hắn vượt qua Dương Diệp, chỉ có như vậy, mới có thể bỏ qua kiếm thủ, nhưng kiếm đạo của hắn không có vượt qua Dương Diệp. Kiếm đạo áp chế, kiếm áp chế. Vỡ. Lúc này, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên. Ầm. Chung quanh, vô số kiếm quang lập tức nổ tung, sau đó hóa thành hư vô. Tay phải Dương Diệp khẽ vẫy, kiếm thủ về tới trong tay hắn, sau một khắc, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người đi thẳng tới trước mặt Minh Tổ, mãnh liệt bổ xuống. Kiếm qua không dấu vết. Hắn hiện tại, đã chính thức khống chế lực lượng của mình, sẽ không tiết ra ngoài chút nào. Hai mắt Minh Tổ híp lại, tay phải hắn có chút xoay tròn, trong chốc lát, một phù ấn từ trong lòng bàn tay hắn hiện ra, thoáng qua, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong phù ấn phun trào. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Minh Tổ bị Dương Diệp đánh bay ra mấy ngàn trượng. Không có sử dụng kiếm vực. Dương Diệp. Lúc này, Tà Tổ cách đó không xa đột nhiên nói. Ngươi thật muốn cùng ba người chúng ta cá chết lưới rách, để cho bất tử tộc kia kiếm tiện nghi. Lưỡng bại câu thương. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Hiện tại các ngươi xứng sao? Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp đưa tay chém một kiếm. Ầm. Cách đó không xa, Tà Tổ bị Dương Diệp chấn bay ra ngoài. Áp chế. Bây giờ, coi như Dương Diệp không sử dụng kiếm vực, vẫn có thể áp chế tổ cảnh. Đây mới là thực lực chân chính của hắn, mà kiếm vực, Dương Diệp vận dụng kiếm vực, xem như tiêu hao triển khai, tuy cũng là thực lực của hắn, nhưng không thể coi như bình thường. Đồng loạt ra tay. Ngay lúc này, Minh Tổ đột nhiên nói. Thanh âm rơi xuống, ba vị lão tổ bay thẳng đến Dương Diệp. Quần ẩu sao? Dương Diệp cua kiếm, sau một khắc, An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, An Nam Tĩnh nhìn về phía Tà Tổ, thoáng qua, nàng hóa thành từng tàn ảnh vọt về phía Tà Tổ. Còn một cái khác, để cho ta giúp người đối phó đi. Lúc này, một tiếng cười to vang lên, ngay sau đó yêu ma xuất hiện, yêu ma nhìn thoáng qua Dương Diệp,
sau đó cười nói. Ở chỗ ngươi thu chỗ tốt, nói gì cũng phải làm chút chuyện mới được. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía ma tổ, thoáng qua, một chảo vỗ về phía ma tổ. Sắc mặt người kia đại biến. Dương Diệp, An Nam Tĩnh, yêu ma. Ma tổ căn bản không có suy nghĩ nhiều, quay người bỏ chạy. Tốc độ của ma tộc cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Muốn chạy trốn, yêu ma giữ tợn cười cười, sau đó thân hình run lên, trực tiếp xé rách không gian, biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, chỉ còn lại có Dương Diệp và Minh Tổ. Minh Tổ nhìn thoáng qua tà tổ bị An Nam Tĩnh đè đánh lần lượt tháo chạy, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, theo ta được biết, phụ thân ngươi ở trong thần mộ của bất tử tộc, chỗ đó nhốt cường giả các chủng tộc mà bất tử tộc đã từng chinh phục qua, nếu ngươi muốn cứu phụ thân, ngươi nhi phải đi thần mộ của bất tử tộc. Cái này không cần ngươi quan tâm. Dương Diệp nói xong, cả người bay lên, đi thẳng tới trước mặt Minh Tổ, khóe miệng người kia hơi cuộc lên, nổi lên nụ cười dữ tợn, thoáng qua, bụng đột nhiên bành trướng, sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể nổ ra. Tự bạo. Nhìn thấy Minh Tổ lựa chọn cơ tự bạo, Dương Diệp cũng biến sắc. Tự bạo ra lực lượng cường đại làm cho Dương Diệp cảm nhận được nguy hiểm, nhưng giờ khắc này, hắn đã không lùi lại được. Kiếm của hắn, cũng không thu về được, cũng không thể thu. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ tàn nhẫn, kiếm trong tay mãnh liệt rơi xuống. Ầm, một kiếm này còn chưa rơi xuống, Dương Diệp liền bị đánh bay ra ngoài. Bay trọn vẹn mấy vạn trượng mới dừng lại. Mà giờ phút này không gian chung quanh hắn gần trăm vạn trượng đã biến thành hư vô. Về phần Dương Diệp, thời khắc này Dương Diệp chật vật không chịu nổi. Trên dưới toàn thân, không có một chỗ tốt, máu tươi không ngừng từ thất khiếu tràn ra, trừ lần đó ra, trước ngực của hắn càng có một lỗ thủng khổng lồ. Lỗ thủng to lớn này, đủ để rõ ràng nhìn ngũ tạng trong cơ thể. Nếu như không phải hồng mông tử khí không ngừng chữa trị thân thể, lúc này đây, hắn hơn phân nửa là muốn xong đời. Trọng thương. Lúc này đây, hắn thật là trọng thương. Mà cách đó không xa, An Nam Tĩnh cùng tà tổ cũng bị ảnh hưởng, giờ phút này hai người đã ở bên ngoài mấy vạn trượng, bất quá An Nam Tĩnh hiển nhiên tốt hơn tà tổ, bởi vì vừa rồi nàng lui rất kịp thời, bị trùng kích rất nhỏ. Trong chàng không thể nghi ngờ là Dương Diệp xui xẻo nhất. Cách đó không xa, tà tổ lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, hắn đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này. Một đạo hỏa mang xuất hiện ở trước mặt hắn, thoáng qua, một cây trường thương đập xuống. Sắc mặt tà tổ biến hóa, hai tay mãnh liệt đánh ra. Ầm, theo một tiếng nổ vang, tà tổ bị chấn bay ra ngoài, mà thời điểm hắn bay ra ngoài, An Nam Tĩnh đột nhiên bắn ra, vọt thẳng đến tà tổ. Áp chế. Mới vừa rồi tà tổ cùng An Nam Tĩnh giao thủ, liền bị An Nam Tĩnh áp chế gắt gao, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Dương Diệp không có để ý An Nam Tĩnh và tà tổ, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó lợi dụng hồng mông tử khí điên cuồng trị liệu thân thể của mình. Nửa khắc sau, một tiếng kêu thảm thiết từ xa xa truyền đến, Dương Diệp nhìn về nơi phát ra tiếng kêu thảm, chỗ đó, một cây trường thương cắm ở trong ngực tà tổ, trong trường thương, một cỗ hồng mang không ngừng thiêu đốt thân thể tà tổ, không đến một hồi, cả người tà tổ bị đốt cháy thành hư vô. Lại một vị lão tổ vẫn lạc. Ngay lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp khẽ run lên, ngay sau đó yêu ma xuất hiện. Chạy thoát rồi. Dương Diệp hỏi. Khả năng sao? Yêu ma chỉ bụng của mình. Đã ở trong bụng rồi. Không thể không nói, mùi vị của lão tổ này ăn ngon hơn người bình thường. Nếu cho ta mấy cái như thế này ăn, lại thêm hồng mông tử khí cùng bồ đề thụ, không ra vài năm, ta sẽ lên một tầng. Dương Diệp nói. Bất tử tộc hẳn còn có chút lão tổ. Ngươi có thể đi thử xem. Biểu lộ của yêu ma cứng đờ, hung hăng trừng Dương Diệp. Tiểu tử ngươi lại muốn gạt ta đi liều chết với bất tử tộc, lão tử mới không mắc mưu của ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp chạy vào hồng mông tháp của Dương Diệp. Tại chỗ, Dương Diệp lắc đầu, không biết nghĩ cái gì, thần sắc dần dần nới lỏng. Năm vị lão tổ, toàn bộ ngã xuống. Hiện tại chỉ còn lại có bất tử tộc rồi. Bất tử tộc. Lúc này An Nam Tĩnh nói. Vừa rồi Minh Tổ nói phụ thân ngươi ở trong thần mộ, hắn có ý gì? Dương Diệp cười lạnh. Không phải là muốn ta đi cùng bất tử tộc liều mạng sao, kỳ thật hắn hoàn toàn không có tất yếu làm như thế. Ta cùng với bất tử tộc,
rất nhanh sẽ có một cái hoàn toàn chấm dứt. Nói xong, Dương Diệp đứng lên, sau đó nói. Chúng ta đi. Rất nhanh, hai người biến mất ngay tại chỗ. Bất tử tộc. Trước tử linh tháp, mấy trăm bất tử kỵ sĩ lẳng lặng đứng ở nơi đó, ở bên phải bất tử kỵ sĩ, còn đứng chừng 30 người thần bí mặc trường bào màu đen, trên lưng 30 người thần bí này đều đeo trường cung thuần trắng, nhìn kỹ sẽ phát hiện, trường cung này là do xương người chế tạo, dây cung đen kịt, đó là do hồn phách ngưng thành. Cốt làm cung, hồn làm dây cung. Mà ở bên phải 30 người này, còn đứng 10 cường giả mặc khôi giáp màu đen, 10 người này, bên hông đều mang một thanh trường đao, đao hơi dài, tuy đeo bên hông, nhưng mũi đao có thể chạm đất. 10 người mắt nhìn phía trước, cũng không nhúc nhích, tựa như một bức tượng điêu khắc. Mà ở trước mặt 10 người này, còn đứng 3 trung niên. 3 người này, đúng là bất tử tộc Tam Hiền Sư. Trong thành, yên tĩnh giống như chết. Không biết trải qua bao lâu, cửa tử linh tháp đột nhiên mở ra. Lúc này, mọi người cùng quỳ một chân trên đất, đồng thanh nói. Cung nghênh tiểu lâu đại nhân. Trong tử linh tháp, một bàn chân bước ra. Rất nhanh, một trung niên mặc hoa bào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trung niên tóc dài xõa vai, ngũ quan tinh xảo, mi tâm có một điểm đen thời khắc xoay tròn, tựa như một vòng xoáy. Nhìn từ ngoài, trung niên không có địa phương đặc biệt xuất chúng. Hai mắt trung niên khép hờ, không nói một lời. Trung niên này, là tiểu lâu đại nhân của bất tử tộc. Ở trong bất tử tộc, địa vị gần bất tử tộc tộc trưởng nhất. Mà ở trước mặt, các cường giả bất tử tộc vẫn quỳ một chân trên đất, đầu cúi thấp. Qua hồi lâu, trung niên kia mở mắt. Trong mắt, một thanh tối sầm, có chút không giống người bất tử tộc khác. Người bất tử tộc khác đều là hai đồng tử cho xám, mà hắn có một cái đồng tử màu xanh. Lúc này, tiểu lâu đại nhân kia nói khẽ. Đứng lên đi. Nghe vậy, những người bất tử tộc kia nhao nhao đứng lên, những người này, thần sắc vô cùng cung kính, cái cung kính này, là phát ra từ phế phủ, không có chút hư giả nào. Chuyện của đại thiên vũ trụ như thế nào? Tiểu lâu đột nhiên hỏi. Nguyên sư ôm quyền, sau đó nói. Đại thiên vũ trụ, chỉ còn thần tộc cùng hư linh đại lục, ở trên hư linh đại lục, là dư nghiệt bách tộc của đại thiên vũ trụ. Còn thần tộc, thuộc hạ tự ý làm chủ. Cùng tộc trưởng bọn hắn làm một cuộc giao dịch, đối phương giúp chúng ta ra tay đối phó Dương Diệp, bất tử tộc ta không diệt thần tộc, dù sao bọn hắn chỉ có 10 vạn người, đối với bất tử tộc ta mà nói, tác dụng không lớn. Tiểu lâu khẽ lắc đầu. Ngươi sai rồi. Nghe vậy, nguyên sư biến sắc, vội vàng quỳ một chân, nhưng lúc này, tay phải tiểu lâu vung lên, một cỗ lực lượng nâng nguyên sư. Tiểu lâu nhìn mọi người, sau đó nói. Sau này không cần phải động một tí liền quỳ xuống, nhìn thấy tộc trưởng, cũng không cần như thế. Trong bất tử tộc ta, tuy có tôn ti, nhưng không cần phải dùng xuống quỳ đến thể hiện tôn ti, không có chút ý nghĩa nào. Mọi người do dự một cái chớp mắt, sau đó đồng thanh nói. Tuân lệnh. Lúc này, tiểu lâu chậm rãi đi ra. Ta nói ngươi sai, không phải là nói ngươi bỏ qua 10 vạn người của thần tộc. Sai là ý nghĩ của ngươi. Bất tử tộc ta muốn tiêu diệt Dương Diệp, không cần đi mượn nhờ lực lượng của ngoại nhân. Bất kể lúc nào, người bất tử tộc ta, đều phải hiểu, bất tử tộc chúng ta, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Thuộc hạ đã minh bạch. Nguyên sư nói. Tiểu lâu nói. Cường giả, không ký thác bất cứ hy vọng nào lên thân người khác, bọn ngươi cần phải có loại tâm cảnh này. Nói đến đây, hắn ngừng lại, sau đó lại nói. Năm đó vũ trụ sụp đổ. Bất tử tộc ta có thể từ trong đó sống sót đi ra ngoài, dựa vào là tiền bối người trước ngã xuống người sau tiến lên hy sinh, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng ta ghi nhớ. Trong tràng, mọi người cung kính nói. Tiểu lâu khẽ gật đầu, sau đó nói. Dương Diệp kia, là một thiên tài, bất quá đáng tiếc, không phải tộc nhân của ta. Nguyên sư trầm giọng nói. Bây giờ xuất thủ với hư linh đại lục sao? Không vội. Tiểu lâu nói khẽ. Mang ta đi nhìn xem thanh huấn doanh. Tiểu lâu đại nhân đi theo ta. Lúc này, một trung niên đứng dậy, trung niên này, đúng là một trong tam hiền sư của bất tử tộc thiên sư. Cũng là đứng đầu tam hiền sư. Được thiên sư dẫn dắt, tiểu lâu đến ngoài thành, ở trong núi sâu, tiếng giống giận dữ không ngừng từ trong núi truyền ra. Trong núi sâu là một bình nguyên không lớn, phương viên bất quá mấy vạn trượng. Bốn phía đều bị dãy núi vần quanh.
Ở trên vùng bình nguyên này, có gần vạn người. Những người này, phần lớn đều là trẻ con, có 15-16 tuổi, 10 tuổi cũng có. Tuổi rất trẻ. Tuy trẻ tuổi, nhưng trên những gương mặt non nớt kia tràn đầy kiên nghị cùng lãnh khốc. Thần sắc bọn hắn đề phòng, hai người một đội, dựa lưng vào nhau, không ngừng quét mắt nhìn bốn phía. Trên đỉnh núi, Tiểu Lâu cùng đám người thiên sư lẳng lặng nhìn phía dưới. Lúc này, tay phải thiên sư dựng thẳng lên. Giống. Một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên ở trên bình nguyên, thoáng qua, từng đạo hắc ảnh đột nhiên xẹt qua trời cao vọt vào trong đám người. Nanh ác. Những hắc ảnh này, chính là yêu thú nanh ác của bất tử tộc. Nanh ác vọt thẳng đến những đứa bé kia, mà đối diện với đám nanh ác, trong mắt các tiểu hài tử kia không sợ hãi chút nào. Những đứa bé này, hai người một tổ, dựa lưng vào nhau đối kháng nanh ác, mà những nanh ác kia, ra tay cũng không có lưu tình chút nào. Bất quá nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, những nanh ác này sẽ ưu tiên hạ thủ với những người trong mắt có vẻ sợ hãi. Rất nhanh, phía trên vùng bình nguyên đã có người tử vong. Bất quá đều là số ít. Trên đỉnh núi, Tiểu Lâu đại nhân kia đột nhiên nói. Bọn hắn huấn luyện bao lâu rồi? Thiên sư nói. Thời điểm bọn họ 6 tuổi sẽ bị mang tới nơi này, nhiều nhất 7 năm, ít nhất chừng 1 năm. Tỷ lệ tử vong như thế nào? Tiểu Lâu lại hỏi. Thiên sư trầm giọng nói. Cao, lúc trước nơi đây có khoảng 3 vạn người, hiện tại chỉ còn lại không đến 1 vạn. Chờ bọn hắn triệt để trưởng thành, theo ta phỏng đoán, sợ là chỉ có không đến 5.000. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó lại nói. Tiểu Lâu đại nhân, có cần giảm tỷ lệ tử vong xuống một chút hay không? Tiểu Lâu lắc đầu, chết ở trong tay người mình, dù sao cũng hơn chết ở trong tay người khác. Nói đến đây, hắn nhìn xuống phía dưới. Giờ phút này, bọn hắn nắm giữ vận mệnh ở trong ta ly mình. Mà tương lai, vận mệnh của bọn hắn rất có thể sẽ bị người khác nắm giữ. Giống như sinh linh của Đại Thiên Vũ Trụ, bọn hắn đã từng không cố gắng, thế cho nên hôm nay sinh tử CBI bất tử tộc ta nắm giữ. Các ngươi hy vọng con cháu bất tử tộc chúng ta sinh tử bị người khác nắm giữ sao? Thiên sư khẽ cúi đầu. Thuộc hạ đã minh bạch. Lucas này, phía dưới đột nhiên bình tĩnh lại, những nanh ác kia toàn bộ rời đi. Ở trên vùng bình nguyên, những thiếu niên thiếu nữ kia cả đám mỏi mệt không chịu nổi, nhưng không có một người ngồi xuống, ở trong mắt bọn họ, như trước tràn đầy đề phòng. Bởi vì ở chỗ này, người căn bản không biết những nanh ác kia sẽ xuất hiện lúc nào. Đề phòng. Bọn hắn cần phải thời khắc đề phòng. Lúc này, Tiểu Lâu xuất hiện ở phía dưới, giờ khắc này. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Tiểu Lâu. Không biết, mà khi thiên sư rơi vào bên cạnh Tiểu Lâu, những thiếu niên thiếu nữ kia ngay ngắn quỳ xuống, nhưng thoáng qua đã bị một cỗ lực lượng kéo lên. Trong mắt những thiếu niên thiếu nữ kia tràn đầy vẻ mờ mịt. Lúc này, Tiểu Lâu đi tới một bước. Các ngươi nhớ kỹ, các ngươi không cần quỳ trước bất kỳ ai, lại càng không cần quỳ với tộc trưởng. Người bất tử tộc ta, không thể có nô tính. Các ngươi có thể tôn kính cường giả, nhưng các ngươi không thể sợ hãi cường giả không phải dùng để sợ hãi, mà là dùng để đánh bại. Trước mặt Tiểu Lâu, những thiếu niên thiếu nữ kia hai mặt nhìn nhau, sau đó bọn hắn nhìn về phía thiên sư trầm giọng nói. Đây là Tiểu Lâu đại nhân. Tiểu Lâu đại nhân. Nghe được lời của thiên sư, mọi người lập tức xôi trào, ánh mắt những thiếu niên thiếu nữ kia nhìn về phía Tiểu Lâu, ở trong mắt bọn họ, là cuồng nhiệt. Là hưng phấn. Ở trong bất tử tộc, Tiểu Lâu đại nhân chính là một truyền thuyết. Hắn cùng với bất tử tộc tộc trưởng, chính là trụ cột của bất tử tộc có thể đi tới bây giờ, hai người này không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, này còn không phải nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chân chính là, đủ loại sự tích của Tiểu Lâu đại nhân. Giống như tất cả mọi người của bất tử tộc, Tiểu Lâu đại nhân lúc 6 tuổi tiến vào Tu La địa ngục, mà hắn... Vào lúc 7 tuổi rời Tu La địa ngục rồi, bởi vì lúc hắn 7 tuổi đánh bại tất cả nanh ác nơi đó, đã không có một con dám ra tay với hắn. Mà thời điểm hắn 10 tuổi, chỉ bằng sức một mình đánh bại Tam Hiền Sư lúc ấy, lại qua 3 năm, 13 tuổi, vượt hai giai đánh bại hai vị trưởng lão Thiên Chu địa diệt. Đến sau đó, trong bất tử tộc, duy nhất có thể đánh bại chỉ có bất tử tộc lão tộc trưởng cùng với một người khác. 17 tuổi. Hắn trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của bất tử tộc từ trước tới nay. Mà hắn năm đó, cũng là người rất có thể trở thành bất tử tộc tộc trưởng,
cũng là tộc trưởng trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn buông tha cho vị trí bất tử tộc tộc trưởng, cam nguyện trở thành người thứ hai của bất tử tộc. Truyền thuyết. Có thể nói, tiểu lâu đại nhân này ở trong bất tử tộc, chính là một truyền thuyết. Vô số năm qua, là đối tượng sùng bái của thế hệ tuổi trẻ trong bất tử tộc. Lúc này tiểu lâu lại nói. Các ngươi, là hy vọng tương lai của bất tử tộc ta, hôm nay các ngươi chịu khổ, sẽ biến thành hy vọng tương lai của bất tử tộc ta, hy vọng để bất tử tộc ta truyền thừa tiếp. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xám xịt. Ta biết, nhìn bên cạnh một người lại một người ngã xuống, rất nhiều người trong các ngươi nội tâm khẳng định có oán khí. Không nên oán, cũng không nên hận, thế giới rất tàn khốc, hôm nay, chúng ta không tàn khốc với các ngươi, ngày sau, các ngươi sẽ đối mặt sự tình tàn khốc hơn. Ta tình nguyện tự tay giết các ngươi, cũng không muốn các ngươi chết ở trong tay người khác. Thà chết trong tay tộc nhân. Trong tràng, gần 10.000 thiếu niên thiếu nữ giận dữ hét lên, thanh âm như sấm, chấn động thiên địa. Tiểu lâu khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ vui mừng, hắn có chút nghiêng đầu. Tuy bọn hắn cần tôi luyện, nhưng những cây non này cũng cần chúng ta che chở. Thiên sư trầm giọng nói. Thuộc hạ minh bạch, tất cả bí tịch của bất tử tộc ta, kể cả võ học công pháp từ trong tộc khác lấy được, bọn hắn đều có thể tu luyện, ba người chúng ta dạy bảo cũng không dám buông lỏng chút nào. Rất tốt. Tiểu lâu nhẹ gật đầu, đang muốn nói, nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn quay đầu, chân trời cách đó không xa, một trung niên áo bào trắng chậm rãi đạp không đi tới. Ở bên hông trung niên, đeo một thanh trường kiếm. Nhìn thấy người này, hai mắt tiểu lâu lập tức híp lại. Mà cường giả bất tử tộc ở bốn phía thì thần sắc ngưng trọng lên, đối với người có thể vô thanh vô tức đi tới nơi này, đã đủ để chứng minh hết thảy. Bên cạnh tiểu lâu, tay phải thiên sư chậm rãi nắm chắc, nhưng tiểu lâu lắc đầu. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Thanh âm rơi xuống, hắn đã xuất hiện ở đối diện trung niên kia. Hai người xa xa tương đối. Ánh mắt tiểu lâu nhìn trung niên, sau đó nói. Xưng hô như thế nào? Tay phải trung niên nhẹ nhàng sờ lên chuôi kiếm bên hông. Kiếm tông, Tiêu Giao Tử. Kiếm tông, Tiêu Giao Tử. Thanh âm của Tiêu Giao Tử rất bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Tiểu lâu khẽ gật đầu, lại hỏi. Vì sao tới? Tiêu Giao Tử nhìn về phía tiểu lâu. Trong trời đất này, không có mấy người đáng giá ta xuất thủ. Ngươi tính một người, cho nên ta tới. Tiểu lâu đột nhiên nở nụ cười. Cười xong chưa? Tiêu Giao Tử hỏi. Tiểu lâu khẽ cười nói. Rất nhiều năm, lần thứ nhất có người nói với ta, nói ta đáng để hắn ra tay. Lúc trước, ta cũng thường xuyên ồ nói với người khác như vậy. Chẳng qua không nghĩ tới, có một ngày ta sẽ bị người nói như thế. Nói đến đây, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Tất si cả lui ra. Sau lưng hắn, mọi người liên tiếp lui về phía sau. Sau khi mọi người thối lui, tiểu lâu nhìn về phía Dương Diệp. Trực giác của TK nói cho ta biết, ngươi rất mạnh. Đến, để cho ta nhìn xem ngươi cường đại đến loại trình độ nào. Tiêu Giao Tử khẽ lắc đầu. Ngươi xuất thủ trước. Như thế nào? Hai mắt tiểu lâu híp lại. Tiêu Giao Tử nói. Nếu như ta ra tay, sẽ không có sau đó. Ha ha. Tiểu lâu cười phá lên, tiếng cười như sấm, trực thấu thiên địa. Cười chỉ chốc lát, tiểu lâu nhìn về phía Tiêu Giao Tử. Ta từ bất tử tộc đi ra, chinh chiến qua vô số vũ trụ, gặp phải cường giả nhiều không kể xiết, thậm chí còn thiếu chút nữa bị người chém giết. Những cường giả này, đều có một đặc điểm, cái kia chính là điên cuồng, vô cùng điên cuồng, đương nhiên, chính ta cũng điên cuồng, có thực lực, liền có vốn liếng điên cuồng. Nhưng ngươi là người cuồng nhất ta gặp được. Ngay lúc này, Tiêu Giao Tử nâng tay phải lên nhẹ nhàng vẽ một cái. Một tia kiếm quang lóe lên. Kiếm quang dài hơn một trượng, tốc độ không có nhanh chút nào, ít nhất mọi người ở giữa sân nhìn, không có nhanh chút nào. Nhưng sắc mặt tiểu lâu lập tức thay đổi, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Ầm, một quyền này ra, toàn bộ không gian phương viên mấy triệu dặm run lên kịch liệt. Một quyền uy, lay động đất trời. Bởi vì không muốn phá hư bất tử tộc, tiểu lâu đã áp xúc toàn bộ lực lượng của mình. Sau đó trực tiếp xuyên toa không gian, toàn bộ đánh về phía kiếm quang. Nhưng lực lượng của hắn quá mạnh, cường đại đến một chút uy lực còn lại cũng đủ để chấn động thiên địa. Lúc này, kiếm quang đã tới.
Xuy. Ở trong mắt tất cả mọi người, tia kiếm quang kia trực tiếp cắt ra cỗ lực lượng kia, sau đó xuyên qua thân thể của Tiểu Lâu. Một tia máu tươi từ trước ngực Tiểu Lâu bắn ra. Trong chàng đột nhiên yên tĩnh lại. Yên tĩnh giống như chết. Tất cả cường giả bất tử tộc, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Tiểu Lâu đại nhân bị thương. Trong lòng người bất tử tộc, tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Xa xa, Tiêu Dao Tử chậm rãi đi về hướng Tiểu Lâu. Ta chỉ nói một sự thật, mà ngươi lại nói ta điên cuồng, ngươi đã nói ta điên cuồng, ta liền điên cuồng một lần. Nói đến đây, hắn ngừng lại, sau đó nhìn về phía Tiểu Lâu. Tới tìm ngươi, là để mắt ngươi, hiểu chưa? Tới tìm ngươi, là để mắt ngươi. Điên cuồng. Cách đó không xa, những người bất tử tộc kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây không chỉ điên cuồng, còn là miệt thị Tiểu Lâu, miệt thị bất tử tộc. Thần sắc của Tiểu Lâu cũng âm trầm, hắn chưa từng bị đối đãi qua như vậy. Nhưng đúng lúc này, ngón tay của Tiêu Dao Tử đột nhiên điểm về phía Tiểu Lâu. Ông! Một tiếng kiếm reo vang lên. Hai mắt Tiểu Lâu híp lại, trong đôi mắt, một vòng hàn mang lóe lên, sau một khắc, hắn bước ra một bước, thiên địa sợ run. Tiểu Lâu bước ra một bước, hai mắt chậm rãi đóng lại. Thoáng qua! Xuy 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 xuy! Trong chàng đột nhiên vang lên từng thanh âm làm cho da đầu người tê dại, sau khi nhìn kỹ, mới phát hiện nguyên lai là kiếm quang của Tiêu Dao Tử bị một cỗ lực lượng thần bí ăn mòn. Cùng lúc đó, không gian xung quanh Tiêu Dao Tử cũng bắt đầu ăn mòn. Không chỉ không gian, thân thể của Tiêu Dao Tử cũng bắt đầu ăn mòn. Tiêu Dao Tử nhìn thoáng qua thân thể của mình, hắn khẽ gật đầu. Tử khí, không đúng, đã vượt qua phạm trù tử khí, có chút ý tứ. Thanh âm rơi xuống, hắn cười nhẹ, sau một khắc, tay phải cầm kiếm mãnh liệt rút kiếm chém. Kiếm thu. Hắn quay người rời đi. Sau lưng, một tia kiếm khí phá không. Xuy. Kiếm khí hiện, không gian trong bất tử tộc trở nên hư ảo, mà một kiếm này, cũng trực tiếp phá nát lực lượng thần bí của Tiểu Lâu. Kiếm khí đến. Xuy. Sợi kiếm khí này, trực tiếp xuyên qua ngực Tiểu Lâu. Thân thể Tiểu Lâu cương cứng. Trong chàng, tất cả mọi người của bất tử tộc thất kinh, nhao nhao vọt về phía Tiểu Lâu, bất quá ngay lúc này, Tiểu Lâu khẽ lắc đầu, hắn chậm rãi ngồi xếp bằng dưới đất, tay phải đặt ở trước ngực. Ầm, một cổ tử khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Trong cơ thể hắn, một tia kiếm khí còn sót lại đang tàn phá. Nếu hắn muốn sống, phải diệt trừ sợi kiếm khí này, bằng không thì, sợi kiếm khí này sẽ để cho bất tử chi thân của hắn triệt để hủy diệt. Tử khí thuần khiết vô cùng vô tận không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, cứ kéo dài tình huống như thế, sợi kiếm khí còn sót lại kia chậm rãi biến mất. Giờ khắc này, Tiểu Lâu như chút bỏ gánh nặng thở dài một hơi. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vị trí Tiêu Dao Tử rời đi. Thật mạnh, thật mạnh. Những lời này, phát ra từ phế phủ. Một kiếm, đối phương chỉ dùng một kiếm thiếu chút nữa giết chết hắn. Tuy hắn biết, một kiếm này của đối phương không phải tùy tiện, nhưng điều này không che giấu được đối phương khủng bố. Bất quá, trong lòng hắn cũng có chút may mắn đối phương không phải nhằm vào bất tử tộc. Nếu như đối phương muốn nhằm vào bất tử tộc, vậy đối với bất tử tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn. Cái tai nạn này, giống như năm đó bất tử tộc gặp hư linh nữ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Qua hồi lâu, Tiểu Lâu thu hồi suy nghĩ, sau đó hắn nhìn về phía đám người nguyên sư. Sự tình hư linh đại lục, tạm hoãn thoáng một phát, đợi tộc trưởng xuất quan. Nguyên bản, sau khi hắn xuất quan thì tính trực tiếp giải quyết hư linh đại lục, để cho bất tử tộc có thể an tâm tiến về thủy nguyên tộc. Nhưng bây giờ, hắn cải biến chủ ý, không phải sợ, mà là phải cẩn thận một chút. Bất tử tộc, không thể tiêu hao nhiều hơn nữa. Hư linh đại lục, hư linh điện, trong Hồng Mông tháp. Dương Diệp đang tu luyện. Lúc này Dương Liêm Sương đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Sương, người kia có chút trầm ngâm, sau đó nói. Chờ sự tình lần này kết thúc, ta muốn về gia hương một chuyến. Gia hương của ngươi? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu. Rất lâu không có trở về, cũng không biết chỗ đó như thế nào. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Được. Dương Liêm Sương cười nói. Đến lúc đó khả năng cần ngươi hỗ trợ, không có vấn đề chứ. Tự nhiên, Dương Diệp nói,
Dương Liêm Xương nhẹ gật đầu. Đến lúc đó làm phiền, ta còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong, nàng rời Hồng Mông Tháp. Trong tháp, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn cũng đi ra Hồng Mông Tháp, hắn tìm đám người minh nữ. Bất quá hắn không có hiện thân, mà ở trong tối nhìn chúng nữ. Đám người minh nữ từ lần trước đến tế bái Thiếu Ti U một chút, các nàng đều bắt đầu bế quan tu luyện. Trong khoảng thời gian này, được Thiên Tú chỉ đạo, thực lực của đám người minh nữ cũng đột nhiên tăng mạnh. Tuy không có khả năng đạt tới tổ cảnh, nhưng chiến lực của các nàng tăng lên rất nhiều. Nhìn hồi lâu, Dương Diệp đi tới một chỗ khác, trong phòng, trên mặt đất ngồi xếp bằng một nữ tử, đây chính là A-man. A-man đang tu luyện. Mặc dù man tộc đã hầu như diệt sạch, bất quá hắn đều thu thân nhân của A-man vào hư linh thành, ngoại trừ thân nhân của A-man, thân nhân của đám người Tần Xuyên cũng được hắn bảo vệ ở trong hư linh thành. Ở trong hư linh thành này, có thân nhân của Dương Diệp, Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, Tần Tịch Nguyệt, Đế Nữ, Tuyết Nhi. Còn có thân nhân của A-man, thân nhân của Tần Xuyên, thân nhân của Vũ Tịch, thân nhân của Đao Cuồng. Còn có đám người minh nữ, Viên Lão. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Trong lúc bất chi bất giác, gánh nặng trên người Dương Diệp hắn càng ngày càng nặng. Bất quá, đây là hắn nên gánh. Bất quá đối mặt bất tử tộc, áp lực là thật có chút lớn. Dương Diệp rời đi, đi tới trên không hư linh thành, hắn nhìn về phía vô tận hắc động, chỗ đó đúng là hang ổ của bất tử tộc. Lúc này An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Áp lực rất lớn a. Bất tử tộc mạnh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, bình tĩnh mà xem xét, hắn đã có tâm chuẩn bị chết rồi. Chết! Hắn không có đường khác. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên một cánh tay nắm tay của Dương Diệp. Chung một chỗ vượt qua. Chung một chỗ vượt qua. Dương Diệp nhìn An Nam Tĩnh, đột nhiên nở nụ cười. Đã từng có người nói loại tính cách của Dương Diệp ta, sẽ một thân một mình, nhưng Dương Diệp ta không phải một thân một mình. Quen biết các ngươi, đời này của Dương Diệp ta không uổng rồi. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nói khẽ. Nếu chỉ có võ đạo, sẽ nhàm chán cỡ nào a? Dương Diệp nắm tay An Nam Tĩnh thật chặt, sau đó nói khẽ. Ta đã để cho Viên Lão tra xét, người bất tử tộc chuẩn bị khởi động trận pháp của Đại Thiên Vũ Trụ. Một khi trận pháp này khởi động, sẽ lập tức rút sạch tất cả linh khí của Đại Thiên Vũ Trụ, kể cả linh khí trong bất tử tộc, khi đó vùng vũ trụ này sẽ trở thành tĩnh mịch. Mà người của Đại Thiên Vũ Trụ này, coi như có thể sống, cũng bởi vì không có linh khí mà trong vòng thời gian ngắn chết già. Người muốn ngăn cản bọn hắn? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Không ngăn cản được. Hơn nữa, coi như bất tử tộc không khởi động trận pháp này, Đại Thiên Vũ Trụ cũng không còn bao nhiêu thời gian. Bất tử tộc đã làm vùng vũ trụ này xong hết rồi. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, sau đó nói. Dương Diệp ta có thể chết, đám người Thanh Thi Tịch Nguyệt cũng có thể chết. Nhưng Minh Nữ, Đại Tỷ, Nhị Tỷ, còn có A-man cùng với thân nhân của Tần Xuyên, bọn hắn không thể chết được. Những người này, coi như Dương Diệp ta cùng thê tử của ta chết sạch. Bọn hắn cũng không thể chết. Ta không thể để cho các bằng hữu của ta vì Dương Diệp ta chết, mà thân nhân của đám người Tần Xuyên, càng không thể chết. Ngươi muốn làm gì? An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Ta đã thật lâu không có điên điên cuồng qua, là thời điểm điên cuồng một lần rồi. Ngay lúc này, một trung niên đột nhiên xuất hiện ở đối diện Dương Diệp không xa. Trung niên cầm kiếm mà đứng. Người tới. Đúng là Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử nhìn Dương Diệp. Ở trước khi ta đi, có một số việc, nên có một chấm dứt. Cho ta một lý do không giết ngươi. Nghe được Tiêu Giao Tử nói, sắc mặt của Dương Liêm Xương lập tức biến đổi, phần thiên chi nộ xuất hiện ở trong tay nàng. Mà lúc này, Tiêu Giao Tử nhìn nàng một cái. Ngươi bây giờ, quá yếu. Nhưng An Nam Tĩnh nhìn Tiêu Giao Tử, không sợ chút nào. Lúc này Dương Diệp nói. Vì sao muốn giết ta? Tiêu Giao Tử chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó hắn chỉ mi tâm của Dương Diệp. Lúc trước, ta ở chỗ ngươi, để lại một hạt giống trí nhớ. Cực kỳ lâu trước, ta đã phát giác được kiếm đạo của ta có thiếu hụt, ta muốn hoàn thiện kiếm đạo của mình. Bất quá ta không nghĩ tới, phụ thân ngươi phát hiện điểm này, hắn cưỡng ép xóa đi hạt giống trí nhớ của ngươi,
sau đó đuổi theo ta nhiều năm như vậy, nói đến đây, hắn lắc đầu. Đáng tiếc, hắn giết không được ta. Dương Diệp trầm giọng nói. Vậy bây giờ vì sao ngươi lại muốn giết ta? Hai mắt Tiêu Dao Tử chậm rãi đóng lại. Kiếm của ngươi, vì tình mà sống, tình càng sâu, kiếm càng mạnh, cùng kiếm đạo của ta hoàn toàn trái lại. Nếu như ta cắn nuốt ngươi, có lẽ có thể để cho ta mở một cánh cửa mới. Dương Diệp cười cười. Ngươi sẽ không làm như vậy. Hử. Tiêu Dao Tử nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Tiêu Dao Tử. Thôn phệ người khác, hoàn thiện kiếm đạo của mình. Ngươi căn bản khinh thường như thế, không phải sao? Trong mắt Tiêu Dao Tử có vẻ tán thưởng. Lúc này Dương Diệp lại nói. Nếu như ta không đoán sai, mục đích của ngươi là muốn nhìn cực hạn của hữu tình kiếm đạo, đúng không? Tiêu Dao Tử khẽ gật đầu. Thế nhưng ta không muốn đợi quá lâu. Ngươi còn sống, ta sẽ có ý nghĩ này, ta không muốn kéo dài nữa. 10 năm. Dương Diệp đột nhiên nói. Cho ta 10 năm, 10 năm sau, chúng ta chiến một trận. Ngươi sẽ gặp thứ ngươi muốn thấy, mà ta, cũng sẽ thấy được thứ ta muốn thấy. Tiêu Dao Tử muốn nhìn cực hạn của hữu tình kiếm đạo, Dương Diệp hắn lại làm sao không muốn xem cực hạn của vô tình kiếm đạo. Vô tình, chạm cắt hết thảy ý muốn, một lòng vì kiếm, thật sự mạnh mẽ vô địch sao? Từ trước mắt đến xem, Tiêu Dao Tử đúng là vô địch. Nhưng này không chứng minh cái gì. Tiêu Dao Tử đi ở trước mặt hắn, đối phương chạy tới cực hạn của mình, mà Dương Diệp hắn vẫn chưa đi đến cực hạn. Bất kể là hắn, hay Tiêu Dao Tử, đều muốn nhìn một chút cực hạn của nhau, cuối cùng ai mạnh ai yếu. Tiêu Dao Tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta cho ngươi 15 năm, 15 năm sau, không quản ngươi người ở chỗ nào, ta cũng sẽ tới tìm ngươi. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể đánh bại ta, bằng không thì, ta sẽ giết ngươi. Vì cái gì? Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Theo ta được biết, các hạ khiêu chiến giao thủ với người, tựa hồ không có hạ sát thủ. Dương Diệp nói. Nếu như ta không thể đánh bại hắn, cực hạn của hữu tình kiếm đạo, không đi cũng được. Cách đó không xa, Tiêu Dao Tử mỉm cười, không nói gì. Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Dao Tử. Ngươi muốn đi? Tiêu Dao Tử nhẹ gật đầu. Lưu ở nơi đây, đã không còn ý nghĩa. Dương Diệp nói, ngươi đã đánh bại hai vị trí cường giả kia của bất tử tộc. Tiêu Dao Tử nói, cùng một vị trong đó giao thủ, có chút thất vọng, ngươi không chờ một vị khác. Dương Diệp hỏi, Tiêu Dao Tử lắc đầu, không đợi, vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, Tiêu Dao Tử nói, kết quả cũng giống nhau. Khóe miệng Dương Diệp co rút, kết quả cũng giống nhau. Hắn tự nhiên biết ý tứ của Tiêu Dao Tử. Tiêu Dao Tử ý tứ là, coi như hắn chờ đối phương, kết quả sau cùng đơn giản là đối phương bại, hắn thắng. Tự tin bực nào. Kỳ thật, ta rất hâm mộ ngươi. Lúc này Tiêu Dao Tử đột nhiên nói. Hử, Dương Diệp khó hiểu. Tiêu Dao Tử nhìn kiếm trong tay, sau đó nói. Hâm mộ ngươi bây giờ còn có đối thủ, hâm mộ ngươi bây giờ còn có thể bị người đánh bại. Dương Diệp. Lúc này, Tiêu Dao Tử lắc đầu. Sau đó xoay người rời đi. Không nên để cho ta đợi quá lâu. Đi. Tiêu Dao Tử cứ đi như thế. 15 năm. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. 15 năm sau, đối thủ lớn nhất của Dương Diệp hắn, chính là Tiêu Dao Tử này. Phần áp lực kia, lớn hơn bất tử tộc rất nhiều. Ngươi sợ không? Lúc này, bên cạnh Dương Diệp, một giọng nói truyền đến. Dương Diệp quay đầu, chẳng biết lúc nào. Thiên Tú đã đứng ở bên cạnh hắn. Dương Diệp lắc đầu. Tự nhiên là không sợ. Thiên Tú mỉm cười. Cũng không cần phải sợ, ta xem trọng ngươi. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Thiên Tú nói khẽ. Bởi vì trong lòng ngươi hữu tình, Dương Diệp ngươi đi tới hôm nay, trèo chống ngươi không phải trường sinh, hay võ đạo vô địch gì. Mà là một chữ tình. Kỳ thật, nói đơn giản một chút, tình là một loại tín niệm. Giống như giờ phút này, ngươi biết rõ không địch lại bất tử tộc, nhưng Dương Diệp ngươi không có lựa chọn lùi bước, nói cho cùng, là trong lòng Dương Diệp ngươi hữu tình, không thể bỏ qua hết thảy. Nhớ kỹ lời của ta, sơ tâm không thay đổi, tương lai của ngươi, tất có lực đánh với hắn một trận. Dương Diệp lắc đầu. Không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại, ta chỉ muốn người bên cạnh sống khỏe mạnh. Thiên Tú khẽ gật đầu,
sau đó nói. Tu luyện kiếm vực ra sao rồi? Dương Diệp nói. Hiện tại ta có thể nhanh chóng áp xúc kiếm vực, nhưng sau khi dùng qua, vẫn có hậu di chứng, tuy không đến mức hôn mê, nhưng không có sức chiến đấu tiếp rồi. Thiên Tú nói khẽ. Chờ ngươi đến tổ cảnh sẽ tốt hơn rất nhiều, tổ cảnh. Dương Diệp cười khổ. Lúc nào mới có thể đến tổ cảnh? Thiên Tú đang muốn nói, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hắc động, cặp cổ mắt hơi híp lại, tay phải vung lên, một đạo ánh sáng âm u bắn nhanh ra, đạo ánh sáng âm u kia đi thẳng tới vô tận hắc động, giờ phút này, trước cánh cổng ánh sáng này đứng một trung niên. Trung niên này, chính là tiểu lâu của bất tử tộc. Nhìn thấy u quang này, hai mắt trung niên kia híp lại, đưa tay rơi xuống một trường. Xuy, trường rơi, u quang nổ tung, nhưng tiểu lâu cũng bị chấn lui về trong cửa. Nhưng sau một khắc, một cỗ hắc khí kinh khủng đột nhiên từ trong quang môn chấn động ra, khói đen xuyên toa không gian, đi tới trên không hư linh đại lục, trong nháy mắt, trên không hư linh đại lục tối sầm. Trong hư linh thành, trong lòng tất cả mọi người kinh hãi. Ngay lúc này, Thiên Tú ngẩng đầu, sau đó trở tay đánh ra một trường. Một trường ấn hư ảo phóng lên trời, đánh vào hắc khí. Trong chốc lát, hắc khí nổ tung, nhưng trong thành có vô số tiếng kêu thảm vang lên. Bởi vì có thật nhiều khí lưu màu đen rơi vào trong thành, phàm là người đụng vào, thân thể trực tiếp nổ tung, sau đó hóa thành hư vô. Thiên Tú nhìn thoáng qua trong thành, chân phải nhẹ nhàng đạp. Khí lưu màu đen còn sót lại lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng đúng lúc này, một cánh tay màu đen đột nhiên từ trong vô tận hắc động chui ra, bàn tay màu đen trong nháy mắt đi tới trên không hư linh đại lục, sau một khắc, cánh tay này ép xuống hư linh thành. Rầm 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 rầm. Phía dưới, trong hư linh thành, vô số kiến trúc hóa thành bột mịn, cùng lúc đó, cả vùng cũng bắt đầu rung rung kịch liệt, sau đó văng tung tóe. Thanh thế to lớn. Trong mắt Thiên Tú lạnh như băng, chân phải nhẹ nhàng đạp, cả người hóa thành một đạo ánh sáng âm u phóng lên trời. Chân trời, bàn tay khổng lồ kia đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số năng lượng từ chân trời rơi xuống. Không trung, tay phải Thiên Tú nhẹ nhàng vung lên, mảnh vỡ năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Trên không hư linh thành, dần dần khôi phục bình tĩnh. Lúc này, ở vô tận hắc động, chỗ cánh cổng ánh sáng càng lúc càng lớn, không đến một hồi, to lớn gần mấy chục lần. Cùng lúc đó, một giọng nói từ trong đó chậm rãi truyền ra. Đại ca nói không sai, người quả nhiên còn sống. Cũng tốt, ba ngày sau kết thúc đi. Thiên Tú lạnh lùng nhìn vô tận hắc động. Chờ các ngươi. Vô tận hắc động không có hồi âm. Trong thiên địa, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Trên không hư linh thành, bên cạnh Thiên Tú, Dương Diệp trầm giọng nói. Vừa rồi người nọ là ai? Thiên Tú lạnh nhạt nói. Nhân vật số 2 của bất tử tộc, bị bất tử tộc xưng là tiểu lâu đại nhân, mặc dù thực lực của người này không tệ, nhưng không ở trong mắt ta, nếu như ta không đoán sai, vị tộc trưởng kia của bất tử tộc, hẳn là muốn xuất quan rồi. Bất tử tộc tộc trưởng. Dương Diệp biến sắc. Rất mạnh sao? Thiên Tú nhìn về phía Dương Diệp. Ở trong thiên địa này, chỉ có một người có thể chân chính giết chết hắn, chính là kiếm tu vừa mới rời đi kia. Kiếm tu kia. Hiển nhiên, Thiên Tú nói là Tiêu Giao Tử. Thiên Tú lại nói. Ma khí trong cơ thể ngươi cũng có thể làm được. Ly hỏa. Dương Diệp hỏi. Thiên Tú khẽ lắc đầu. Cái khác. Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Dương Diệp nhíu mày, nghĩ một lát, hắn nói. Ta cùng Tháp Linh thương lượng một chút, nhìn xem có thể thả nó ra hay không. Không thể. Thiên Tú trầm giọng nói. Vật kia, uy lực cực lớn, ngươi không cảm giác được. Ta có thể cảm nhận được, nếu như nó đi ra, sợ rằng cái thứ nhất giết chính là ngươi. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Hơn nữa, coi như nó không giết ngươi, ma khí như thế, cũng sẽ không để cho ngươi sử dụng. Cho nên thả nó đi ra, tai họa vô cùng. Dương Diệp cười khổ. Xem ra, chỉ có thể dựa vào mình. Đi theo ta. Thiên Tú nói xong, quay người rời đi. Dương Diệp và An Nam Tĩnh vội vàng đi theo. Dương Diệp và An Nam Tĩnh, Thiên Tú đi tới một mộ địa, cũng chính là mộ địa mai táng cường giả của hư linh tộc. Liếc mắt nhìn qua, rậm rạp chằng chịt. Thiên Tú nhìn mộ địa hồi lâu, sau đó nói. Vốn không muốn quấy rầy các ngươi, nhưng hôm nay, bất tử tộc lần nữa xâm phạm,
lần này ân oán giữa hư linh tộc ta cùng bất tử tộc, cùng nhau tính toán rõ ràng. Thanh âm rơi xuống, trong tay Thiên Tú đột nhiên xuất hiện một hạt châu hình sắc, tay phải ném đi, hạt châu bay tới không trung. Trong chốc lát, cả vùng mộ địa đột nhiên rung động kịch liệt. Sau một khắc, ở trong ánh mắt khiếp sợ của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, trên mộ địa đột nhiên xuất hiện vô số vong linh, trong khoảnh khắc, cả vùng mộ địa tụ đầy vong linh. Những vong linh này từ trong mộ ra ngoài, ngay ngắn nhìn Thiên Tú quỳ xuống. Bái kiến Ngô Hoàng. Hai mắt Thiên Tú chậm rãi đóng lại, ở mi tâm, một vật vọt ra, thoáng qua, một thanh vũ khí rơi vào bên cạnh Thiên Tú. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Yên lặng một cái chớp mắt, Thiên Tú đột nhiên nắm Hoàng Tuyền Thiên Mệnh chỉ về phía vô tận hắc động. Bất tử tộc, tới đánh một trận. Tới đánh một trận. Trong hư linh thành, vô số vong linh giận dữ hét lên. Ngô Hoàng. Ở trước mặt Thiên Tú, quỳ vô số vong linh. Những vong linh này, tuy đã chết, nhưng trên mặt tràn đầy chiến ý. Người chết chí không chết. Bên cạnh Thiên Tú, Dương Diệp cười khổ nói. A Tú, ngươi chính là hư linh nữ, đúng không? Thiên Tú quay người nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi không phải sớm đoán được sao? Dương Diệp nói, chẳng qua là không dám xác định. Thiên Tú mỉm cười. Bây giờ xác định, có muốn nói gì không? Dương Diệp cười nói. Ngươi muốn ta nói cái gì? Nghe vậy, hai người nhìn nhau cười cười, hết thảy đều ở trong im lặng. Thiên Tú quay đầu nhìn về phía những vong linh trước mặt mình. Hư linh tộc ta không giống những tộc khác, chúng ta vẫn lạc, nhưng linh vẫn còn, cái linh này, không phải linh hồn, mà là linh trí. Linh trí, chính là hồn của chúng ta. Tuy như thế, nhưng sau khi người hư linh tộc ta bỏ mình, linh trí của bọn hắn cần nghỉ ngơi, mới có thể có kiếp sau. Mà những chiến sĩ này chết trận, bọn hắn không có lựa chọn nghỉ ngơi, bọn hắn một mực chờ đợi, đang chờ ta. Nói đến đây, cặp mắt nàng chậm rãi đóng lại. Đi làm chuẩn bị cuối cùng đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cùng An Nam Tĩnh rời đi. Trong hư linh điện, giờ phút này, trong điện, tất cả những người để ý Dương Diệp đều ở chỗ này. Viên Lão, U Minh Chư Nữ, A-man, còn có tộc nhân của đám người Tần Xuyên. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm. Mọi người đều đang nhìn Dương Diệp. Hiện tại lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn Dương Diệp. Ở vị trí đầu não, Dương Diệp nhìn xuống Viên Lão. Tra được chưa? Viên Lão khẽ gật đầu. Đại Thiên Vũ Trụ là trận pháp, mà truyền tống môn ngay ở vô tận hắc động. Nếu như ta không đoán sai, đến lúc đó, bất tử tộc sẽ từ nơi ấy truyền đi. Bất quá trước đó, bọn hắn cần linh khí khổng lồ. Còn có tử khí, bọn hắn sẽ giết người, giết sạch tất cả mọi người ở Đại Thiên Vũ Trụ, rút ra tử khí của những người này cùng với tất cả linh khí của Đại Thiên Vũ Trụ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đến lúc đó, các ngươi chạy đi đâu? Đi. Mọi người kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp đứng lên. Đại Thiên Vũ Trụ này, đã không giữ được. Cho dù hư linh nữ của hư linh tộc tái hiện, cũng không có khả năng giữ được Đại Thiên Vũ Trụ này. Coi như bất tử tộc không hủy diệt vùng vũ trụ này, nơi đây không có linh khí, các ngươi ỷ lại linh khí, cũng sống không được bao lâu. Đi, là hy vọng duy nhất. Viên Lão khẽ lắc đầu. Sợ là không dễ đi. Dương Diệp nói. Ta biết, đến lúc đó ta sẽ vì các ngươi tranh lấy cơ hội rời đi. Vậy còn ngươi? Lúc này Thiên Nữ đột nhiên nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp khẽ lắc đầu. Ta tự nhiên là không đi được, cũng không thể đi. Vì sao? Thiên Nữ khó hiểu. Dương Diệp cười nói. Bởi vì bất tử tộc tất giết ta, nếu như ta và các ngươi chung một chỗ, sẽ hấp dẫn hỏa lực của bất tử tộc đến trên người các ngươi. Thiên Nữ còn muốn nói điều gì, lúc này Dương Diệp đột nhiên đi tới trước mặt nàng và Huyết Nữ. Đại tỷ, nhị tỷ, còn có đám người Minh Nữ, ta biết tâm của các ngươi, nhưng lúc này đây, ta thật sự không thể đi. Chúng ta lưu lại với ngươi. Thiên Nữ trầm giọng nói. Không có ý nghĩa. Dương Diệp nói khẽ. Một chút ý nghĩa cũng không có. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua mọi người, sau đó lại nói. Các ngươi lưu lại, kết quả sau cùng chính là cùng ta chung một chỗ chết ở chỗ này. Các ngươi ly khai, ta không có nỗi lo về sau, ngược lại có thể sống sót. Mọi người còn muốn nói điều gì, nhưng Dương Diệp lắc đầu. Ý ta đã quyết. Nói đến đây, tay phải hắn vung lên, vô số lá cây rơi vào trước mặt Viên Lão.
Đây là Bồ Đề Diệp. Viên lão hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Bồ Đề Diệp, có thể ẩn nặc khí tức. Viên lão, đợi tí nữa người mang theo mọi người ly khai Hư Linh Thành. Thời điểm đại quân bất tử tộc đến Hư Linh Đại Lục, các ngươi liền chạy tới Vô Tận Hắc Động. Viên lão suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta cho rằng, vẫn là chờ thời điểm bọn hắn khởi động trận pháp này, chúng ta lại đến. Dương Diệp nói. Lúc bọn hắn đến Hư Linh Đại Lục, chính là thời điểm bọn họ khởi động trận pháp. Tuy bất tử tộc tự tin, nhưng lúc này đây, bọn hắn đối mặt không đơn thuần là Dương Diệp ta, mà là Hư Linh tộc. Đối mặt Hư Linh tộc, bọn hắn tuyệt đối sẽ chuẩn bị cho mình ở sau. Cho nên nếu như ta không đoán sai, bọn hắn sẽ hai chuyện chung một chỗ tiến hành, chờ bọn hắn tiến công Hư Linh Đại Lục, chính là thời điểm tộc nhân của bọn họ rút lui. Chỗ truyền tống môn khẳng định có cường giả của bất tử tộc trấn thủ. A-man đột nhiên nói. Dương Diệp cười nói. Chúng ta cũng không yếu, không phải sao? Đội hình bên hắn yếu sao? Khẳng định không kém. Không nói đám người thiên tú, chỉ nói hắn, còn có An Nam Tính, Trụ Linh, Yêu Ma, Ly Hỏa, Viên Lão. Bọn hắn so sánh với cường giả đứng đầu của bất tử tộc, khẳng định có chênh lệch. Nhưng cường giả đứng đầu của bất tử tộc chỉ một hai cái mà thôi. Nói tóm lại, bọn họ là có sức liều mạng. Cùng đi. Lúc này A-man đi tới trước mặt Dương Diệp. Mọi người chúng ta chung một chỗ cố gắng, tuyệt đối có thể cùng đi. Dương Diệp lắc đầu. Nếu như vậy, chúng ta đều không đi được. A-man, đại tỷ nhị tỷ, còn có chư vị, các ngươi đều không cần nói. Vẫn là câu nói kia, nếu như các ngươi thành công rút lui, ta không có nỗi lo về sau, ngược lại dễ dàng sống sót hơn. Trong chàng có người còn muốn nói điều gì, nhưng viên lão đột nhiên nói. Chư vị, nghe Dương Tiểu Hữu, thứ cho ta nói thẳng, nếu như không phải chúng ta, trời đất bao la, Dương Tiểu Hữu nơi nào không đi được. Mà nếu hắn muốn đi, bất tử tộc nhất định sẽ không ngăn trở. Sở dĩ hắn không đi, chính là vì các vị, thời điểm này, mọi người cũng đừng nói cái gì lưu lại cùng nhau đối mặt. Dương Diệp nhìn về phía viên lão, cười nói. Viên lão, ngươi không sợ ta cảm thấy ngươi bạc tình bạc nghĩa sao? Viên lão khẽ lắc đầu. Nếu như ngươi cần, ta tùy thời có thể lưu lại. Cái này không thể được. Dương Diệp cười nói, những người này, địa phương muốn đi, là một vũ trụ không biết tên, bọn hắn cần một người dẫn đầu, việc này, phải viên lão ngươi dẫn đầu, ta mới yên tâm. Ngươi thì sao? Viên lão hỏi. Dương Diệp cười nói. Ta rất nhanh sẽ tới. Mọi người trầm mặc. Tất cả mọi người không phải người ngu, những lời này của Dương Diệp, nói đơn giản. Nhưng sự thực là hắn rất có thể sẽ vĩnh viễn không tới được. Lúc này Dương Diệp nói. Viên lão, ngươi chuẩn bị một chút đi, còn có chư vị cũng chuẩn bị một chút. Còn nữa, việc này quyết định như vậy, nếu như các ngươi thật muốn giúp ta, cũng đừng có nói gì về việc này. Nói xong, Dương Diệp đi ra đại điện. Sau lưng hắn là An Nam Tính. Trong điện vô cùng an tĩnh. Ngoài điện, Dương Diệp nhìn về phía trong thành, ở bên cạnh hắn. An Nam Tĩnh nói khẽ. Ta lưu lại, đúng không? Dương Diệp trầm giọng nói. Kỳ thật, ta rất hy vọng ngươi đi. Viên lão chủ trì đại cục, mưu trí đầy đủ, nhưng vũ lực không đủ, nếu như ngươi đi theo, ta sẽ yên tâm hơn. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, cười nói. Nhưng ta biết, ngươi không sẽ đi, ta cũng không muốn đuổi ngươi đi. Đại tỷ nhị tỷ, còn có đám người minh nữ, các nàng là bằng hữu của ta. Ta không thể để cho các nàng có chuyện. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói. Ta để lại tất cả vấn đề cho mình và các ngươi có trách ta không? An Nam Tĩnh lắc đầu. Không. Dương Diệp mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chuyện của đám người Tần Xuyên, là đau nhức của hắn đời này, hắn không muốn loại chuyện này tái diễn. Lúc này đây, nếu như có người chết, sẽ chết Dương Diệp hắn. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đến một tiểu viện yên tĩnh trong thành, hắn vừa tiến vào trong viện, một người áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này đúng là Trụ Linh. Trong khoảng thời gian này, Trụ Linh ở trong thành, sau đó thỉnh thoảng dạy dỗ Tiểu Bạch. Đáng tiếc là, Tiểu Bạch quá tinh nghịch, tiểu gia hỏa này, trong đầu nghĩ đều là chơi đùa như thế nào, cái này để cho Trụ Linh rất đau đầu. Có việc gì sao? Trụ Linh hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lúc này đến. Là muốn nói cho ngươi biết,
bất tử tộc muốn khởi động trận pháp của đại thiên vũ trụ. Truyền tống môn ngay ở vô tận hắc động, người của ta ở lúc ấy sẽ chạy đi, người cùng đi đi. Ta không đi. Trụ Linh lạnh nhạt nói. Muốn cùng đại thiên vũ trụ chôn cùng. Dương Diệp hỏi. Trụ Linh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta là đại thiên vũ trụ chi linh. Nơi đây cần ngươi thủ hộ. Dương Diệp nhìn Trụ Linh. Nơi đây, không còn gì cả. Trụ Linh lắc đầu. Ngươi không hiểu. Dương Diệp thấp giọng thở dài, không có khuyên bảo, mỗi người đều có lựa chọn của mỗi người, đây là lựa chọn của Trụ Linh. Thân nhân của ngươi đều đi, những người ở hư linh đại lục kia làm sao bây giờ? Lúc này Trụ Linh đột nhiên nói. Những người ở hư linh đại lục kia. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Sau khi bất tử tộc đến tiến công, ta sẽ để cho viên lão thông chi toàn bộ đại lục vị trí của truyền tống môn, lúc kia, bọn hắn cũng có thể tiến đến, là sống hay chết, liền xem tạo hóa của chính bọn hắn. Trụ Linh trầm mặc. Dương Diệp không nợ bách tộc cái gì, có thể che chở những người này lâu như vậy, đã rất tốt rồi. Sau một lúc lâu, Trụ Linh nói. Đại thiên vũ trụ, có thật nhiều linh vật, những linh vật này, ta đã tụ tập chúng nó lại, ta muốn để cho chúng nó tiến vào hồng mông tháp của ngươi. Sau này chúng theo ngươi cùng Tiểu Bạch, được không? Dương Diệp trầm giọng nói. Để chúng đi theo người của ta, có lẽ càng tốt hơn, bởi vì ta có khả năng cũng không sống nổi. Trụ Linh lắc đầu. Ta không tin tưởng bọn họ, không có người nào là không tham lam. Những linh vật này đi theo bọn hắn, sợ là sẽ không có kết quả tốt. Vậy ngươi tin tưởng ta? Dương Diệp cười nói. Trụ Linh lạnh nhạt nói. Ta tin tưởng Tiểu Bạch. Nói xong, nàng bấm tay điểm ra, một quả cầu ánh sáng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bên trong tự thành một không gian nhỏ, những linh vật kia đều ở trong đó, tất cả nhờ vào ngươi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu, tiếp đó hắn thu vào trong hồng mông tháp. Trong hồng mông tháp, Tiểu Bạch ôm quả cầu ánh sáng kia vào trước mặt mình, nàng quan sát quang cầu một lát, sau đó chui vào. Thật là ham chơi, bất quá cũng tốt. Trụ Linh lắc đầu cười cười, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Trụ Linh đi vào phòng, Dương Diệp thấp giọng thở dài, cũng xoay người rời đi. Thời gian từng chút trôi qua. 3 ngày đảo mắt đã qua. Sáng sớm ngày hôm nay, phía đông, mặt trời chậm rãi hiện lên, ánh mặt trời rơi xuống mặt đất, vạn vật bình tĩnh. Nhưng chẳng biết lúc nào, hư linh thành đột nhiên tối xuống. Cả hư linh thành dần dần tối xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu, ở trên không hư linh thành, một mảnh đen kịt, sau khi nhìn kỹ, đó là bất tử kỵ sĩ. Gần 600 bất tử kỵ sĩ. Người đeo trường thương, cưỡi nanh ác. Mà ở trước mặt bất tử kỵ sĩ, còn có 30 cường giả thần bí đeo trường thương. Người cầm đầu đúng là Tiểu Lâu Đại Nhân, sau lưng Tiểu Lâu Đại Nhân là Tam Hiền Sư. Hầu như điều động toàn quân. Tiểu Lâu nhìn hư linh đại lục, nói khẽ. Lại là hư linh đại lục, chuyện năm đó, sẽ không lại tái diễn nữa chứ. Xuất kích chưa? Nguyên sư xin chỉ thị. Tiểu Lâu mỉm cười. Không vội. Nguyên sư nhẹ gật đầu, lui qua một bên. Phía dưới, trên không hư linh thành, Dương Diệp đứng lơ lửng trên không, ở phía dưới, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Bên cạnh Dương Diệp, là An Nam Tĩnh. Dương Diệp nhìn phía dưới một mảnh đông nghịt, qua hồi lâu, hai tay của hắn hơi nhấc lên. Trong chốc lát, phía dưới yên tĩnh trở lại. Dương Diệp nói, nghĩ đến chư vị đều biết chuyện của truyền tống trận, trốn đi, là sống hay chết, nhìn tạo hóa của chính các ngươi. Phía dưới, vô số người đột nhiên quỳ xuống. Bất tử tộc hàng lâm, nếu không phải Dương Diệp nguyện ý thu lưu bọn hắn đã trở thành vong hồn dưới kiếm của bất tử tộc rồi. Có thể sống đến bây giờ, có thể nói toàn bộ nhờ Dương Diệp. Sau khi quỳ lại, những người này nhao nhao lướt ra ngoài hư linh thành, sau đó bỏ chạy về phía xa xa. Nhìn những người trong thành giống như điên bỏ chạy, Dương Diệp khẽ lắc đầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bi thương. Không phải thương cảm, mà là bi thương. Trong thiên địa, cường giả có bao nhiêu, kẻ yếu có bao nhiêu, cường giả có được thực lực cường đại, có thể làm việc tùy ý, có thể chúa tể người khác sinh tử. Nhưng kẻ yếu thì sao? Kẻ yếu chỉ có thể bị tàn sát. Bị người chúa tể. Lần thứ nhất, Dương Diệp cảm thấy quy luật xã hội như vậy không quá nhân đạo. Làm sao vậy? Bên cạnh Dương Diệp, An Nam Tĩnh nói khẽ.
Dương Diệp khẽ lắc đầu. Người nói, lúc này đây, bọn họ có bao nhiêu người có thể sống sót? An Nam Tĩnh trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói. Rất ít. Phải. Dương Diệp nói khẽ. Không chỉ bọn hắn, chúng ta sợ là cũng không sống nổi. Nói xong, hắn lắc đầu, lại nói. Đám người Viên lão đến Vô Tận Hắc Động chưa? An Nam Tĩnh nhẹ gật đầu. Bọn hắn đã tới Vô Tận Hắc Động ẩn núp, chỉ cần Bất Tử tộc khởi động trận pháp, bọn hắn sẽ hành động. Dương Diệp nói khẽ. Thực lực của bọn hắn sợ là không được, ngươi. Ngay lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên đứng ở trước mặt Dương Diệp, An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp. Người khác sống chết, quan hệ gì tới ta? Dương Diệp cười khổ. Được, ngươi ở lại bên cạnh ta. An Nam Tĩnh thu hồi ánh mắt, sau đó đứng ở bên cạnh Dương Diệp. Mặc kệ sinh tử, lúc này đây, chung một chỗ, được không? Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, sau một khắc, hắn đột nhiên cười phá lên, tiếng cười trực thấu thiên địa. Trong Hư Linh Thành, thời khắc này Hư Linh Thành, trong thời gian thật ngắn đã biến thành một tòa thành trống. Chạy hết, người trong Hư Linh Thành toàn bộ đều chạy hết. Sạch sẽ, trên không Hư Linh Đại Lục, Tiểu Lâu và cường giả Bất Tử tộc lạnh lùng nhìn phía dưới, đối với những huyền giả kia, Bất Tử tộc không có đi quản, lúc này đây, mục tiêu của bọn hắn là Hư Linh tộc, là Dương Diệp. Giải quyết xong hai địch nhân này, những người còn lại, Bất Tử tộc trở tay có thể diệt. Những người kia thật giống như muốn đi Vô Tận Hắc Động. Lúc này Nguyên Sư đột nhiên nói. Tiểu Lâu nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó lạnh nhạt nói. Không sao, có Thiên Sư cùng Vong Linh Tử Thị ở đó. Nguyên Sư nhẹ gật đầu. Thần tộc thì sao? Lúc này, Tiểu Lâu đột nhiên nói. Nguyên Sư trầm giọng nói. Đang dở trò. Tiểu Lâu mỉm cười. Không sao, đến lúc đó lại cùng nhau thu thập. Tiểu Lâu đại nhân, hiện tại xuất thủ không? Lúc này, Độc Cô Tuyệt Thiên đột nhiên nói. Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chờ, tộc trưởng còn kém một chút xíu thời gian. Phía dưới, Hư Linh Thành, Thiên Tú đứng ở trong mộ địa, ở trước mặt nàng, là vô số vong linh. Những vong linh này, đã từng đều là tuyệt thế cường giả tiếng tăm lừng lẫy của Hư Linh tộc. Cũng là siêu cấp quân đội năm đó đánh tan Bất Tử tộc. Đương nhiên, bọn hắn cũng bỏ ra cái giá thê thảm. Hôm nay, lần nữa đối mặt Bất Tử tộc, trong mắt những vong linh này, là hận, là ngọn lửa báo cừu. Ở bên cạnh Thiên Tú, là Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Biết rõ năm đó tại sao Hư Linh tộc ta lại bại không? Lúc này Thiên Tú đột nhiên nói. Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn về phía Thiên Tú, trong mắt hai người tràn ngập hiếu kỳ. Hư Linh nữ. Lúc trước là siêu cấp cường giả không ai bì nổi, còn có Hư Linh tộc, chủng tộc này đã từng xưng bá đại thiên vũ trụ, trận chiến năm đó, vì sao bọn hắn thua Bất Tử tộc? Chênh lệch về thực lực, hoặc là cái gì khác? Lúc này, Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Luận thực lực, Hư Linh tộc ta so với Bất Tử tộc chênh lệch một đường, nhưng một đường này, không đủ để Hư Linh tộc ta thảm bại. Chính thức để cho Hư Linh tộc ta bại, là huyết tính của Bất Tử tộc. Tâm huyết cùng lực ngưng tụ của Bất Tử tộc, là chủng tộc mạnh nhất ta từng thấy. Tâm huyết. Dương Diệp trầm mặc. Cái gọi là tâm huyết, ở trong mắt của hắn còn trọng yếu hơn thực lực. Một người, nếu không có tâm huyết, vậy người này sẽ là người nào? Mà một dân tộc nếu không có tâm huyết, như vậy sẽ là một dân tộc như thế nào? Còn có lực ngưng tụ. Bất luận chủng tộc nào, nếu không có lực ngưng tụ, chính là chia rẽ. Mà chủng tộc có được lực ngưng tụ cường đại, tuyệt đối sẽ không yếu. Lúc này Thiên Tú lại nói. Biết không, năm đó Bất Tử tộc trừ tộc trưởng ra, còn có hai trưởng lão Thiên Chu Địa Diệt, thực lực của hai người này, cùng Tiểu Lâu không sai biệt lắm. Trừ lần đó ra, còn có hai người, là thủ hộ giả của Bất Tử tộc, thực lực của hai người này, gần Bất Tử tộc tộc trưởng nhất. Mà bây giờ, Bất Tử tộc này chỉ còn tộc trưởng và Tiểu Lâu, người biết vì sao không? Bị ngươi giết. Dương Diệp trầm giọng nói. Hai mắt Thiên Tú chậm rãi đóng lại. Năm đó trận chiến ấy, nếu không phải ta tính sai, Hư Linh tộc ta sẽ không bại. Khi đó Thiên Chu Địa Diệt, hai thủ hộ giả, cùng với tộc trưởng kia, năm người này, toàn lực ngăn chặn ta, trong đó ngoại trừ Bất Tử tộc tộc trưởng, bốn bởi còn lại vì có thể kiềm chế ta, bọn hắn cả đám không tiếc hy sinh mình, toàn bộ lựa chọn tự bảo. Tự bảo. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trong lòng khiếp sợ không thôi.
Tự bạo, quá khủng bố. Hắn đã tự mình cảm nhận được qua. Minh Tổ tự bạo, thiếu chút nữa trực tiếp giết hắn. Này vẫn là hắn người mang vài món trọng bảo, mới không có chết, nhưng trọng thương. Mà trong miệng Thiên Tú nói những người kia, hiển nhiên không phải binh tổ có thể so sánh, bốn người đồng thời lựa chọn tự bạo, còn có bất tử tộc tộc trưởng, Thiên Tú có thể từ trong đó sống sót, cái này đã cực kỳ khủng bố rồi. Kỳ thật nghe thế, Dương Diệp đối với thực lực của hư linh tộc đã có một cái đại khái. Hư linh tộc, thực lực chỉnh thể tuyệt đối không bằng bất tử tộc. Nhưng bởi vì Thiên Tú, cứng rắn kéo hư linh tộc đến cùng một trục hoành với bất tử tộc. Mà bất tử tộc hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên cường giả bất tử tộc muốn diệt Thiên Tú. Mà một khi Thiên Tú thua, hư linh tộc tự nhiên vong. Nhưng trận chiến ấy, Thiên Tú làm bất tử tộc cả tộc trọng thương, không thể không lui về tử giới, phần thực lực này. Trong thiên địa, nếu như luận một trọi một sâu lâu, sợ là chỉ có Tiêu Dao Tử mới có thể đánh bại Thiên Tú. Lúc này Thiên Tú đột nhiên nói. Ngươi có biết vì sao kiếm tu kia không cùng ta và bất tử tộc tộc trưởng tỉ thí không? Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Hắn nói, kết quả đều giống nhau. Thiên Tú khẽ nở nụ cười. Kỳ thật hắn nói không sai. Bởi vì bây giờ ta cùng bất tử tộc tộc trưởng, chúng ta đều không phải thời kỳ đỉnh phong. Mà hắn hiện tại, là thời kỳ đỉnh phong. Hắn muốn chờ chúng ta khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, nhưng đáng tiếc. Ta cùng với bất tử tộc đều không có thời gian đó rồi. Cho nên hắn đi, không phải là chúng ta ở thời kỳ đỉnh phong, hắn không muốn cùng chúng ta giao thủ. Tiêu Dao Tử. Dương Diệp cười khổ, hắn không quên, hắn cùng với gia hỏa này còn có một trận chiến. Kỳ thật. Lúc này Thiên Tú đột nhiên nói. Ta làm sao không muốn đánh với người nọ một trận, năm đó ta tìm vũ trụ khắp nơi, chính là muốn cùng cường giả chiến một trận. Dùng cái này đến đột phá mình, đáng tiếc. Kẻ yếu sợ đối mặt cường giả, nhưng cường giả lại hy vọng gặp được cường giả. Một người chỉ có gặp được người mạnh hơn mình, bọn hắn mới có thể trở nên càng mạnh mẽ. Những bằng hữu kia của ngươi, bọn hắn đi vô tận hắc động. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi, chờ bất tử tộc khởi động trận pháp, bọn hắn sẽ thừa cơ tiến vào. Không được. Thiên Tú lắc đầu. Bọn hắn sẽ chết, kể cả những người vừa rồi chạy trốn kia, đều sẽ chết. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói. 10 người kia của bất tử tộc không ở nơi này, nhất định là canh giữ ở vô tận hắc động, có 10 người này, những người kia đi, đều sẽ chết. Dương Diệp nói. Ta để cho yêu ma đi theo, lại thêm đám người viên lão, dùng thực lực của bọn hắn. Chỉ cần chúng ta kiềm chế cường giả của bất tử tộc ở nơi này, nghĩ đến bọn hắn. Ngươi sai rồi. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên cắt đứt lời của Dương Diệp. 10 người kia, chính là vong linh tử thị của bất tử tộc, thực lực của 10 người này, đừng nói những người kia, ngay cả ngươi cùng An Nha Đầu, bọn hắn cũng có năng lực chém giết 2 người các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp hơi đổi. Mạnh như thế. Thiên Tú nói khẽ. Năm đó rất nhiều cường giả của hư linh tộc ta chết ở trong tay bọn hắn, lúc đó bọn hắn có 20 người, ta tự mình ra tay mới chém 10 vị. Các ngươi đi đi, nếu như có thể giải quyết 10 người kia, trở về, nếu như không thể, liền nghĩ biện pháp chung một chỗ đào tẩu. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hắn đi tới trước mặt Thiên Tú, nhìn Thiên Tú trước mắt khí chất đã hoàn toàn bất đồng, Dương Diệp đột nhiên thò tay vuốt đầu của nàng. A Tú, chờ ta, chờ ta. Nói xong, hắn quay người cùng An Nam Tĩnh biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, Thiên Tú nhìn Dương Diệp rời đi, ngây cả người, sau đó khẽ lắc đầu. Sợ là đợi không được ngươi rồi. Ở chỗ sâu trong vô tận hắc động, có một quang môn khổng lồ, dài rộng gần nghìn trượng, cánh cổng ánh sáng tản ra ánh sáng màu lam, mà ở trước cửa không xa, đứng 10 người thần bí đang mặc khôi giáp màu đen. 10 người này đứng thành một hàng, tay cầm trường đao. Giống như một bức tượng điêu khắc không nhúc nhích. Ở trước mặt 10 người, là một trung niên. Trung niên này, đúng là thiên sư. Mà ở sau lưng 10 người này cùng thiên sư, có gần 2 vạn người, trong những người này, 1 vạn người đều là thiếu niên thiếu nữ, niên kỷ rất nhỏ. Tuổi tuy nhỏ, nhưng trên thân những người này, lại tản ra khí tức không kém. Những người này, chính là tộc nhân của bất tử tộc. Bất tử tộc cả tộc chung vào một chỗ. Kỳ thật cũng không quá mấy vạn người mà thôi.
tuy người ít, nhưng tinh, bằng không thì, cũng sẽ không bằng vào chút người này, liền diệt cả đại thiên vũ trụ, suy. Ngay lúc này, không gian đột nhiên run lên kịch liệt, ngay sau đó, một hắc ảnh trực tiếp xé rách không gian, đi tới trước mặt thiên sư. Người đến là một trung niên, người này chính là quỷ sư của bất tử tộc. Bất tử tộc ba đại hiền sư, nơi này có hai. Như thế nào? Thiên sư hỏi. Quỷ sư trầm giọng nói. Xem ra người của đại thiên vũ trụ đều biết chuyện tình truyền tống môn, giờ phút này, vô số người đang chạy đến, hiển nhiên bọn họ là muốn ở thời điểm bất tử tộc ta khởi động trận pháp tiến vào bên trong. Hừ, bọn hắn tính toán rất khá. Lúc này đây, liền để cho bọn hắn toàn bộ táng thân ở nơi đây. Thiên sư nhíu mày. Không thể chủ quan, tộc trưởng đang khởi động trận pháp, đám người tiểu lâu đại nhân bị hư linh nữ kiềm chế, chỗ chúng ta không được phép có chút sơ suất. Chúng ta chết là nhỏ, những người sau lưng là hy vọng tương lai của bất tử tộc ta, bọn hắn không thể xảy ra sự tình. Quỷ sư do dự một chút, sau đó nói. Đại ca, vì sao tộc trưởng không diệt hư linh nữ cùng với Dương Diệp trước lại khởi động trận pháp này? Kể từ đó, chẳng phải là không sơ hở tí nào. Thiên sư nhìn thoáng qua quỷ sư. Nếu không diệt được, nếu thất bại thì sao? Thất bại. Quỷ sư trầm giọng nói. Làm sao có thể, chúng ta? Thiên sư khẽ lắc đầu, cắt đứt lời của quỷ sư. Năm đó, bất tử tộc ta có hơn 10 vạn người, nhưng hiện tại chỉ còn không đến một nửa. Một lần kia, bất tử tộc ta tổn thương nguyên khí nặng nề, lúc này đây, bất tử tộc ta không thể tổn thương nguyên khí nữa. Chúng ta không thương nổi rồi. Trừ lần đó ra, còn có nguyên nhân, chính là tộc trưởng lo lắng hư linh nữ liều lĩnh đổ sát tộc nhân ta. Dùng thực lực của đối phương, nếu liều lĩnh, chỉ giết tộc nhân chúng ta, coi như là đám người tộc trưởng, sợ cũng rất khó có thể ngăn trở. Nghe vậy, quỷ sư nhẹ gật đầu. Cũng đúng. Thiên sư quay đầu nhìn thoáng qua những người sau lưng, sau đó nói. Tộc trưởng cũng không phải sợ hư linh nữ, chẳng qua là, hắn không thể không vì tộc nhân cân nhắc. Cho nên mới có thể để cho chúng ta đưa tộc nhân đi trước. Quỷ sư do dự một chút, sau đó nói. Bên kia truyền tống trận, cũng chính là thủy nguyên tộc. Không biết. Thiên sư lắc đầu. Như vậy. Quỷ sư nhíu mày. Thiên sư nhìn về phía cánh cổng ánh sáng. Năm đó bất tử tộc ta đối với thủy nguyên tộc vẫn biết một chút, cũng biết thực lực của bọn hắn, nhưng lúc ấy bất tử tộc chúng ta bị bộ tộc khác cuốn lấy, không cách nào đến nhìn bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Khi chúng ta giải quyết xong tộc kia, thủy nguyên tộc đã rời khỏi đại thiên vũ trụ, mà về sau, cùng hư linh tộc chiến một trận, khiến cho tộc ta tổn thương nguyên khí nặng nề, ngủ say nhiều năm như vậy, hôm nay thủy nguyên tộc, hôm nay mảnh vũ trụ kia, đã biến thành không biết. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Nhưng không có cách nào, vì tỉnh lại cường giả bất tử tộc ta rút lấy linh khí của đại thiên vũ trụ tăng thêm linh khí của bất tử tộc, hiện tại đại thiên vũ trụ này sắp diệt vong. Cho nên bên kia truyền tống trận, không chỉ là hy vọng duy nhất của đại thiên vũ trụ, cũng là hy vọng cuối cùng của bất tử tộc ta, mặc kệ bên kia như thế nào, bất tử tộc ta cũng phải qua. Chỉ có con đường này. Đối với sinh linh của đại thiên vũ trụ mà nói, con đường duy nhất của bọn hắn chính là truyền tống trận này, đối với bất tử tộc mà nói, cũng như thế. Đến rồi. Lúc này, quỷ sư đột nhiên quay đầu, ngoài vô tận hắc động, vô số người giống như điên chạy về phía này, liếc mắt nhìn qua, rậm rạp chẳng chịt đều là người. Trong mắt những người này, có hưng phấn, có kích động, đương nhiên, hơn nữa là hoảng sợ. Sợ hãi khi đối mặt tử vong. Bên này là hy vọng, nhưng bên này cũng là sợ hãi. Bởi vì nơi này, có bất tử tộc, nhưng cầu hy vọng sống sót vẫn vượt lên sợ hãi. Khi thấy đám người thiên sư, những người kia nhao nhao ngừng lại, trong mắt những người này, tràn đầy vẻ đề phòng, bất quá càng nhiều ánh mắt là nhìn về phía cánh cổng ánh sáng sau lưng đám người thiên sư. Chỗ đó, chính là hy vọng của bọn hắn, hy vọng đang ở trước mắt. Xông lên. Lúc này, không biết ai đột nhiên hô một câu, ngay sau đó, một nam tử trực tiếp xông ra ngoài. Người đàn ông này hiển nhiên khẩn trương cùng kích động thái quá, hắn cũng không có phát hiện trận pháp kia còn không có khởi động. Ngoại trừ nam tử này, còn có hơn 100 người cũng theo sát nam tử xông ra ngoài. Những người này thực lực đều không yếu, nam tử cầm đầu là đại thiện cảnh. Mọi người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, mọi người đã đến chỗ cánh cổng ánh sáng. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Hơn 100 người,
thân thể đến chỗ cánh cổng ánh sáng, nhưng đầu của bọn hắn lại ở sau lưng hơn trăm trượng. Hơn 100 cái đầu chỉnh tề ở trên không trung chậm rãi rơi xuống, trong mắt hơn 100 cái đầu, còn mang theo hưng phấn cùng vẻ kích động. Trong chàng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Rất nhanh, mọi người nhìn về phía 10 người thần bí ở cách nguyên sư không xa, ở bên hông 10 người này đều đeo trường đao, trên lưỡi đao đều có một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Nhưng trong chàng không có ai chứng kiến 10 người này động thủ. Giờ khắc này, thần sắc mọi người ngưng trọng lên. Âm thầm, Viên lão nhìn 10 người kia, thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng. Sau lưng hắn, là đám người Dương Liêm Xương, mà giờ khắc này, trên mặt đám người Dương Liêm Xương tràn đầy vẻ ngưng trọng. Vừa rồi một màn kia, mặc dù người khác không có thấy rõ, nhưng bọn họ thấy rõ. Thời điểm hơn 100 người kia xông ra, 10 người kia liền động thủ. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Những người vào tới chỗ cánh cổng ánh sáng đều không có phát hiện mình chết rồi, ý thức của bọn hắn không có phản ứng kịp. Mặc dù đám người Viên lão đã dự liệu được nơi đây sẽ có cường giả của bất tử tộc, nhưng bọn hắn không nghĩ tới cường giả nơi này mạnh mẽ như vậy. Trầm mặc hồi lâu, Viên lão nhìn về phía yêu ma. Tiền bối có nắm chắc đánh bại 10 người này không? Yêu ma lắc đầu. Một người, dư sức. 10 người, không được. Hai mắt Viên lão híp lại. Bọn hắn mạnh như thế. Yêu ma nhìn thoáng qua 10 người kia, sau đó khẽ gật đầu. 10 người liên thủ, ta không kéo được nửa canh giờ. Nghe vậy, sắc mặt Viên lão trầm xuống. Trong bọn hắn, thực lực yêu ma mạnh nhất, ngay cả yêu ma cũng không đối phó được, vậy bọn họ tự nhiên là không cách nào đối kháng 10 người kia. Hơn nữa, ngoại trừ 10 người kia, bên cạnh còn có hai trung niên, hai trung niên này thực lực so với 10 người kia, sợ là chỉ mạnh không yếu. Làm sao đi? Ngay lúc này, cả vô tận hắc động đột nhiên rung động kịch liệt. Không chỉ vô tận hắc động, phải nói cả đại thiên vũ trụ đều rung động. Ngay sau đó, trong đại thiên vũ trụ, vô số linh khí dần dần biến mất. Nguyên bản linh khí của đại thiên vũ trụ đã cực ít, mà bây giờ, cái ít này, đã biến thành không. Những linh khí này không tiếng động bốc hơi. Cả đại thiên vũ trụ, đang dùng tốc độ cực nhanh khô kiệt. Nhìn truyền tống môn. Ngay lúc này, trong chàng đột nhiên có người hô. Mọi người nhìn về phía truyền tống môn, giờ phút này truyền tống môn chậm rãi xoay tròn. Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, rất nhanh, trong truyền tống môn xuất hiện một mảnh tinh không mịt mùng, sâu không thấy đáy. Nhìn thấy một màn này, trong chàng vô số người xôi trào. Truyền tống trận khởi động. Xông lên. Trong chàng, đột nhiên có người gầm thét, ngay sau đó, vô số người vào tới truyền tống môn. Nhưng những người này vừa xông ra, đầu không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Bởi vì người xông quá nhiều. Bởi vậy trong chàng xuất hiện một màn hết sức máu tanh, mấy nghìn cái đầu người phóng lên trời, máu tươi vung vãi cả không gian. Nhưng vẫn có càng ngày càng nhiều người phóng đi. Nhưng lần này, không có bất kỳ người nào có thể tiếp cận cánh cổng ánh sáng, còn chưa tới cách cánh cổng ánh sáng trăm trượng, đầu liền bay ra ngoài. Mà giờ khắc này, mọi người cũng thấy rõ. Xuất thủ, đúng là 10 người tay cầm trường đao của bất tử tộc. 10 người tay cầm đao ngăn ở chỗ cánh cổng ánh sáng. Mà ở trước mặt bọn họ, vô số đầu người không ngừng bay ra ngoài, như sủi cảo, một màn này, quá mức máu tanh. Cứ như vậy, 10 người này cứng rắn chặn tất cả mọi người. Nhưng dục vọng cầu sinh để cho những người kia phấn đấu quên mình, giờ khắc này, bọn hắn chỉ nghĩ vào tới quang môn kia, bởi vậy như trước có vô số người phóng đi. Giết chóc máu tanh. Thiên sư lạnh lùng nhìn hết thảy, qua hồi lâu, tay phải hắn dựng thẳng lên. Đi vào. Ở bên cạnh hắn, quỷ sư đi tới trước mặt người bất tử tộc, sau đó nói. Đi theo ta. Thanh âm rơi xuống, mọi người muốn tiến vào bên trong. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kiếm reo từ phía chân trời xa xôi vang lên, thoáng qua, một thanh niên cùng nữ tử xuất hiện ở cách đó không xa. Người tới, đúng là Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Nhìn thấy Dương Diệp và An Nam Tĩnh, trong chàng vô số người lập tức điên cuồng kêu gào hô lên. Đối mặt cường giả siêu cấp của bất tử tộc, những cường giả kia của bách tộc đã tuyệt vọng. Hy vọng ngay ở sau lưng 10 người này, nhưng 10 người kia lại làm cho bọn họ tuyệt vọng. Từ đầu đến giờ, ngắn ngủi mấy tức, 10 người này đã tru diệt gần vạn người. Tuyệt vọng. Mà thời điểm tuyệt vọng, Dương Diệp đến rồi. Tuy Dương Diệp không phải vì bọn họ đến,
nhưng giờ phút này bọn hắn không nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ biết là, Dương Diệp đến. Dương Diệp đã đến, vậy có hy vọng. Không có người xông về phía trước, đều đang nhìn Dương Diệp. Ở trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh, là Thiên Sư, mà sau lưng Thiên Sư, là 10 cường giả thần bí tay cầm trường đao, 10 người chỉnh tề đứng thành một hàng, khí tức thâm trầm như biển. Dương Diệp nhìn thoáng qua cánh cổng ánh sáng sau lưng đám người Thiên Sư, giờ phút này, đã có tộc nhân của bất tử tộc tiến vào bên trong, bất quá truyền tống trận này một lần chỉ có thể tiến vào mấy trăm, tộc nhân bất tử tộc muốn toàn xê bộ tiến vào, cần rất nhiều lần mới được. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua vị trí của đám người viên lão khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã chuẩn bị tốt. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiên Sư, người kia quan sát Dương Diệp một chút. Nghĩ đến người chính là Dương Diệp rồi, bằng chừng ấy tuổi. Thiên Sư còn chưa nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thoáng qua, xùy, một thanh kiếm đi thẳng tới đỉnh đầu của Thiên Sư. Nhưng kiếm cách Thiên Sư còn có mấy tấc, lại không cách nào tiến nửa tấc. Bởi vì một bàn tay nắm chắc kiếm của Dương Diệp. Cánh tay này, đúng là tay của Thiên Sư. Thời khắc này toàn thân Thiên Sư tản ra ngân quang quỷ dị, mà cánh tay hắn nắm kiếm Dương Diệp. Giờ phút này ngân quang tỏa sáng, không chỉ như thế, ngân quang còn lập tức quấn quanh kiếm của Dương Diệp, làm cho kiếm của Dương Diệp rung động kịch liệt. Rằng có một cái chớp mắt, một đám hỏa diễm theo cánh tay của Dương Diệp đi tới trên kiếm. Ầm, ở trong ánh mắt vô số người, Thiên Sư bị chấn bay ra ngoài. Ly hỏa, Dương Diệp đang muốn thừa thắng xông lên, nhưng ngay lúc này, sắc mặt hắn biến đổi, bởi vì ở trước mặt hắn, một đạo hàn mang hung ác chạm tới. Nhanh, thật nhanh. Đây là cảm giác của Dương Diệp. Dương Diệp bản năng chém một kiếm này rơi xuống, trực tiếp chém vào trên đạo hàn mang phía, nhưng lực lượng cường đại trong hàn mang kia chấn cánh tay phải của hắn quặn đau, bất quá sự tình còn chưa kết thúc, ở sau đạo hàn mang kia, còn có 9 đạo đao khí. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, đây là 9 đạo đao khí. 9 đạo đao khí dùng góc độ bất đồng bay thẳng đến toàn thân hắn, góc độ hết sức xảo trá. Tốc độ thật nhanh, nhanh đến Dương Diệp căn bản không cách nào trốn tránh. Rầm 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 rầm. Trong tràng, từng tiếng nổ không ngừng vang lên, Dương Diệp bị chấn đến mấy ngàn trượng. Nhưng hắn vừa dừng lại, một hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, thoáng qua, một thanh trường đao bay thẳng đến đầu hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải có chút xoay tròn, trở tay đâm ra một kiếm. Mà khi hắn xuất kiếm, một đạo hư ảnh quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn. Sau khi nhìn kỹ, sẽ phát hiện đây chính là một trong 10 người kia của bất tử tộc, người này đưa lưng về phía Dương Diệp, hai tay nắm trường đao đâm về sau một cái. Một nhát này, trực chỉ sau lưng Dương Diệp. Ầm, một đao ở đỉnh đầu Dương Diệp kia, hắn phòng vệ được. Nhưng một đao ở phía sau kia, lại đâm vào trên lưng hắn, bất quá hồng mông giáp ở thời khắc này xuất hiện. Nhưng trường đao phía sau hắn trực tiếp đâm thủng hồng mông giáp. Xuy. Đao đâm vào trong da Dương Diệp, nếu lại tiến nửa tấc, một đao kia có thể chấn nát ngũ tạng của Dương Diệp. Bất quá thời điểm đao đâm vào, một cỗ sát ý cùng kiếm ý từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Ầm, hai cường giả thần bí biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp lui về phía sau ngàn trượng, mà hai người vừa rồi vây công hắn kia, đã về tới tại chỗ, thật giống như chưa bao giờ xuất thủ qua. Tại chỗ, khóe miệng Dương Diệp chậm rãi tràn ra máu tươi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt cường giả bách tộc trắng bệch. Cho dù là An Nam Tĩnh, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Thực lực của 10 người kia, vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía 10 người kia, lúc này Thiên Sư đột nhiên nói. Không thể không nói, người xác thực có tài. Đáng tiếc, người cũng biết bọn hắn là người phương nào. Vong linh tử thị, 10 người bọn hắn. Là chiến sĩ tinh nhuệ của bất tử tộc ta, mỗi một người, đều từ trong vô số xác chết bỏ ra. Nghe nói Dương Diệp ngươi giết cũng thật nhiều, bất quá so với bọn hắn, ngươi giết người, căn bản không đáng giá nhắc tới. Xa xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, Thiên Tú không có lừa hắn, thực lực của 10 người này thật rất mạnh mẽ. Bất quá cái này cũng bình thường, bất tử tộc dù sao cũng là một đại tộc, truyền thừa nhiều năm như vậy, trong tộc có cường giả loại này, rất bình thường. Mà bây giờ, có một nan đề bày ở trước mặt hắn. Dương Diệp hắn, nhất định phải giải quyết 10 người này,
bằng không thì đám người Viên lão căn bản không có cách tiến vào truyền tống môn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua truyền tống môn, chỗ đó, tộc nhân của bất tử tộc đã tiến vào 1/3, tối đa lại qua một canh giờ, những người kia của bất tử tộc sẽ toàn bộ tiến vào bên trong, đến lúc đó, cường giả bất tử tộc không còn lo âu về sau, khi đó cường giả bất tử tộc vô cùng có khả năng đóng cửa truyền tống trận, sau đó toàn lực đối phó đại thiên vũ trụ. Giải quyết 10 người này. Tay trái Dương Diệp hơi động, kiếm linh xuất hiện, mà ở trong tay phải là kiếm thủ. Song kiếm. Rầm rầm. Hai cỗ ý cảnh kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, mà giờ khắc này, khí tức của Dương Diệp cũng trong nháy mắt tăng lên. Kiếm ý, sát ý. Sát ý cùng kiếm ý vô cùng vô tận tràn ngập vô tận hắc động. Tại chỗ, Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh. Giúp ta. Thanh âm rơi xuống, chân phải hắn đạp mạnh, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới. Ông! Một tiếng kiếm reo ầm ầm vang vọng. Chấn động thiên địa, ở sau lưng Dương Diệp, hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi đóng lại, sau một khắc, phần thiên chi nộ hóa thành một áng lửa kích bắn đi. Rầm rầm! Trong tràng, cả vô tận hắc động rung động kịch liệt, giống như địa chấn. Mà thời điểm Dương Diệp động thủ, trong 10 vong linh tử thị, một vong linh tử thị đột nhiên bước ra một bước, hai tay nắm trường đao mãnh liệt bổ xuống. Một đao rơi xuống. Xuy. Một đạo đao khí sáng như tuyết phá không, đao khí cường đại làm cho không gian phương viên mấy vạn trượng hư ảo. Một đao chi uy. Không chung, Dương Diệp song kiếm hợp nhất, sau đó mãnh liệt chém xuống. Ầm. Hai kiếm vừa rơi xuống, đao khí của tử linh tử thị kia bị phân thành hai, thời điểm đao khí bị tách ra. Một đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt Dương Diệp, ngay sau đó, một thanh trường đao mãnh liệt chém xuống. Đối mặt một đao kia, Dương Diệp không có lựa chọn né tránh, mà là chính diện chống đỡ. Trên thân kiếm đột nhiên xuất hiện hỏa diễm nhàn nhạt, hỏa diễm lập tức bao trùm hai chuôi kiếm, sau một khắc, hai tay Dương Diệp hợp nhất. Ầm. Trong không trung, một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, hai nhân ảnh té bay ra ngoài. Đúng là Dương Diệp cùng vong linh tử thị kia. Bất quá lúc này đây, Dương Diệp rất nhanh đã ngừng lại, sau đó lần nữa bổ xuống. Xuy. Một đạo kiếm khí phá không, trực tiếp đánh về phía vong linh tử thị kia, bất quá ngay lúc này, một thanh trường đao đột nhiên từ bên cạnh điện xạ đến, trực tiếp đánh vào kiếm khí của Dương Diệp. Một vong linh tử thị khác xuất thủ. Ầm. Đạo kiếm khí kia của Dương Diệp nổ tung, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sầm mặt lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cách đó không xa, An Nam Tĩnh cũng đã bị hai vong linh tử thị cuốn lấy, đối mặt hai vong linh tử thị, mặc dù An Nam Tĩnh không có chiếm thượng phong, nhưng không có rơi xuống hạ phong. Rằng co, mà còn dư lại 6 vong linh tử thị cùng thiên sư thì một mực canh giữ ở 4 phía tộc nhân bất tử tộc, hiển nhiên, nguyên nhân bọn hắn không ra tay là sợ có người đột nhiên công kích những tộc nhân kia của bất tử tộc. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía hai vong linh tử thị kia, hai tay của hắn nắm chặt kiếm trong tay, hai người này không ra tay, hiển nhiên là đang chờ tộc nhân của bất tử tộc toàn bộ rút lui. Mà Dương Diệp hắn, phải ở trước khi người bất tử tộc rút lui hết, để cho đám người Viên lão tiến vào truyền tống môn. Hắn càng gấp hơn, không thể kéo dài. Dương Diệp nhìn hai chuôi kiếm trong tay, sau một khắc, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Ly hỏa tiền bối. Ta hy vọng bản tôn ngươi ra tay giúp đỡ ta. Kiếm vực. Tự nhiên là không thể dùng kiếm vực. Dùng kiếm vực, hắn có nắm chắc đánh chết một người, nhưng trả giá cũng không phải hắn bây giờ có thể thừa nhận. Nơi đây có 10 vong linh tử thị, còn có thiên sư. Yên lặng một cái chớp mắt, thanh âm của ly hỏa đột nhiên vang lên. Toàn bộ lực lượng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Toàn bộ lực lượng. Im lặng một tức, ly hỏa lại nói. Thân thể ngươi gánh không được. Dương Diệp hít sâu một hơi. Gánh không được cũng phải gánh. Bảo Hồng Mông Tháp bảo vệ thân thể cùng thần hồn của ngươi. Lúc này, ly hỏa đột nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau một khắc, một đạo kim quang bao phủ Dương Diệp. Sau một khắc, ầm, một ngọn lửa đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp vọt ra, hỏa diễm này trực tiếp bao phủ toàn thân Dương Diệp lập tức biến thành một hỏa nhân. Mà sau khi ly hỏa xuất hiện, độ ấm cả thiên địa lập tức nóng lên, không chỉ cực nóng, không gian chung quanh càng hư ảo. Đột nhiên, xoẹt xẹt xoẹt xẹt,
không gian xung quanh Dương Diệp bắt đầu cháy rừng rực. Ly hỏa mạnh, đủ để đốt cháy cả đại thiên vũ trụ. Thời điểm ly hỏa xuất hiện, thần sắc của thiên sư ngưng trọng lên. Giờ khắc này, cho dù là hắn cũng cảm thụ được nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Giết! Ngay lúc này, chân phải Dương Diệp đột nhiên nhẹ nhàng đạp. Suy! Dưới chân Dương Diệp, không gian hóa thành hư vô, thoáng qua, một đạo hỏa diễm lóe lên. Cẩn thận! Thiên sư trầm giọng nói. Lúc này, một vong linh tử thị di động. Một đạo tàn ảnh lấp lóe. Trong hư không, một cỗ sóng khí kinh khủng chấn động ra, ở trong mắt của tất cả mọi người, một đạo hắc ảnh trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài. Trên hắc ảnh kia tản ra ngọn lửa nhàn nhạt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt thiên sư lập tức thay đổi. Thân hình lóe lên, đi thẳng tới trước mặt của vong linh tử thị, tay phải chúi xuống. Vô số khí lưu màu đen từ trong lòng bàn tay hắn đổ xuống, nhưng những khí lưu màu đen này còn chưa tới gần vong linh tử thị đã hóa thành hư vô. Đồng tử thiên sư co rụt lại, hắn thu tay về, sau đó nói. Không cứu được. Vong linh tử thị khẽ gật đầu, sau một khắc, quanh người nó lại xuất hiện một ngọn lửa. Đốt hồn. Sau khi đốt hồn, khí tức của vong linh tử thị này lập tức tăng vọt, so với trước đó mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Sau một khắc, vong linh tử thị trực tiếp nắm trường đao trong tay hung ác bổ về phía Dương Diệp. Răng rắc. Trong chốc lát, không gian lập tức rạn nứt ra. Đốt hồn nhất kích. Cách đó không xa, theo một tiếng nổ vang lên, cả người Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài mấy vạn trượng. Hai chân vừa rơi xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cùng lúc đó, thân thể của hắn ở thời khắc này rạn nứt, vô số máu tươi không ngừng tràn ra. Bất quá rất nhanh, thương thế của hắn ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, đang dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Tuy Dương Diệp bị một kích này trọng thương, nhưng vong linh tử thị đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Giờ phút này, Dương Diệp mới chính thức cảm nhận được thiên tú lúc trước nói, rất mạnh. Những vong linh tử thị này, không chỉ mạnh, còn không sợ chết. Lúc trước vong linh tử thị bị ly hỏa đánh trúng, nhưng hắn có thể cảm nhận được, đối phương căn bản không có sợ hãi chút nào. Đối mặt cái chết, không hề sợ hãi. Dương Diệp nhìn thoáng qua chín vong linh tử thị cách đó không xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nhưng đúng lúc này, xa xa, năm vong linh tử thị đột nhiên bước ra một bước, sau đó đồng thời rút đao chém. Xuy 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 xuy. Mọi người còn chưa nhìn rõ ràng chuyện gì xảy ra, Dương Diệp đã bị chấn bay ra ngoài. Lúc này, năm người kia lần nữa bước ra một bước, sau đó lại rút đao chém. Xuy. Năm đao chém ra, nhưng chỉ có một đạo đao khí. Đao khí nhỏ như lông trâu. Xa xa, hai mắt Dương Diệp híp lại, trong mắt hiện lên lệ khí, thân hình lóe lên, hai tay nắm kiếm thủ cùng kiếm linh mãnh liệt bổ xuống. Xuy. Một cỗ sóng nhiệt từ trong hai chuôi kiếm chấn động ra, trong nháy mắt, không gian trước mặt hắn biến thành biển lửa. Mà lúc này, đao khí của năm vong linh tử thị đã tới trong biển lửa. Vừa tiếp xúc ly hỏa, đao khí liền hư ảo. Nhưng sợi đao khí kia cũng cực kỳ cường đại. Ở trong nháy mắt hư ảo đó trực tiếp cắt ra biển lửa của Dương Diệp. Bất quá sợi đao khí này còn chưa đạt tới trước mặt Dương Diệp đã bị đốt cháy thành hư vô. Ông! Lúc này trong biển lửa, một tiếng kiếm reo vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang bay thẳng đến năm người kia. Xa xa, năm vong linh tử thị đột nhiên đứng thành một đường thẳng. Đao di chuyển. Ầm 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 ầm. Ở trong hư không, năm trường đao hư ảo hiển hiện, thoáng qua. Năm trường đao đột nhiên chém xuống. Xuy 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 xuy. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ đất trời bị cắt ra, lực lượng cường đại cắt biển lửa của Dương Diệp thành mảnh vụn, bất quá tuy năm trường đao cắt biển lửa của Dương Diệp, nhưng chúng cũng bị ly hỏa đốt cháy thành hư vô. Ly hỏa. Trong thiên địa, ngoại trừ mấy thần vật đồng cấp bậc, không có vật nó không thể đốt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của thiên sư lần nữa trầm xuống. Dương Diệp này sử dụng lửa kia, cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá Dương Diệp hiển nhiên cũng không làm gì được năm vong linh tử thị. Năm vong linh tử thị kia hợp lực có thể phá ly hỏa của hắn, tuy không đả thương được hắn, nhưng hắn đồng dạng không đả thương được năm vong linh tử thị. Ai cũng không làm gì được ai. Mà giờ khắc này, người bất tử tộc đã có một nửa tiến vào truyền tống môn. Không thể kéo được nữa.
Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, người kia khẽ gật đầu, sau một khắc, hai người xuất hiện ở bên nhau, thoáng qua, hai người đồng thời biến mất, mà thời điểm hai người biến mất, năm vong linh tử thị đồng thời bước ra một bước, thoáng qua, năm người rút đao chém. Đồng thời xuất đao, đồng thời rơi xuống. Ầm. Ở dưới vô số người nhìn chăm chú, không gian xung quanh đám người Dương Diệp nổ tung, vô số kiếm khí cùng với đao khí văng khắp nơi, lực lượng cường đại làm cho cả vô tận hắc động sôi trào. Lùi lại. Trong tràng, huyền giả bách tộc điên cuồng lùi lại. Mà một bên, thần sắc đám người Viên Lão cực kỳ ngưng trọng. Thực lực của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, này tự nhiên là không cần phải nói, hai người đều là thiên túng kỳ tài, thực lực cao không lường được, trong thiên địa ít có đối thủ. Mà giờ khắc này, hai người đều bị chín vong linh tử thị của bất tử tộc ngăn trở. Tuy hai người không có ở hạ phong, nhưng tiếp tục như thế, đối với bọn họ hết sức bất lợi. Trầm mặc một cái chớp mắt, Viên Lão nhìn về phía yêu ma, người kia khế gật đầu, thân hình run lên, hóa thành một đạo hắc quang vào tới chín vong linh tử thị, nhưng hắn còn chưa tới gần chiến trường, thiên sư liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tự tìm cái chết, yêu ma hét giận dữ, nâng lên một chảo đập về phía thiên sư. Người kia tuyệt không sợ yêu ma, thân hình run lên, trong chốc lát, một cỗ lực lượng cường đại bay thẳng đến yêu ma. Rầm rầm, trong hư không, lập tức truyền đến từng tiếng ầm ầm. Nhìn một màn kia, sắc mặt Viên Lão âm trầm như trước. Bởi vì tuy thực lực của yêu ma cường đại, nhưng thiên sư tựa hồ cường đại hơn. Tu li yêu ma không đến mức bị thua, nhưng hắn không làm gì được thiên sư. Ánh mắt Viên Lão chuyển qua cánh cổng ánh sáng, chỗ đó còn có hai vong linh tử thị, hai vong linh tử thị này thủ ở nơi chi đó. Ta tới. Lúc này thiên nữ đột nhiên nói. Nói xong, thiên nữ muốn ra tay, nhưng Viên Lão lắc đầu. Không được. Thiên nữ nhìn về phía Viên Lão, Viên Lão nói khẽ. Coi như các người đi, cũng không làm gì được hai người kia, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh cách đó không xa, chỗ đó chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Giờ phút này Dương Diệp và An Nam Tĩnh đối mặt bảy vong linh tử thị. Bảy vong linh tử thị liên thủ, cho dù là Dương Diệp và An Nam Tĩnh cũng có chút bất đắc dĩ. Bất tử tộc để cho 10 người kia thủ ở chỗ này, hiển nhiên là đối với 10 người này có lòng tin cực lớn. Thật sự khó giải sao? Viên Lão nhíu mày, nói khẽ. Ngay lúc này, ở trong hư không đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng cường đại, cực kỳ mạnh mẽ, để cho tất cả cường giả đều trở nên động dung. Tất cả cường giả đều phải phân tán một chút lực chú ý đến trên luồng sức mạnh kia, rất nhanh, cỗ lực lượng này đến trong sân, sắc mặt thiên sư đại biến, bởi vì mục tiêu của cỗ lực lượng này, dĩ nhiên là bảy vong linh tử thị của bất tử tộc. Không phải là người bất tử tộc. Cỗ lực lượng này trực tiếp bao phủ bảy vong linh tử thị, lực lượng cường đại tăng thêm lực lượng của Dương Diệp và An Nam Tĩnh, liền chấn bảy vong linh tử thị kia đến bên ngoài mấy vạn trượng. Trong chàng ở thời khắc này trực tiếp yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía người xuất thủ, rất nhanh, chỗ đó xuất hiện một trung niên. Võ thần. Người tới, đúng là võ thần đời trước của Đại Thiên Vũ Trụ. Nhìn thấy võ thần, Dương Diệp nhíu mày, có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới võ thần sẽ xuất hiện vào lúc này, càng không nghĩ tới, đối phương sẽ ra tay giúp đỡ. Ở trong ấn tượng của hắn, võ thần này là loại không màn thế sự. Võ thần đi tới trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó cười nói. Hai người rất lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn đạt đến loại trình độ này. Không hổ là hai tân tinh của Đại Thiên Vũ Trụ ta. Dương Diệp có chút khó hiểu. Tiền bối. Võ thần nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có biết vì sao lúc trước phụ thân ngươi thay ta tiếp quản võ đế học viện không? Dương Diệp lắc đầu. Võ thần cười nói. Ta cùng hắn có một ước định, thời khắc mấu chốt tương trợ ngươi một lần. Đương nhiên, nếu như ngươi không cần tương trợ, cũng được, sau này giúp đỡ ngươi cũng được. Dương vô địch. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, lại là nam tử này vì hắn, thật sự là làm rất nhiều. Lúc này võ thần kia nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lại nói. Người ta muốn gặp cũng đã nhìn thấy, ở lại chỗ này. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiền bối cũng muốn đi rồi sao? Dương Diệp nói. Võ thần nhẹ gật đầu. Cần phải đi.
Từ truyền tống môn kia. Dương Diệp hỏi. Truyền tống môn. Võ Thần cười nói. Ngươi biết Tiêu Dao Tử là đi như thế nào không? Dương Diệp lắc đầu. Võ Thần ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Hắn là một đường xé rách hư không đi, sử dụng kiếm cứng rắn xé không gian của đại thiên vũ trụ, sau đó tiến vào trong vũ trụ mờ mịt không biết. Đơn giản như vậy. Dương Diệp nhíu mày, xé rách hư không, hắn cũng có thể làm được. Đơn giản. Võ Thần khẽ nở nụ cười. Xé rách một chỗ không gian, đương nhiên đơn giản. Nhưng hắn xé không phải là một chỗ không gian, hắn là xé tất cả không gian ngăn cản ở trước mặt hắn. Từ đại thiên vũ trụ đến vũ trụ của thủy nguyên tộc, xa bao nhiêu? Ta không biết, ta chỉ biết là, hắn có thể sẽ cứng rắn dùng kiếm mở ra một con đường đi thông vũ trụ của thủy nguyên tộc. Dương Diệp. Truyền tống trận, là một con đường tắt đi thông thủy nguyên tộc. Nhưng Tiêu Dao Tử hiển nhiên không muốn đi con đường tắt này, hắn dùng phương pháp trực tiếp nhất, chính là cứng rắn bổ ra một con đường. Về phần hắn có thể đi đến vũ trụ của thủy nguyên tộc hay không, thì không phải ngoại nhân có thể biết rồi. Lúc này, võ thần kia đột nhiên nói. Các ngươi đi đi, nơi đây giao cho ta đối phó. Dương Diệp kinh ngạc nói. Một mình tiền bối. Võ thần nhìn thoáng qua Dương Diệp, lạnh nhạt nói, không được sao. Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Được, đương nhiên được, tiền bối cố lên. Nói xong, Dương Diệp quay người nhìn về phía An Nam Tĩnh, sau đó thân hình hai người run lên, biến mất ở xa xa. Mà thời điểm hai người biến mất, bảy vong linh tử thị muốn động thủ, nhưng lúc này, võ thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bảy vong linh tử thị, sau một khắc, hai tay mãnh liệt chấn động. Bảy người kia bị đẩy lui gần vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của thiên sư co rụt lại, trung niên đột nhiên xuất hiện kia, thực lực cực kỳ mạnh mẽ a. Trầm mặc một cái chớp mắt, thiên sư nhìn về phía vong linh tử thị. Không nên nương tay. Vừa nói, thân hình hắn lóe lên, đi tới chỗ cánh cổng ánh sáng. Mà giờ khắc này, Dương Diệp và An Nam Tĩnh đã mang theo mọi người đi tới nơi đây. Ở trước mặt đám người Dương Diệp, là thiên sư cùng hai vong linh tử thị. Muốn đi vào. Thiên sư gằn giọng nói. Khả năng sao? An Nam Tĩnh muốn ra tay, nhưng Dương Diệp lắc đầu, sau đó kiếm chỉ người bất tử tộc cách đó không xa. Ngươi ngăn cản ta, ta ngăn bọn hắn. Thanh âm rơi xuống, hắn đã xuất hiện ở trước tộc nhân của bất tử tộc, kiếm ý cùng sát ý cường đại bao phủ đám người bất tử tộc kia. Lớn mật! Thiên sư gầm lên giận dữ, muốn ra tay, nhưng một cây trường thương bay thẳng đến hắn. Theo một tiếng nổ vang, thiên sư bị đẩy lui mấy trăm trượng, ở trước mặt hắn là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhàn nhạt nhìn thiên sư, trong tay nàng, phần thiên chi nộ tản ra ngọn lửa hừng hực. Mà một bên, kiếm ý sát ý của Dương Diệp còn chưa tới gần đám người bất tử tộc đã bị hai vệt ánh sáng lạnh lẽo ngăn cản. Hai vong linh tử thị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn hai vong linh tử thị kia, sau đó hắn nhìn về phía đám người viên lão. Các ngươi đi vào. Giờ phút này, Dương Diệp đã hóa bị động thành chủ động. Hiện tại không phải là hắn kiềm chế cường giả bất tử tộc, mà là cường giả bất tử tộc kiềm chế bọn hắn. Viên lão hiển nhiên cũng hiểu rõ vấn đề này, hắn nhẹ gật đầu, muốn dẫn mọi người tiến vào cổng ánh sáng, giống như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn Dương Diệp có chút thi lễ. Ân tình hôm nay, thiên cơ suốt đời không quên, lão hủ ở bên kia chờ tiểu hữu. Nói xong, hắn quay người thân hình run lên, trực tiếp tiến vào trong quang môn. Cách đó không xa, hai vong linh tử thị muốn động thủ, nhưng kiếm ý của Dương Diệp liền bao phủ về phía người bất tử tộc. Điều này làm cho hai vong linh tử thị kia không thể không buông tha đám người viên lão, sau đó phòng bị nhìn về phía Dương Diệp. Viên lão thuận lợi tiến vào truyền tống môn, mà thân nhân của đám người Tần Xuyên cũng liên tiếp tiến vào, rất nhanh, trong chàng chỉ còn lại đám người U Minh Chư Nữ, còn có A-man cùng với Tư Đồ Thính Vân. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Nhanh đi vào. Thiên nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, nói khẽ. Chúng ta ở bên kia chờ ngươi, nhất định phải tới. Nói xong, nàng quay người tiến vào trong đó. A-man cũng đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Ta muốn lưu lại giúp ngươi, chúng ta đều muốn, nhưng chúng ta biết, chúng ta lưu lại chỉ làm liên lụy ngươi. Ngươi, nhất định phải tới. Nói xong, nàng không nói gì, trực tiếp quay người tiến vào truyền tống môn. Rất nhanh,
trong chàng chỉ còn lại có yêu ma. Dương Diệp nói khẽ. Mặc dù thực lực của bọn hắn không thấp, nhưng không phải đặc biệt mạnh, đi bên kia, kính xin yêu ma tiền bối chiếu cố một chút. Yêu ma nhẹ gật đầu. Lúc này đây, ta thiếu ngươi một nhân tình, sự tình bằng hữu của ngươi, ta sẽ chiếu cố, tiểu tử ngươi bảo trọng. Nói xong, yêu ma cũng tiến vào truyền tống môn. Trong chàng, chỉ còn lại có những huyền giả của Đại Thiên Vũ Trụ. Mà những người này, đều đang nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người một tiểu cô nương cách đó không xa, cô bé kia, đúng là thiên tộc tộc trưởng Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng ở trong danh sách hảo hữu của hắn, nhưng Tiểu Thất không có lựa chọn đi cùng đám người Viên Lão. Dương Diệp nhìn Tiểu Thất nói. Đi. Tiểu Thất đi tới trước mặt Dương Diệp. Ta, tộc nhân ta. Dương Diệp vuốt đầu của Tiểu Thất, nói khẽ. Đi, có thể mang đi bao nhiêu liền mang đi bao nhiêu. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nhìn một chút, trong mắt nàng nước mắt bất chi bất giác chảy xuống. Bất quá rất nhanh, nàng lau nước mắt trên mặt, sau đó nhìn về phía tộc nhân sau lưng. Đi, đi mau. Những người thiên tộc kia tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhao nhao chạy tới. Trước mặt Dương Diệp, Tiểu Thất nói khẽ. Ngươi, ngươi nhất định sẽ tới, đúng không? Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói. Có lẽ vậy, đừng nói nữa, mau vào đi. Sau khi đi vào, đi theo đám người Viên Lão. Những tộc nhân kia, quản cũng không quản ngươi chạy trước, ta không tin bọn hắn, đi theo đám người Viên Lão, bọn hắn sẽ bảo vệ ngươi, nếu như ngươi thật sự không bỏ xuống được tộc nhân, vậy để cho Viên Lão hỗ trợ quản lý bọn hắn, hiểu chưa? Tiểu Thất nhẹ gật đầu. Đã minh bạch, ta ở bên kia chờ ngươi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Dương Diệp, sau đó xoay người tiến vào truyền tống môn. Ngươi, đi càng ngày càng nhiều. Mà trong lúc này, người của bất tử tộc cũng đang tiến vào bên trong, bất kể là người của Dương Diệp hay người bất tử tộc, cũng đã đi 7-8 phần. Mà trong chàng, còn thừa lại vô số huyền giả của Đại Thiên Vũ Trụ. Dương Diệp nhìn về phía những người kia, trong mắt những người kia tràn đầy cầu xin, không có Dương Diệp lên tiếng, những người này căn bản không dám động. Bởi vì cường giả của bất tử tộc ở không xa, khẽ động, khả năng sẽ chết. Thực lực của vong linh tử thị kia, trong chàng không có người không kiêng kỵ. Nhìn những người bách tộc kia, Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Vào đi thôi. Đa tạ. Trong chốc lát, vô số người nhìn Dương Diệp thi lễ. Ngay sau đó, những người này giống như điên lao về phía truyền tống môn. Ngay lúc này, một cổ khí thế cường đại đột nhiên xuất hiện ở trong chàng, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một đám người chạy về phía này, cầm đầu đúng là thần tộc tộc trưởng Thích Thiên. Mà sau lưng Thích Thiên, là tộc nhân thần tộc, bất quá Dương Diệp không nhìn thấy Đinh Thược Dược cùng với chí nữ. Thích Thiên nhìn thoáng qua trong chàng, sau đó nói. Đi vào. Sau lưng, những người thần tộc kia muốn xông vào. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên thu hồi tất cả sát ý cùng kiếm ý, mà An Nam Tĩnh cũng trở về bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Sư, sau đó nói. Những người này, không có quan hệ gì tới ta. Vừa nói, hắn cùng với An Nam Tĩnh lui đến cách đó không xa. Mà giờ khắc này, thần sắc của Thích Thiên có chút khó coi. Bởi vì hai vong linh tử thị của bất tử tộc chắn ở chỗ cánh cổng ánh sáng, mấy cường giả thần tộc tiến lên, trực tiếp bị hai vong linh tử thị này chém đầu. Thích Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp lạnh nhạt nói. Thế nào, muốn cắn ta? Dương Diệp. Trong mắt Thích Thiên lóe lên sát ý, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên kiếm chỉ Thích Thiên. Ngươi tốt nhất im miệng cho ta, ở trước mặt lão tử chít chít méo mó, ngươi tin không cần bất tử tộc ra tay. Lão tử trước tiêu diệt thần tộc ngươi hay không? Sắc mặt Thích Thiên cực kỳ âm trầm, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Sư cách đó không xa. Các hạ, ta cùng với bất tử tộc từng có ước định. Thiên Sư lạnh nhạt nói. Bất tử tộc và thần tộc ngươi ước định, chẳng qua là không diệt thần tộc ngươi, lại không nói để cho thần tộc ngươi tiến vào truyền tống môn. Đương nhiên, ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi giết Dương Diệp kia. Ta liền cho phép thần tộc ngươi tiến vào bên trong, như thế nào? Mượn đao giết người. Sắc mặt Thích Thiên càng thêm khó coi. Mà cách đó không xa, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Thích Thiên, muốn tới thử xem không? Hai tay Thích Thiên nắm chắc, thần sắc âm trầm đáng sợ.
Tuyệt cảnh. Giờ khắc này, người thần tộc bị ép vào tuyệt cảnh. Giết bất tử tộc. Thần tộc hiển nhiên đánh không lại. Giết Dương Diệp. Dương Diệp có thể bức bất tử tộc đến loại này tình cảnh, cái này đã chứng minh thực lực bên Dương Diệp. Nếu như đối phó Dương Diệp, thực lực bên Dương Diệp vẫn có thể diệt thần tộc. Hiện tại chính là, thần tộc trong ngoài không ai ưa. Tự gây nghiệt. Lúc này, An Nam Tĩnh ở cách đó không xa đột nhiên nói. Nguyên bản, thần tộc và Dương Diệp quan hệ vô cùng tốt. Nhưng thần tộc cuối cùng lựa chọn làm địch nhân của Dương Diệp. Nếu như lúc trước thần tộc không làm như vậy, hôm nay Dương Diệp nói một câu, có thể làm cho vô số người của thần tộc sống sót. Thích Thiên không có thực lực để cho cường giả bất tử tộc thỏa hiệp, nhưng Dương Diệp có thực lực này. Trong tràng, người thần tộc đang nhìn Thích Thiên, chờ Thích Thiên quyết định. Cuối cùng, Thích Thiên nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, sự tình lúc trước, là thần tộc ta không phải, hy vọng. Dương Diệp khoát tay áo. Thích Thiên tộc trưởng, đã đến loại tình trạng hôm nay, mọi người cũng không dễ dàng, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ta nguyện ý giúp huyền giả bách tộc. Nhưng đối với thần tộc ngươi, thật có lỗi, thần tộc ngươi sinh tử, cùng Dương Diệp ta có quan hệ gì? Vô tình. Không. Dương Diệp một chút cũng không cảm thấy mình vô tình, bởi vì hắn có thể 100% xác định, nếu như Thích Thiên này có năng lực giết hắn, đối phương tuyệt đối sẽ ra tay giết hắn, sau đó đổi lấy cơ hội tiến vào truyền tống môn. Còn nữa, Dương Diệp hắn thù rất dai. Có ân với hắn, Dương Diệp hắn cả đời sẽ không quên, hại qua hắn, Dương Diệp hắn đồng dạng sẽ không quên. Cách đó không xa, Thích Thiên hít sâu một hơi, sau đó nói. Dương Diệp, xin nể tình thực dược. Dương Diệp lần nữa cắt đứt lời của Thích Thiên. Nàng lựa chọn thần tộc. Nói đến đây, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Nếu như nàng lựa chọn ta, coi như Dương Diệp ta không cần cái mạng này, cũng sẽ để cho nàng và thần tộc vô sự. Đương nhiên, nàng đã từng trợ giúp qua ta, nếu như nàng ở đây, ta sẽ trả lại ân tình cho nàng, nhưng cái này cùng thần tộc không có nửa điểm quan hệ. Lúc này, Thiên Sư đột nhiên nói. Tộc nhân ta sắp tiến vào hết, một khi truyền tống trận đóng cửa, thần tộc phải chôn theo đại thiên vũ trụ này. Nghe vậy, thần sắc của Thích Thiên khó coi không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Trong tràng đột nhiên có chút yên tĩnh trở lại. Đều đang đợi quyết định của Thích Thiên. Mà giờ khắc này, bất kể là bên Dương Diệp hay bất tử tộc, đều không sợ thần tộc. Có thể nói, thời khắc này thần tộc chính là tử cục, tử cục. Chân chính. Ngay lúc này, Thích Thiên đột nhiên nhìn về phía thiên sư của bất tử tộc. Dương Diệp này, trời sinh tính cuồng ngạo, làm người càng thủ đoạn độc ác, nhưng chỉ cần người khác không chọc hắn, hắn sẽ không chủ động đi hại ai. Nhưng bất tử tộc ngươi, xem bách tộc cùng thần tộc ta như kiến hôi, ở trong mắt các ngươi, giết chúng ta là thiên kinh địa nghĩa. Nếu như ta nghe ngươi nói, coi như giết Dương Diệp, bất tử tộc người cũng sẽ không bỏ qua thần tộc ta. Nói đến đây, hai mắt Thích Thiên chậm rãi đóng lại. Một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Thích Thiên cuồn cuộn quét ra, cỗ khí thế này tựa như phong bạo thổi quét về bốn phía, suy suy suy. Không gian lập tức sôi trào lên. Cách đó không xa, hai mắt thiên sư híp lại, hai tay chậm rãi nắm chặt. Thần tộc thần tướng. Ngay lúc này, Thích Thiên đột nhiên gầm lên giận dữ. Rất nhanh, 10 cường giả thần tộc mặc hắc bào cùng 10 cường giả mặc áo xê trắng xuất hiện ở bên cạnh Thích Thiên. Thoáng qua, khí tức trong cơ thể 10 người này điên cuồng bạo tăng. Người thần tộc đi. Trong tê càng, Thích Thiên đột nhiên gầm lên giận dữ, sau một khắc, cùng 20 tên cường giả thần tộc ở sau lưng bụng trực tiếp bành trướng lên. Thoáng qua, dùng Thích Thiên cầm đầu, 21 người bay thẳng đến trước mặt thiên sư cùng với 9 vong linh tử thị. Cách thiên sư cùng vong linh tử thị còn có 100 trượng, dùng Thích Thiên cầm đầu, 21 người thân thể đột nhiên nổ tung, trong chốc lát, 21 cỗ lực lượng kinh khủng giống như vỡ đê bao phủ thiên sư cùng 9 vong linh tử thị lại. Đi. Lúc này, trong thần tộc có người đột nhiên giống một câu. Trong chốc lát, vô số người thần tộc nhìn theo phương hướng của đám người Thích Thiên bái một cái, sau đó lao về phía truyền tống môn. Cách đó không xa, Dương Diệp nhìn thoáng qua những người thần tộc kia, sau đó nhìn về phía đám người Thích Thiên. Giờ phút này nơi đó, đã một màu đen kịt, trong không gian đen nhánh, không ngừng có tiếng nổ vang lên. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một phút đồng hồ, mảnh không gian kia mới bình tĩnh trở lại.
Thiên sư cùng 9 vong linh tử thị vẫn ở chỗ cũ, nhưng 21 người Thích Thiên đã biến mất sạch sẽ. Tự bạo. Thần hồn câu diệt. Thích Thiên cùng cường giả thần tộc lợi dụng tự bạo, cứng rắn kéo 10 cường giả của bất tử tộc. Nhưng vẫn có người thần tộc không kịp hoàn toàn tiến vào truyền tống môn. Giờ phút này, thần sắc của Thiên sư cực kỳ tái nhợt, tuy hắn còn sống, nhưng Thích Thiên tự bạo làm cho hắn bị trọng thương chân chính. Thực lực của Thích Thiên so với hắn, cho dù có chênh lệch, cũng không kém bao nhiêu, mà Thích Thiên dùng tự bạo đến công kích hắn, hắn có thể sống sót đã vô cùng tốt. 9 vong linh tử thị phía sau hắn vấn đề ngược lại không lớn, mặc dù 20 tên thần tướng của thần tộc tự bạo, nhưng thực lực so với Thích Thiên vẫn kém không ít. Bởi vậy 9 vong linh tử thị bất quá chỉ bị chút vết thương nhẹ. Thiên sư lạnh lùng nhìn thoáng qua người thần tộc cách đó không xa vẫn còn lao về phía truyền tống môn. Tay phải vung lên, đang muốn hạ lệnh, lúc này võ thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thiên sư. Võ thần nhàn nhạt nhìn thoáng qua thiên sư. Thích Thiên này, coi như có tâm huyết, còn dư lại vài người thần tộc, lão phu làm chủ, để cho bọn hắn tiến vào. Thanh âm rơi xuống, một cỗ uy áp cường đại nghiền ép về phía đám người thiên sư. Thiên sư nhìn thoáng qua sau lưng, giờ phút này, toàn bộ người bất tử tộc đã tiến vào truyền tống môn. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng thiên sư nổi lên cười lạnh. Đi vào, sợ là hơi trễ. Võ thần nhíu mày, đúng lúc này, truyền tống môn đột nhiên mở đi. Trận pháp muốn biến mất. Nhìn thấy trận pháp muốn biến mất, những người còn lại lập tức điên cuồng, cả đám điên cuồng lao về phía truyền tống môn. Mà giờ khắc này, đám người thiên sư không có ngăn cản. Võ thần lạnh lùng nhìn thoáng qua thiên sư cùng cường giả bất tử tộc, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Cùng đi, cùng đi. Dương Diệp ngẩn người. Xác thực, hiện tại hắn và An Nam Tĩnh có thể đi theo võ thần từ truyền tống môn ly khai, mà nếu như bọn hắn muốn đi, đám người thiên sư căn bản ngăn không được, trừ khi đối phương lấy mạng tới ngăn. Nhưng Dương Diệp lắc đầu. Ta không đi. Võ thần nhíu mày. Vì sao? Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỗ đó là phương hướng hư linh đại lục. Thiên Tú đang ở chỗ này. Dương Diệp nói khẽ. Ta đã đáp ứng nàng, phải trở về. Nàng. Một bên, thiên sư lạnh lùng nói. Trận pháp biến mất, tộc trưởng đã rảnh tay, mà giờ khắc này, tộc trưởng hẳn đã tiến đến hư linh đại lục, lúc này đây, hư linh nữ kia hẳn phải chết. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Ta với ngươi chung một chỗ. Ngươi có thể đi. Dương Diệp nói. An Nam Tĩnh lắc đầu. Dương Diệp hít sâu một hơi. Vậy chúng ta đi. Nói xong, hắn cùng với An Nam Tĩnh quay người biến mất ở cuối chân trời. Cách đó không xa, võ thần khẽ gật đầu. Ngược lại hữu tình, bất quá đáng tiếc. Nói xong, hắn đi tới truyền tống môn. Giờ phút này truyền tống môn sắp triệt để đóng cửa. Đám người thiên sư cũng không có ngăn cản võ thần. Đối với bọn hắn mà nói, võ thần này ly khai là tốt nhất. Kể từ đó, bất tử tộc thiếu một địch nhân. Thực lực của võ thần này, có thể nói ở trong bất tử tộc, chỉ có tiểu lâu cùng tộc trưởng có thể đối phó, mà thời điểm võ thần muốn đi vào truyền tống môn, đột nhiên hắn ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không mịt mùng. Tinh không mênh mông, vô biên vô hạn. Nhìn vùng tinh không kia rất lâu, đột nhiên võ thần nở nụ cười, tiếng cười như sấm, xa xa truyền ra ngoài. Rất nhanh, thân hình võ thần đột nhiên run lên. Trực tiếp xé rách không gian trước mặt hắn biến mất ở trong tinh không mịt mờ này. Xé xé không gian. Võ thần kia cuối cùng không có lựa chọn vào truyền tống mơ côn, mà lựa chọn xé rách không gian. Trong tràng, thiên sư nhìn thoáng qua võ thần xé rách không gian, sau đó lạnh nhạt nói. Không biết sống chết, xé rách không gian tiến về thủy nguyên vũ trụ. Vũ trụ mênh mông, lớn biết bao, một cái sơ sẩy, mất phương hướng trong đó, chính là vạn kiếp bất phục. Thật sự là không biết sống chết. Xé rách không gian, có thể tiến hành không gian truyền tống. Rất nhiều cường giả đều có thể làm được điểm ấy, nhưng đó là tiến hành ở trong không gian đã biết, nhưng võ thần cùng Tiêu Giao Tử lựa chọn là không gian không biết, này giống như một con chuột đột nhiên nhảy xuống biển rộng, sau đó ở trong biển rộng mênh mông bơi tìm đường ra. Không biết sống chết. Lúc này, sắc mặt thiên sư đột nhiên biến đổi, hắn nhìn về phía vị trí truyền tống môn, nhíu mày. Vì sao mất đi liên hệ với quỷ sư? Thanh âm rơi xuống, hắn vội vàng lấy ra một tảng đá đen kịt,
hòn đá kia lập lòe ánh sáng, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Nhưng đúng lúc này, hòn đá kia đột nhiên lóe lên một cái, trong đó truyền ra một thanh âm yếu ớt. Có. Một chữ rơi xuống, trong viên đá không còn âm thanh. Thiên sư nhíu mày, trong mắt có vẻ lo âu. Một lát sau, hắn trầm giọng nói. Đi, đi hư linh đại lục, nhất định phải nhanh giải quyết đám người hư linh nữ. Nói xong, hắn cùng mọi người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mà ở giữa sân, còn có rất nhiều người không có tiến vào trong truyền tống trận. Những người này, có bách tộc, cũng có thần tộc, đều là vừa rồi chưa kịp tiến vào truyền tống môn. Những người này, sắc mặt như tro tàn, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nguội lạnh, hoàn toàn nguội lạnh. Giờ phút này, linh khí của đại thiên vũ trụ đã mỏng manh đến một loại tình trạng cơ hồ không có. Mà bọn hắn còn ở lại chỗ này, có thể nghĩ kết quả cuối cùng. Đột nhiên, một nam tử đứng dậy. Chư vị. Mọi người nhìn về phía nam tử kia, nam tử gần giọng nói. Là bất tử tộc bước chúng ta đến nước này, nếu như không phải bọn hắn, chúng ta sẽ không rơi vào cảnh hôm nay. Dù sao cũng chết, không bằng cùng bất tử tộc liều mạng, liều một người là một người, cũng tốt hơn chết từ từ. Vì Gia Môn, đi hư linh đại lục với ta, cùng Dương Diệp chung một chỗ giết người bất tử tộc. Thanh âm rơi xuống, thanh niên kia trực tiếp quay người biến mất ở chân trời xa xa. Đi. Lúc này, lại một người đứng ra. Nói đúng, dù sao cũng chết, không bằng kéo một người bất tử tộc chôn cùng, cùng lắm thì tự bảo, chết, lão tử cũng muốn kéo một bất tử tộc đệm lưng. Ha ha. Nói xong, người này quay người biến mất ở chân trời. Rất nhanh, trong tràng càng ngày càng nhiều người đứng ra, sau đó lao về phía hư linh đại lục. Chỉ chốc lát, vô tận hắc động trở nên trống rỗng. Chết. Ai cũng sợ chết. Không có người không sợ chết. Nhưng rất nhiều người vẫn có tâm huyết, hoặc bởi vì rất nhiều nguyên nhân làm cho tâm huyết này bị che giấu, nhưng thời điểm một người bị ép vào tuyệt cảnh, cũng chính là tất phải chết, một người, thời điểm hắn ngay cả chết cũng không sợ, chính là thời điểm cực kỳ có tâm huyết. Vô số người lao về phía hư linh đại lục, trong lòng những người này đều rất rõ ràng, nếu như bọn họ đi, chắc chắn phải chết. Nhưng bọn hắn vẫn đi. Hư linh đại lục. Thiên Tú cùng vong linh hư linh tộc vẫn còn cùng đại quân bất tử tộc giằng co. Đều đang đợi. Bất tử tộc đang đợi người bất tử tộc triệt để rời đi, sau đó tộc trưởng rảnh tay, Thiên Tú cũng đang chờ, chờ đám người Dương Diệp rời đi. Sốt cuộc. Một cỗ uy áp cường đại xuất hiện ở trên hư linh đại lục. Răng rắc răng rắc răng rắc. Giờ khắc này, cả hư linh đại lục bắt đầu sụp đổ, hết thảy bắt đầu hóa thành bụi bặm. Thiên Tú mở hai mắt ra. Tới rồi sao? Tuy là ban ngày, nhưng giờ phút này, cả hư linh đại lục một mảnh u ám. Mà sau khi cỗ lực lượng kia xuất hiện, cả hư linh đại lục trong thời gian thật ngắn triệt để vỡ nát, hóa thành một đám bụi trần. Thiên Tú cũng không có ngăn cản hư linh đại lục vỡ nát. Hư linh đại lục đã không có hư linh tộc, tồn tại hay không tồn tại, với nàng mà nói đều là giống nhau. Rất nhanh. Ở trong hư không kia, một trung niên mặc trường bào màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tiểu lâu. Trung niên mang mặt nạ, thấy không rõ dung mạo, tay trái thả lỏng phía sau, trong tay phải là một quyển sách. Trong hư không, người bất tử tộc nhìn trung niên cung kính thi lễ. Bái kiến tộc trưởng, bất tử tộc tộc trưởng. Trung niên tay cầm quyển sách trước mắt, chính là bất tử tộc tộc trưởng, Phong Nhất Hàn. Tên có chút thư sinh, nhưng chỉ có người quen biết hắn mới biết hắn đáng sợ. Phong Nhất Hàn quan sát Thiên Tú phía dưới một chút, sau đó nói khẽ. Hư linh nữ, xê đã lâu không gặp. Thiên Tú xuất hiện ở trước mặt Phong Nhất Hàn, nàng quan sát Phong Nhất Hàn một chút, sau đó nói. Xem ra ngươi khô kỳ phục không tệ. 89/10. Phong Nhất Hàn nói. Thiên Tú khẽ gật đầu. Vậy hôm nay chúng ta tới làm một cái chấm dứt đi. Phong Nhất Hàn trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Được. Hòa bình. Không tồn tại. Bất tử tộc cùng hư linh tộc là thù diệt tộc, thù này, là không thể nào hóa giải, trừ khi một bên chết sạch. Phong Nhất Hàn nhìn về phía tiểu lâu, người kia khẽ gật đầu, sau đó mang theo đại quân vọt về phía đại quân vong linh của hư linh tộc. Lúc này, tay phải Thiên Tú lật lại, một hạt châu xuất hiện ở trong tay nàng, sau một khắc, nàng bấm tay điểm ra, hạt châu chui vào trong đại quân vong linh. Trong chốc lát, khí tức toàn quân trong nháy mắt tăng vọt.
Thủy Nguyên tộc. Phong Nhất Hàn nói khẽ. Không nghĩ tới ngươi có thể từ trong tay Thủy Nguyên tộc lấy được thứ này, bất quá cũng phải, ngươi hôm nay một thân một mình, không có nỗi lo về sau, Thủy Nguyên tộc không thể không thỏa hiệp. Thiên Tú không nói gì, ở mi tâm nàng, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh chậm rãi chui ra, rất nhanh, Hoàng Tuyền Thiên Mệnh xuất hiện ở trong tay Thiên Tú. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía Phong Nhất Hàn, đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, lông mày nàng hơi nhíu, nhìn về phía bên phải, chỗ đó một ánh kiếm cùng một đạo hỏa mang kích xạ tới. Sắc mặt Thiên Tú trầm xuống. Rất nhanh, Dương Diệp và An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt Thiên Tú. Dương Diệp đang muốn nói, nhưng Thiên Tú lạnh lùng nói. Tới làm gì, đi tìm cái chết, còn muốn kéo vợ của ngươi đến chịu chết theo. Dương Diệp nói. Ta nói rồi, ta sẽ trở lại. Hai mắt Thiên Tú chậm rãi đóng lại. Không có chút ý nghĩa nào. Dương Diệp lắc đầu. Việc này, không thể để cho một người ngươi vượt qua. Thiên Tú mở mắt ra nhìn về phía Dương Diệp. Việc này, chính là chuyện của hư linh tộc ta, chính là chuyện của ta, nên chính ta vượt qua. Ta. Dương Diệp khoát tay áo, cắt đứt lời của Thiên Tú. Ta tới đã tới rồi, bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩa gì? Ngươi nói đúng không? Thiên Tú nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên nàng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Thiên Tú đi đến trước mặt Dương Diệp, thân thể nàng chậm rãi bay lên không, sau đó vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Dương Diệp. Tỉnh lại có thể nhận thức ngươi và Tiểu Bạch, ta cực kỳ hài lòng, cũng là các ngươi, để cho ta vui vẻ một đoạn thời gian. Như ngươi nói, nếu đã tới, vậy không cần nói gì hết. Vừa nói, nàng nhìn chiến trường phía dưới. Giúp ta giết Tiểu Lâu. Dương Diệp sửng sốt. An Nam Tính cũng sửng sốt. Giết Tiểu Lâu. Tiểu Lâu là người một cấp bậc với Dương Vô Địch, thực lực có thể nói mạnh nhất trong trời đất này trừ Tiêu Dao Tử cùng với đám người Thiên Tú. Coi như là võ thần hoặc Dương Vô Địch cũng không dám nói có thể giết được Tiểu Lâu. Mà Thiên Tú bảo Dương Diệp đi giết Tiểu Lâu. Nàng là muốn thành toàn ngươi. Ngay lúc này, Phong Nhất Hàn kia đột nhiên nói. Nếu như ngươi giết hắn, rất có thể đột phá mình, bước tới trước một bước. Đương nhiên, còn có một kết quả khác, cái kia chính là chết. Cho nên, ngươi muốn thử một chút không? Trước mặt Dương Diệp, Thiên Tú nhìn Dương Diệp. Ngươi đã đến, vậy ngươi liền không có đường khác rồi. Giết hắn đi, bước ra một bước. Ngươi có thể từ nơi này còn sống rời đi. Bằng không thì, ta cũng không giữ được ngươi. Dương Diệp nhíu mày. A Tú, ngươi có ý tứ gì? Thiên Tú khẽ lắc đầu. Theo lời của ta đi làm, ta sẽ không hại ngươi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Được. Thanh âm rơi xuống, thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới Tiểu Lâu. An Nam Tĩnh muốn đi theo, bất quá lại bị Thiên Tú cản lại. Thiên Tú chỉ cách đó không xa, chỗ đó có 30 người thần bí đeo trường cung. Thiên Tú nói, đối thủ của ngươi là bọn hắn. Ta muốn giúp hắn. An Nam Tĩnh trầm giọng nói. Thiên Tú nói khẽ, ngươi đi là hại hắn. Hắn phải đột phá mình, nếu như không thể đột phá, các ngươi đều phải chết, đi vũ trụ của Thủy Nguyên tộc, cũng sẽ chết. An Nam Tĩnh trầm mặc hồi lâu, sau đó thân hình run lên, vọt về phía 30 tên cường giả kia. Nàng không hỏi vì cái gì, nàng lựa chọn tin tưởng Dương Diệp. Trong hư không, Phong Nhất Hàn đột nhiên nói. Giờ phút này dừng tay, ngươi mang theo bọn hắn đi, những người kia không làm gì được các ngươi, hai mắt Thiên Tú chậm rãi đóng lại. Ta để cho hắn đi, hắn trở về. Đây là con đường hắn lựa chọn, nếu là mình lựa chọn, vậy hắn cũng chỉ có thể đi tiếp. Mà ta, cũng đã chọn con đường ta phải đi, ta cùng với hắn, đều đã không có đường rút lui. Cho nên đến đánh đi. Thanh âm rơi xuống. Xùy. Một đạo ánh sáng âm u phóng lên trời. Ầm. Toàn bộ vũ trụ ở thời khắc này run lên kịch liệt. Trong hư không, Phong Nhất Hàn có chút trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người không có đường lui rồi. Nói xong, không gian trước mặt bị phân giải thành từng sợi tơ. Phân giải không gian. Mỗi một đạo không gian, đều ẩn chứa một lực lượng cực kỳ khủng bố. Loại lực lượng này, đủ để hủy thiên diệt địa. Mà lúc này, một đạo ánh sáng âm u phá không tới. Xuy 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 xuy. Vùng không gian kia bắt đầu cháy rừng rực, sau đó tầng tầng mai một. Cùng lúc đó, hơi nước nhàn nhạt xuất hiện ở trong tràng, rất nhanh,
những hơi nước này hội tụ thành dòng sông màu xanh lục, dòng sông qua, không gian hắc động mai một. Hoàng Tuyền Thủy. Sau khi hắc động tiêu tán, liền trở thành tử địa. Chân chính phá hư căn nguyên vũ trụ. Phong Nhất Hàn khẽ gật đầu. Tốt một cái Hoàng Tuyền Thiên Mệnh, hảo một cái Hoàng Tuyền Thủy. Thanh âm rơi xuống, thân thể hóa thành vô số hắc khí biến mất ngay tại chỗ. Trong hư không, đại chiến bắt đầu. Những người phái dưới cũng không cảm thụ đế chiến trường hư không. Phía dưới, An Nam Tĩnh rơi vào trước mặt 30 người kia, sau một khắc, 30 mũi tên màu đen bay thẳng đến nàng. Hai mắt An Nam Tĩnh híp lại, tay cầm phần thiên chi nộ đập xuống. Ầm, một thương rơi xuống, những mũi tên ở trước mặt An Nam Tĩnh bị chấn bay ra ngoài, nhưng An Nam Tĩnh cũng bị chấn đến hơn mấy ngàn trượng. Nàng vừa dừng lại, một mũi tên màu đen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở chỗ mi tâm nàng, An Nam Tĩnh lanh tay lẹ mắt, tay trái cầm thân mũi tên, nhưng lúc này... Xuy! Một mũi tên xuyên qua bả vai trái của An Nam Tĩnh, cùng lúc đó, còn có mấy mũi tên phân biệt xuất hiện ở bụng, ót, cùng với từng chỗ yếu hại toàn thân. Mỗi một mũi tên đều trực chỉ chỗ hiểm của An Nam Tĩnh. Lúc này, tay của An Nam Tĩnh nới lỏng, mũi tên ở mi tâm nàng bắn nhanh ra. Nhưng người An Nam Tĩnh đã không còn. Xuy! Ở chỗ không xa, một đạo hỏa mang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt 30 người kia, sau một khắc, một cây trường thương quét ngang, quét đến một nửa, trường thương ngừng lại, bởi vì có 30 mũi tên đâm vào trên thân thương. Ầm! Trong 30 mũi tên ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp trấn An Nam Tĩnh bay ra ngoài vạn trượng. Xa xa, 30 người tay cầm trường cung mà đứng, khí tức nhất trí. Hơn nữa toàn bộ đều tập trung vào An Nam Tĩnh. Sau khi dừng lại, An Nam Tĩnh lau máu tươi ở khóe miệng. Nàng có chút đánh giá thấp 30 người kia rồi. 30 người này, mặc dù không bằng 10 vong linh tử thị, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trầm mặc một cái chớp mắt, trong mắt An Nam Tĩnh hiện lên lệ khí, trái tay nàng nắm tóc quấn quanh cổ, sau một khắc, chân phải đá mạnh phần thiên chi nộ. Phần thiên chi nộ hóa thành hỏa mang bắn tới 30 người kia. Mà tại chỗ, chân phải An Nam Tĩnh đạp mạnh hư không, cả người theo sát phía sau. Cách đó không xa, Dương Diệp từ trên người An Nam Tĩnh thu hồi ánh mắt, hắn không có nhìn An Nam Tĩnh, bởi vì hắn tin tưởng An Nam Tĩnh. Nữ nhân này, là càng đánh càng hung, càng đánh càng lợi hại. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Lâu, người kia mỉm cười. Thế nào, cùng ta đánh? Biết rõ ngươi và ta chênh lệch như thế nào không? Dương Diệp lắc đầu. Tiểu Lâu cười nói. Ta minh bạch ý tứ của hư linh nữ, nàng là muốn để cho ngươi cố tìm đường sống trong chỗ chết, nhưng đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta. Thanh âm rơi xuống, hắn bấm tay điểm ra. Một cỗ lực lượng cường đại trấn Dương Diệp đến mấy vạn trượng. Dương Diệp ngừng lại, ở khóe miệng của hắn, máu tươi chậm rãi tràn ra. Xa xa. Tiểu Lâu khẽ cười nói. Bây giờ biết ta và ngươi có bao nhiêu chênh lệch chưa? Xa xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp mở mắt ra nhìn về phía Tiểu Lâu, ở trong mắt Dương Diệp, một mảnh huyết hồng. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó bước ra một bước. Ba kiếm, trong ba kiếm không giết được ngươi, Dương Diệp ta tự vẫn ở đây. Rầm rầm, thanh âm rơi xuống. Hai cỗ ý cảnh đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Sát ý đỉnh phong, kiếm ý đỉnh phong. Sau một khắc, hai ý cảnh bắt đầu cháy rừng rực. Đốt ý. Thiêu đốt sát ý cùng kiếm ý tổ cảnh. Cùng Tiểu Lâu đánh như thế nào? Đối với Dương Diệp mà nói, hắn cùng với Tiểu Lâu chênh lệch cảnh giới quá lớn. Hai người bọn hắn, không phải người một thời đại, càng không phải người cùng một cấp bậc. Mà Thiên Tú lại bảo hắn giết Tiểu Lâu. Giết thế nào? Dương Diệp không có cách nào, hắn chỉ có dốc sức liều mạng. Đốt ý. Một chiêu này, hắn đã quá lâu chưa dùng qua. Mỗi lần dùng chiêu này, đều quá tổn thương. Cái giá kia, quá nặng nề, cái giá này, hắn cũng có chút không chịu nổi. Mà giờ khắc này, hắn đã không có lựa chọn. Cùng Tiểu Lâu đối chiến, hắn không thể kéo, càng kéo, tỷ lệ hắn chết lại càng lớn. Bởi vậy vừa ra tay, hắn nhất định phải xuất toàn lực, một tia cũng không thể giữ lại. Đốt ý. Hai cỗ ý cảnh điên cuồng thiêu đốt, mà khí tức trên người Dương Diệp cũng ở thời khắc này tăng vọt. Cách đó không xa, hai mắt Tiểu Lâu híp lại. Đốt ý.
Hắn tự nhiên biết đang làm gì, Dương Diệp có thể nói là đang hy sinh ý cảnh của mình đến để thăng thực lực, với hắn mà nói, loại phương pháp này thuộc về tà môn ngoại đạo, tuy trong thời gian ngắn có thể có được thực lực cường đại, nhưng cái giá vô cùng lớn, thường thường là người không thể thừa nhận. Dương Diệp làm như thế, trong mắt của hắn, là tự chịu diệt vong. Cách đó không xa, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới đỉnh đầu của tiểu lâu, sau một khắc, hai chuôi kiếm chém xuống. Hai mắt tiểu lâu híp lại, không có khinh địch chủ quan, tay phải xoay tròn, trong tay có khí đen phóng lên trời, trực tiếp đánh về phía đỉnh đầu Dương Diệp. Xuy! Kiếm của Dương Diệp vừa mới tiếp xúc khói đen, lập tức cắt ra, sau đó chém xuống một cái. Ầm! Một kiếm rơi xuống, tiểu lâu bị đẩy lui mấy ngàn trượng. Bên ngoài mấy ngàn trượng, tiểu lâu nhìn tay của mình, giờ phút này, bàn tay phải của hắn đã không thấy một nửa. Một nửa khác, là bị Dương Diệp lột bỏ. Ông! Lúc này, trong tràng vang lên tiếng kiếm reo. Theo tiếng kiếm minh vang lên, Dương Diệp hóa thành tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt tiểu lâu, sau đó lại một kiếm rơi xuống. Một kiếm này, dường như ngay cả thiên địa cũng có thể bổ ra, khí thế kia, không phải là Dương Diệp dĩ vãng có thể so sánh. Tiểu lâu lui về phía sau một bước, sau một khắc, vô số hắc khí từ trong cơ thể phun trào ra, trong nháy mắt, những hắc khí này trực tiếp bao phủ Dương Diệp. Nhưng một kiếm kia xé rách hắc khí, sau đó hung ác chém xuống. Ầm, tiểu lâu bị chấn bay ra ngoài. Nhưng tiểu lâu nhưng khẽ nở nụ cười, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, không thể không nói, lực lượng bây giờ của ngươi quả thật có chút mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc, muốn giết ta, hoang đường viễn vông. Hiện tại, ngươi chỉ còn lại có một kiếm, ngươi. Ngay lúc này, tiểu lâu thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại một kiếm rơi xuống. Khóe miệng tiểu lâu nổi lên cười lạnh, trong chốc lát, vô số tử khí hội tụ, tạo thành một lồng khí. Hắn rất có lòng tin có thể phòng vệ một kiếm này, bởi vì vừa rồi uy lực của hai kiếm, hắn đã nhìn thấu, tuy mạnh, nhưng đối với hắn, uy hiếp không lớn. Rất nhanh, ở dưới ánh mắt chăm chú của tiểu lâu, kiếm đi tới trên lồng khí. Nhưng ngay lúc này, kiếm của Dương Diệp đột nhiên dừng lại một chút, sau một khắc, ngũ quan của Dương Diệp nhăn nhó, mà sắc mặt tiểu lâu thì kịch biến, trong thân thể, vô số tử khí điên cuồng tụ tập, nhưng đã muộn. Kiếm của Dương Diệp rơi xuống. Xuy. Một kiếm rơi xuống, lồng khí như giấy, lập tức bị cắt mở, kiếm từ đỉnh đầu tiểu lâu chém đến cùng. Trong tràng yên tĩnh trở lại. Kiếm thu, Dương Diệp lui đến hơn trăm trượng. Trước mặt Dương Diệp, tiểu lâu đờ đẫn nhìn Dương Diệp. Cái này, đây là vực. Vực. Một kiếm vừa rồi kia của Dương Diệp, đúng là kiếm vực. Kiếm vực. Cái này là sát chiêu lớn nhất của Dương Diệp. Ngay từ đầu, hắn đối mặt tiểu lâu, cũng không có thi triển kiếm vực, bởi vì hắn biết rõ, hắn không có khả năng dùng kiếm vực miểu sát tiểu lâu. Kiếm vực đơn thuần, là không thể nào đánh chết tiểu lâu. Bởi vậy hắn lựa chọn đốt ý. Sau khi thiêu đốt hai loại ý cảnh, thực lực của hắn trong nháy mắt đề thăng vô số lần, mà lúc này đây thi triển kiếm vực, uy lực một kiếm kia, khủng bố xưa nay chưa từng có. Vì để tiểu lâu buông lỏng đề phòng, hai kiếm trước hắn không có thi triển kiếm vực. Bởi vì lúc đó, là thời điểm tiểu lâu cực kỳ phòng bị. Lúc này đây, không chỉ tỉ thí trên thực lực, càng là tỉ thí nội tâm. Đơn giản mà nói, chính là dụ địch. Cách đó không xa, tiểu lâu gắt gao nhìn Dương Diệp, qua một cái chớp mắt, hắn đột nhiên nở nụ cười. Không nghĩ tới, ta sẽ chết ở trong tay một thánh nhân, không thể không nói, Dương Diệp ngươi rất có tài, rất có tài. Kiếm vực này của ngươi, cũng rất mạnh, rất mạnh. Thanh âm càng ngày càng yếu, sau đó biến mất. Thân thể tiểu lâu dần dần hư ảo, nhưng rất nhanh, vô số tử khí đột nhiên hội tụ tới. Không có phục sinh, chẳng qua là bảo vệ thi thể của tiểu lâu mà thôi. Bất tử tộc, mặc dù có bất tử chi thân, nhưng vậy cũng phải nhìn tình huống như thế nào. Vừa rồi một kiếm kia của Dương Diệp, trực tiếp phá hủy tất cả sinh cơ của tiểu lâu. Loại tình huống này, đừng nói bất tử chi thân. Ngay cả Đại La Kim Tiên tới cũng không cứu sống được hắn. Tiểu lâu này, chết không thể chết lại. Nhưng Dương Diệp cũng bỏ ra cái giá thê thảm. Ý cảnh, lúc trước là hư vô mờ mịt, nhưng bây giờ không phải hư vô mờ mịt, nó thấy được, sờ được, nó là thật sự tồn tại. Dương Diệp thiêu đốt hai ý cảnh, nói đơn giản một chút, chính là trong nháy mắt phóng xuất ra toàn bộ,
triệt triệt để phóng thích, sau đó thiêu đốt, dùng cái này đến tăng cường thực lực của mình. Tuy như thế, nhưng ngày sau Dương Diệp muốn trở lại sát ý đỉnh phong cùng với kiếm ý đỉnh phong, cũng không phải là chuyện không thể nào, này giống như một phú hào, hắn buôn bán lời 1.000 vạn, nhưng hắn một lần thua hết. Tuy như thế, nhưng cái này không có nghĩa là phú hào kia cả đời không thể nào kiếm lại 1.000 vạn. Mất đi 1.000 vạn, không có nghĩa là hắn mất đi bản lĩnh kiếm tiền. Dương Diệp cũng như thế, đối với kiếm đạo cùng sát đạo, hắn đã quen thuộc không thể quy siêu ẩn thuộc hơn, ngày sau chỉ cần hắn có một cơ hội, là có thể trở lại đỉnh phong. Hiện tại Dương Diệp gặp phải vấn đề, không phải vấn đề của sát ý cùng kiếm ý. Hiện tại hắn gặp phải vấn đề là cắn trả. Cắn trả, đã bắt đầu rồi. Có được lực lượng vượt qua cực hạn thân thể của mình, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Trên mặt Dương Diệp, gân xanh bắt đầu nhô lên, trừ lần đó ra, dưới da, mạch máu điên cuồng nhúc nhích. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía dưới, đại quân vong linh của hư linh tộc đang cùng đám vong linh tử thị kịch chiến, không bao lâu, thì sẽ phân ra thắng bại. Dương Diệp quay đầu, bên kia An Nam Tĩnh vẫn còn cùng 30 người kịch chiến, không đúng, giờ phút này chỗ đó chỉ còn lại 25 người. An Nam Tĩnh đã đánh chết 5 người. An Nam Tĩnh cũng trọng thương. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, sau một khắc, đột nhiên hắn hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía 25 người kia. Giết! Một giọng nói vang lên. Thanh âm này, đúng là thanh âm của Dương Diệp. Thời điểm Dương Diệp đi vào trước mặt 25 người kia, tay phải cầm kiếm mãnh liệt chém xuống. Kiếm vực! Hắn giờ phút này, lực lượng đốt ý còn chưa hoàn toàn biến mất, lại lần nữa vận dụng kiếm vực. Uy lực một kiếm kia quá khủng bố. Một kiếm rơi xuống, người áo đen trước mặt Dương Diệp bị chém thành hư vô. Một kiếm miểu sát. Nhìn thấy một màn này, An Nam Tĩnh ngây ngẩn cả người. Dương Diệp biến thành lợi hại như vậy. Rất nhanh, thần sắc của An Nam Tĩnh có chút khó coi. Bởi vì nàng đã nhìn rõ ràng tình huống của Dương Diệp, thời khắc này Dương Diệp đang tiêu hao mình. Bây giờ Dương Diệp là gặp kẻ nào giết kẻ đó, nhưng rất nhanh. Dương Diệp sẽ trả giá thê thảm. Cách đó không xa, sau khi Dương Diệp một kiếm miểu sát người áo đen, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo kiếm quang vào tới. Cách đó không xa, hơn 20 mũi tên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhưng theo một kiếm của Dương Diệp rơi xuống, hơn 20 mũi tên hóa thành hư vô. Sau một khắc, xùy, một người áo đen thân thể phân làm hai nửa, máu tươi ngũ tạng vung vãi trên đất. Nhưng còn chưa kết thúc. Một đạo kiếm quang lóe lên, sau một khắc, lại một người áo đen bị kiếm thước mất đầu. Đồ sát. Thời khắc này Dương Diệp đang đồ sát, những người áo đen kia, không có bất kỳ người nào có thể tiếp Dương Diệp một kiếm, cho dù liên thủ, cũng sẽ bị Dương Diệp phá hủy. Hiện tại Dương Diệp ở loại trạng thái này, coi như là đám người võ thần hắn cũng có năng lực đánh chết. Thời gian ngắn ngủi, trong chàng chỉ còn lại có 10 người áo đen, mà giờ khắc này, Dương Diệp ngừng lại. Cắn trả. Thống khổ. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác toàn thân mình muốn nổ tung, cho dù có hồng mông tử khí điên cuồng chữa trị thân thể, cũng không cách nào giảm bớt thống khổ trên người. Vèo. Lúc này, một mũi tên đột nhiên xuyên thấu bộ ngực của Dương Diệp, hồng mông giáp kia, căn bản ngăn không được mũi tên này. Nhưng còn chưa kết thúc, lại một mũi tên bắn về phía mi tâm của Dương Diệp, bất quá còn chưa tới gần Dương Diệp, đã bị một cây trường thương chém rụng. An Nam Tĩnh chắn ở trước mặt Dương Diệp. Hai tay Dương Diệp nắm kiếm chống đỡ không gian, hắn từng ngụm thở ra. Ta, lần này sợ là không chịu nổi. Ngươi, đi nhanh đi. Sức cùng lực tận. Hắn giờ phút này, là chân chính sức cùng lực tận. An Nam Tĩnh quay người, nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, cuối cùng nàng cúi người hôn Dương Diệp một cái. Chúng ta, cùng chết. Nói xong. An Nam Tĩnh quay người, sau một khắc. Thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Thiêu đốt linh hồn. Trong chốc lát, khí tức An Nam Tĩnh lập tức tăng vọt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 157.